cuối cùng giờ khắc này cũng đã đến diệp phong chậm rãi bước chân đi ra đi ra đến cửa chính của linh lung các trong lúc hắn đi bầu không khí chung quanh hắn phảng phất như đang đổ nát vậy thời gian và không gian quanh người hắn sụp xuống tiếp đó lại được xây dựng lại khi thế vô cùng vô tận và ba động kỳ dị khiến cho hắn nhìn có vẻ giống như trích tên bên ngoài linh lung các đôi mắt đẹp của cửu thiên kiếm cơ vân yêu yêu lóe lên vẻ thích thú và kích động quản lý ngồi trên xe lan điếu thuốc trong tay bị chấn động cho rơi xuống đất vô số người trong linh lung các chen chúc đi đến trong nháy mắt trước cửa linh lung các bị dòng người vây kín dày đặc con kiến cũng không lọt vào được mọi người ánh mắt cuồng nhiệt tất cả bọn họ đều cung kính nhìn về phía người thanh niên ở trước mắt quy xuống đất dập đầu nguyên đón dịch phong chỉ nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh giao hò giống như sấm sét chúc mừng trí tôn trở về chúc mừng trí tôn trở về dịch phong dương mắt nhìn lại trên mặt đất trên bầu trời trong tinh không bóng người dày đặc giống như châu chấu động cùng nhau quỳ dạp trên mặt đất bọn họ có người vui đến phát khóc có người kích động đến hôn mê. Trong miệng không ngừng giao họ, tâm thanh hoan hồ giống như sóng chiều, quét sạch vạn giam, dạ cho đủ loại động vật trốn đi. Dị Phong nhìn đám người dày đặc này, lộ ra một nụ cười ấm áp, chỉ thấy bàn tay hắn hơi đưa lên, tất cả mọi người đang quỳ sát, bị một cỗ năng lượng ôn hỏa mà đanh thép đỡ đứng dậy, Dị Phong nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng nói. Những năm này mọi người vất vả rồi, tâm thanh hắn nói chuyện vô cùng ngư hòa, giống như gió mát thổi qua, truyền vào trong đầu mọi người, Dịch Phong được sủng mà sợ hãi, lần lượt đứng vậy lại ngay phía trước Dịch Phong, tâm thanh vang vọng cùng nhau truyền ra. Nguyện làm châu làm ngựa ra sức vì trí tôn, chúng ta muôn lần chết cũng không tử. Nguyện làm châu làm ngựa ra sức vì trí tôn, chúng ta muôn lần chết cũng không tử. Tiếng ho to lớn vang vọng bên trong vạn dạng đất trời, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Chấn động thiên địa, giờ phút này, quanh người Dịch Phong không có một chút năng lượng ba động nào, nhìn hắn giống như chỉ là một người phàm bình thường, như lại là đã đứng ở đỉnh của chúng sinh, nghe thấy lời nói của mọi người mặt dịch phong lộ vẻ vui mừng hắn liếc nhìn vân yêu yêu bình tĩnh nói yêu yêu ngươi đi theo ta đi vân yêu yêu lớn tiếng lĩnh mệnh tiếp đó dịch phong nhìn về phía mọi người nói các vị thực linh lung các mọi người về nhà trước đi trên mặt mọi người lại lần nữa lộ vẻ kinh hỉ âm thanh cảm ơn tràn ngập đất trời vang vọng tuy nói bọn họ có thể vì trí tôn dũng cảm không sợ chết nhưng bọn họ vẫn như trước nhớ nhưng quê hương dù sao ở trong lòng mọi người nhà mãi mãi là nơi ấm áp nhất. bọn họ ở phương thế giới này đã đợi không biết bao nhiêu năm. nỗi nhớ đối với quê hương, người thân càng ngày càng tăng. bây giờ trí tôn tỉnh lại, cuối cùng bọn họ cũng có thể an tâm về nhà. diệt phong cũng cảm nhận được cảm giác nhớ nhà của bọn họ. hắn không hề hai lời, chỉ là tâm niệm vừa động đã đưa tất cả mọi người của liên lung các, toàn bộ kéo vào một thế giới mới. thế giới này chính là thế giới bên trong thức hải của diệt phong. rõ ràng, thân lớn người của liên lung các đều là sinh mệnh bên trong thế giới thức hải của dịch phong trong đất trời rộng lớn mà huyên náo bất ngờ yên tĩnh trở lại dịch phong tiện tay vung lên một cỗ năng lượng bao trùm lên người vân yêu yêu tiếp đó hắn bước ra một bước đã lập tức rời khỏi hành tinh nhỏ này tiếp đó bọn họ rời đi tinh cầu này cũng chậm rãi tiêu tán ở trong tinh không phảng phất cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một khác sao dịch phong và vân yêu yêu xuất hiện trong một trấn nhỏ tòa trấn nhỏ này cũng không lớn nhưng lại vô cùng náng nhiệt bóng tối bao trùm mặt đất nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự yên bình của chấn nhỏ Diệp Phong nhìn Vân Yêu Yêu mặt một bộ ngây thường vũ y, hờ hững nói. Ngươi đi thuê giúp ta một căn phòng ở trên chấn, cơn mệnh, chi tôn, hiệu suất làm việc của Vân Yêu Yêu cực cao, rất nhanh đã tìm được một tiểu viện bỏ trống, viện tử này vô cùng lịch sự tao nhã, nó tổng cộng có hai gian xương phòng ở phía đông và phía tây, một gian phòng bếp, trong viện trồng đủ loại hoa cỏ, có điều hoa cỏ đều đã khô héo, rõ ràng tiểu viện này đã rất lâu không có người ở, nhưng chủ nhân của tiểu viện thường xuyên trở lại viện tử dọn dẹp, thi thể tiểu viện cũng có chút trình tề có thể trực tiếp xách đồ vào ở sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả vân yêu yêu đi đến cửa trấn tìm dịch phong nàng ở trên đường đi giống như là thị nữ vậy ôm lấy trường kiếm từ đầu đến cuối đi theo dịch phong bọn họ xuyên qua đường phó ngõ hẻm đi về phía tiểu viện dọc đường cư dân gặp được đều là người phàm tuy trấn nhỏ bị bóng tối bao trùm nhưng cư dân trên trấn nhìn có vẻ vẫn an cư lạc nghiệp như trước dường như bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn dịch phong ngẩng đầu nhìn một chút lộ ra nụ cười thản nhiên Vân yêu yêu thấy thế. Ôn nhu nói. Mảnh khu vực này được một trận pháp bao trùm, vì thế cư dân vạn dạng trong trận pháp có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ là do tông môn ở vần đây bố trí, dịch phong nhẹ nhàng gợt đầu, cũng không nói thêm gì. Tiếp đó, hai người đi đến trong tiểu viện, tạm thời thu dọn. Thuận theo dịch phong đến nơi này, hoa cỏ đã khô héo ở trong viện lại lần nữa phơi phới sức sống. Bên trên cây khô sinh ra chồi non, trên đá hoa kết ra nụ hoa, thời điểm hai người đến vô cùng yên lặng tuy sớm đã không cần ăn, nhưng mỗi ngày Vân Yêu Yêu đều sẽ làm chút ít món ăn cho Dịch Phong ăn. Trong lúc rảnh rỗi, Dịch Phong cũng sẽ tự mình xuống bếp, so đấu một chút trù nghệ với Vân Yêu Yêu. Có thể chính miệng được ăn mỹ thực do Dịch Phong nấu, đương nhiên trong lòng Vân Yêu Yêu vô cùng ngạc nhiên, nhưng nàng cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, mà không hề biểu lộ gì ra ngoài, một ngày này, khi Vân Yêu Yêu đang muốn đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Dịch Phong gọi nàng lại, yêu yêu. Mua chút ít bút mực giấy nhiên về đây vân yêu yêu ôn nhu trả lời vâng sau một lúc lâu vân yêu yêu mua về một chút đồ ăn thịt cá cùng bút mực giấy nhiên diệp phong trải rộng giấy tiên lên bàn đá ở trong tiểu viện vân yêu yêu thì ở bên cạnh hắn mài mực diệp phong suy nghĩ chốc lát tiếp đó nhấc bút đầu bút lông như du long vậy xẹt qua trên mặt giấy tiên giống như nước chảy mây trôi một mạch mà thành Trầm chu chấp bạn thiên phàm quá bệnh thủ tiền đầu vạn mộc xuân nhét chữ diệp phong cứng cáp đanh thép như tranh sắt ngân câu hắn nhìn bức tranh bản thân mình vẽ còn coi như là có chút vừa ý, hắn không ngẩng đầu, vẫn chỉ như trước nhìn chằm chằm hai câu thơ này, hờ hững hỏi, ngươi cảm thấy ta viết như thế nào? Vân yêu yêu thưởng thức nét chữ khỏe mạnh thoải mái, nhẹ nhàng tiếp thu nói, chủ nhân viết, đương nhiên là cực tốt. Bây giờ đào ám ảnh vẫn còn đang chiến đấu, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, trong máu trên bầu trời vẫn còn, lẽ nào ngươi không tò mò, không muốn biết vì sao ta vẫn còn có thể ở nơi này nhàn nhạt, nhạt thoải mái viết chữ sao? Diệp Phong nhìn về phía Vân yêu yêu bình tĩnh hỏi sắc mặt vân yêu yêu không có một cỡ sóng không cần biết chủ nhân làm cái gì làm thế nào nhất định đều có lý do của mai trong lòng vân yêu yêu không phải không có nghi hoặc nhưng nàng tin tưởng diệp phong diệp phong không nói đương nhiên nàng sẽ không hỏi nhiều nàng chỉ cần ở bên người diệp phong là được rồi nàng cho rằng chủ nhân nhất định có thể giải quyết tất cả các vấn đề khó diệp phong cười nhẹ một tiếng cũng không quá để ý sự bình tĩnh của vân yêu yêu đi chuẩn bị đồ ăn đi hôm nay ngươi chuẩn bị làm một chút gì thì kho tàu còn có hoành thánh ồ sau này ngươi cùng đừng cứ đeo thanh kiếm kia ở sau lưng như thế đi ra ngoài dễ hù dọa người ta ăn mặc bình thường một chút vâng chủ nhân nay còn có gì giận dò nữa không không còn nữa ngươi mau đi đi vân yêu yêu nhu thuận gật đầu một cái vặn vẹo vòng eo thon đi vào trong phòng bếp nàng giống như một con phượng hoàng quý khí vậy ở trong phòng bếp hiện ra vô cùng không hợp nhưng động tác nàng làm đồ ăn vẫn hết sức nhanh chóng có thể nấu ăn cho dịch phong trong lòng vân yêu yêu vô cùng vinh hạnh nàng vĩnh viễn không thể quên được bản thân mình đã chết thảm hại như thế nào là vị này đã cáng nàng đồng thời hướng đường đi cho nàng nàng mới đi được đến đỉnh phong vô thượng nhưng nàng cũng chưa từng biểu lộ ý nghĩ của mình nàng chỉ coi bản thân mình như người hầu của dịch phong trong phòng bếp khói bếp lượn lờ bay lên sau khi dịch phong viết thêm mấy chữ thì thu dọn bàn đá rồi cũng đi vào phòng bếp giúp đỡ vân yêu yêu nấu cơm đồ vân yêu yêu mua về đều là thịt bởi vì nguyên nhân trăng máu rau tươi trên tiểu trên đã vô cùng hiếm có vì thế vân yêu yêu cũng không mua được dịch phong cũng không quan tâm hắn làm một món sườn xào chua ngọt sau khi một hồi bận rộn vân yêu yêu cầm một bát thịt kho tàu một bát sườn xào chua ngọt hai bát hoành thánh bưng ra đặt ở trên bàn đá tiếp đó vân yêu yêu chuẩn bị xong bát đũa rồi rửa nồi sau đó mới đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống bầu trời u ám cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của hai người bọn họ nhai kỹ nuốt trọng thưởng thức thức ăn mỗi người làm sau khi nhét đầy bao tử dịch phong ở một cái hắn đứng dậy cảm thấy thỏa mãn cười nhạt nói đầu trấn có người đang đánh cờ ta tìm bọn họ làm hai ván ngươi này vất vả ngươi thu dọn rồi không vất vả đây đều là chuyện bổn phận của vân yêu yêu dịch phong khẽ lật đầu rồi chắp hai tay sau lưng thản thơi nhẹ nhàng đi ra khỏi tiểu viện những ngày tiếp theo đều thanh thản giống như vậy dịch phong không có việc gì thì luyện chữ một chút xào chút dao thỉnh thoảng còn uống một chút hai vào rượu sau này hắn cảm thấy bản thân mình một mình uống không có chút thú vị nào nên bảo vân yêu yêu uống cùng mình hắn nhìn vân yêu yêu uống đến mặt nhào đỏ rực trong lòng dịch phong không khỏi nổi lên thích thú đối với dịch phong mà nói hắn cũng không coi vân yêu yêu là người hầu của mình mà coi nàng thành một người bạn cũ những năm này vân yêu yêu cống hiến sức lực cho hắn dịch phong nhìn hết ở trong mắt thời gian này cứ từng ngày từng ngày trôi qua như vậy bóng tối vẫn như trước bao trùng mảnh đất trời này lại một ngày dịch phong và vân yêu yêu ngồi ở bên cạnh bàn đá ăn cơm đông 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 cửa tiểu viện vang lên tiếng gõ người đến phát hiện cửa nhà tiểu viện không đóng chỉ khép lại thế là đẩy cánh cửa ngoài sân ra một chút diệp phong mởng đầu nhìn lại người đến là hào sóng ở bên cạnh vương đại thúc với chồng dâu dài vương đại thúc ăn cơm chưa đi vào đây ngồi diệp phong đứng dậy nhiệt tình chào đói đại thúc tròn dâu dài nghe vậy cười hì hì xách theo người cân sườn lợn rừng đi vào trong tiểu viện dịch công tử đây là cậu bên nhà mẹ ta săn được lợn rừng ở trên núi đem về đây chính là đầu tốt những thứ này cho hai vợ chồng các ngươi an vương đại thúc cười đến vô cùng chất phác tông vừa rồi vừa đưa thịt lợn rừng đang xách ở tay cho diệp phong đi lên đón vân yêu yêu nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng dưới cái nhìn của những cư dân trong tiểu trấn diệp phong và vân yêu yêu chính là một đôi phu thê nhỏ mọi người đối với đôi phu thể trẻ trai tài lái sắc vô cùng sướng đôi này cư dân rất chiếu cố đối với đôi vợ chồng trẻ vừa đến định cư trên trấn diệp phong không giải thích nhiều cũng không khách khí hắn trực tiếp đi lên trực tiếp nhận thịt heo Vậy thì cảm tạ Vương Đại Thúc, trong mùi vẫn còn có chút cơm, Đại Thúc ngồi xuống ăn một chút đi. Vương Đại Thúc khoát tay một cái nói, không được không được, trong nhà làm cơm, để ngày khác ta bảo lão bà làm một chút, để các ngươi nếm thử tài nghệ của nàng. Hắn cười đón lấy, nói lời cảm ơn với hàng xóm, trải qua những ngày này ở chung, quan hệ của dịch phong và cư dân trên trấn cũng trở nên quen thuộc. Hắn không có việc gì thì ngồi xuống đánh cá với mấy lão đại gia, lò đầu trấn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi câu cá, cá câu được, hắn cũng chia cho hàng xóm ở chung quanh một ngày này trấn trên khu trương gõ trống cảnh tượng vô cùng vui mừng Diệp phong có chút không hiểu ngày nay cũng không phải tiết khí gì cách cuối năm cũng còn mấy tháng nữa trên trận lớn như thế không thể nghi ngờ gì chắc chắn là chuyện vui lớn Diệp phong đi ra cửa dân nhìn giang đại thẩm hàng xóm ở bên cạnh cũng đang xem náo nhiệt hắn nhìn về phía đại thẩm hỏi thăm đây là có chuyện gì con trai của ngư gia ở trên trấn kiểm tra ra được một thiên phú vô cùng lợi hại phi thường hắn được chọn vào thương hải tông trở thành đệ tử ngoại môn của thương hải tông đây chính là chuyện vui lớn trên trấn đó là ngươi có thể tu luyện trên trấn xuất hiện một hậu sinh ưu tú như thế người trên toàn trấn chúng ta cũng có phong quang theo lúc này dịch phong mới hiểu rõ nguyên nhân cư dân trên trấn chúc mừng đó đúng thật là chuyện vui lớn nư lão đầu và dịch phong là bạn đánh cờ dịch phong cũng cảm thấy vui mừng cho ông đại thẩm nói tiếp không nói với ngươi nữa ta đi chuẩn bị chút lễ vật lát nữa còn phải đi như ra chúc mừng nữa dịch phong thấy thế nói Đại thẩm, chờ ta một chút, ta cũng trở về chuẩn bị. Chúng ta cùng đi như ra chúc mừng. Đại thẩm cười nói, chàng trai còn rất biết cách xử sự. Vậy ngươi chuẩn bị xong thì nói ra một tiếng, chúng ta cùng đi. Thật ra tặng lễ vật gì, ở địa phương thuần khắc này mọi người đều không có ý niệm bợ. Nhà ai có tin mừng thì đều làm như thế xưa nay đã vậy. Nhà ai gặp nạn cũng không có người nào khoang tay đứng nhìn. Diệp Phong trở lại tiểu viện, ở trong thế giới trong thức hải của mình, lấy ra một thanh thiết kiếm bình thường không có gì lạ vân yêu yêu nhận biết nhạy bén đương nhiên là nghe được dịch phong nói chuyện với đại thầm hàng xóm bên cạnh nàng khó hiểu nói chủ nhân nếu như là tặng lễ vì sao không tặng thanh kiếm tốt một chút bây giờ thanh kiếm ở trong tay ngài chỉ tốt hơn thanh sắt thường một chút mà thôi đối với vân yêu yêu mà nói thần binh lợi khí của dịch phong nhiều vô số kế, đưa một thanh thiết kiếm thô giáp như vậy đúng thật sự là hạ thấp thân phận dịch phong hơi lắc đầu từ tồn nói thất phu vô tội hoài bích có tội gì kiếm tốt ngược lại sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết vân yêu yêu giật mình đó cũng không phải là tâm tư vân yêu yêu không đủ tỉ mỉ mà là trước mắt loại cảnh giới này của vân yêu yêu trong tinh không cũng hiếm có đối thủ cho nên đương nhiên tư duy của nàng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng có đôi khi tầng mắt quá cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt tiếp đó dịch phong đi sang bên cạnh gọi đại thẩm cùng đi mấy người cùng đi đến như gia chúc mừng trên đường đi tặng lễ cư dân nói cười không dứt nư gia cũng không lãnh đạm mọi người vị tiểu bối kia của ngư gia trước ngực buộc một bông hoa hồng bằng vải lớn đứng ở cửa ra vào nhẹ nhàng nghênh đón bái tạ cảm ơn lời chúc mừng của cư dân hai đại thẩm mau mau ngồi xuống ai thất cữu lão ra ngài cũng bến a à. mau mau vào bên trong ngồi ngư gia đã sớm chuẩn bị xong rượu mời mọi người ngồi xuống tuy là cơm rau dưa nhưng mọi người lại vui mừng rào rạt đại thẩm nhà cách vách vô cùng giản dị nhà bọn họ tặng nửa con lợn rừng các cư dân khác ở trên trấn phấn lớn cũng đưa đồ dùng cần thiết mấy ngày nay chỉ có dịch phong tặng một thanh binh kinh diệp phong đưa một thanh thiết kiếm bình thường không có gì ra vị hậu sinh của ngư gia này vô cùng vui mừng hắn vội va đánh giá thanh thiết kiếm này vô cùng yêu quý khẽ vuốt ve thân kiếm hắn có thể nhìn ra thanh thiết kiếm này có chút đặc biệt phẩm chất cũng không phải thanh thiết kiếm bình thường có thể so được chuyện này đối với hắn mà nói không khác gì có thêm một thanh kiếm tốt hắn không ngừng cảm ơn diệp phong chỉ nhẹ nhàng nói không cần phải khách khí lão đầu ngư gia vội vàng đi lên đón đích thân dẫn dịch phong vào trong viện mấy lão đầu thường xuyên cùng nhau đánh cờ với dịch phong tất cả trên mặt đều lộ vẻ vui mừng dịch công tử người bên này ngồi bên này lão đầu ngư ra cười nói loạn cái gì ta đây không phải là đang xếp dịch công tử ngồi bên cạnh các ngươi sao mấy lão đầu cười nói trên mặt dịch phong cũng nở nụ cười vô trường bào rồi ngồi xuống đã thầm hàng xóm nhìn dịch phong được hoan nghênh như vậy bà cũng lộ ra nụ cười vui mừng dù sao dịch phong cũng là người xứ khác thời gian đến trên trấn cũng không lâu nhưng bà vẫn vươn cảm thấy tiểu tử này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt còn có một loại lực tương tác bẩm sinh mấy vị lão đầu tóc mai hoa dâm tóc hoa dâm nhìn thấy dịch phong ngồi xuống lần lượt bắt đầu mồm năng miệng người nói lần trước ván cửa thiếu một chút ta thua không cam tâm lát nữa ăn cơm xong chúng ta lại đánh một ván được lần này cho thúc thua đến tâm phục khẩu phục dịch phong mỉm cười gật đầu nói sắc mặt lão đầu chơi cờ thua lúng túng ông biết tài đánh cờ của dịch phong cao siêu nhưng ông cảm thấy bị một hậu sinh đánh bại vô cùng mất mặt cũng may tính tính của cư dân trên chấn thuần phắc trong lòng cũng không có lời oán giận gì chỉ là muốn quấy phá thắng bại mà thôi một lão đầu khác cũng giữ chặt lấy tay dịch phong nói đợi ta trở về ủ một ít rượu bắp lúc nào dịch công tử đến nhà ta lấy hai vò trở về nhé dịch phong chấp tay cảm ơn nói được vậy thì ta không khách khí nữa trên yên tức tiếng cười nói vui vẻ một bàn lão đầu đều coi dịch phong trở thành bạn vong liên bọn họ đều cảm thấy dịch phong vô cùng phóng khoáng là người rất có hàm dưỡng thời gian một ngày cứ như thế trôi qua thỉnh thoảng trong chấn có lão già qua đời cũng thỉnh thoảng có trẻ con thất tiếng khóc trả đời mà trên đấu che khuất bầu trời ở đảo ám ảnh kia vẫn như trước hừng hừng khí thế tiếp tục tiếp diễn một ngày này trên đảo ám ảnh có số lượng lớn người tử trận mặt trời đã lâu không thấy vẫn không xuất hiện toàn bộ thế giới vẫn như trước bị bóng tối thấu trời bao trùm trong lúc bất trí bất giác mọi người kinh ngạc phát hiện mặt trăng máu đã thay đổi trở nên càng quỷ dị hơn cũng càng thêm đỏ hơn giống như bên trong mặt trăng màu máu kia lập tức có cái gì đó vô cùng đáng sợ từ bên trong mặt trăng máu chui ra ngoài một cỗ ám ảnh đáng sợ bao trùm trong lòng mọi người muối quên đi cũng không quên được lòng người tất cả thế giới đều bàng hoàng sầu lo trong lòng mọi người càng lúc càng tăng cuộc sống vô cùng hoảng sợ không chịu nổi này khiến cho mọi người cảm thấy áp lực nhưng lại không thể làm gì loại cảm giác cho lơ lửng không quyết định này nhất thời làm người ta ăn ngủ không yên áp lực lâu dài làm thoát tâm thái của người ta gần như sụp đổ ngược lại bọn họ bắt đầu chờ đợi một ngày đáng sợ này sớm ngày phủ xuống loại tâm tính này hết sức phức tạp có loại cảm giác can chịu có lẽ chính bởi vì loại chờ đợi này cuối cùng cũng có một ngày mặt trăng máu bùng nổ vỡ nát tất cả những chuyện này không có chút dấu hiệu nào làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị tiếng bùng nổ ầm ầm to lớn truyền khắp tứ hải bát hoang khiến toàn bộ sinh linh của một mảnh thế giới này nhao nhao hoảng hốt trong lòng chỉ thấy mặt trắng máu bị vỡ nát chậm rãi tụ lại ma đến uy ác tận thế cho vô số sinh linh tất cả mọi người của mảnh thế giới này đều có thể nhìn thấy hắn ta hắn ta giống như một tôn ma thần địa ngục đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh bầu trời cuối cùng sợ hãi trong đáy lòng tất cả mọi người cũng minh đón bùng nổ to lớn thậm chí còn có không ít người không ăn cản được sợ hãi bắt đầu cúi đầu quỳ lại với đạo thân ảnh kia vung trời đào ám ảnh mọi tộc nhìn thấy đạo thân ảnh này thì lần lượt nương tấn công tất cả đều quỳ lại với đạo thân ảnh ở trên bầu trời kia trên đường chân trời phát ra tiếng gào thét rời núi lấp biển bái kiến hồng nguyệt trí tôn đại nhân bái kiến hồng nguyệt trí tôn đại nhân cảnh tượng này giống như thủy triều kêu gào quét sạch mảnh đất trời này khiến cho mọi người như rơi xuống vực sâu mà mọi người ở trên đảo ám ảnh lại mặt mũi tràn ngập ngưng trọng bọn họ đều có thể cảm nhận được khi thế vô cùng cường hãn của người này thậm chí bọn họ còn mơ hồ cảm giác được chỉ cần người thần bí này muốn trong nháy mắt sẽ có thể bóp chết tất cả bọn họ lập tức đảo ám ảnh lâm vào nguy cơ lớn mọi người đi đến đảo ám ảnh viện trợ cũng đều lòng như cho tàn thấy cuối cùng cũng đã đến rồi sao liều mạng chống lại cũng không đổi được thắng lợi cuối cùng điều này khiến cho vô số người chấn thủ ở đảo ám ảnh sinh ra cảm giác bất lực to lớn trong lòng giống như tất cả những chuyện lúc trước bọn họ làm chỉ đang ủ phí sức lực tốn công vô ích hồng nguyệt trí tôn nhìn xuống mảnh thế giới này hắn cũng không để ý đến những sâu kiến này của đảo ám ảnh chỉ thấy hồng nguyệt trí tôn chậm rãi lên tiếng thanh âm của hắn ta trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run truyền khắp toàn bộ bầu trời trên thế giới Dịch Phong, đi ra đây." Đạo thanh âm này vang vọng trong đầu tất cả các sinh linh của thế giới, cứ như thế quanh quẩn lặp lại, giống như ma âm lọt vào tai những sinh linh này, mang nhĩ bị chấn đến đau nhức, rất nhiều người phàm không chịu được loại vang vọng này, bị lấy lỗ tai lăn lộn ngã ra đất. Mọi người của Đào Ám ảnh nghe thấy lời này, nhi luận ầm ý, hắn là đang gọi tiên sinh sao? Tiên sinh sẽ xuất hiện không? Nếu như tiên sinh xuất hiện, có giải quyết được hắn không? Mọi người không nên hoảng loạn, tiên sinh nhất định sẽ trở về giải quyết người này cho dù tiên sinh không trở lại chúng ta cũng muốn đồng sinh cộng tử với đảo ám ảnh đồng sinh cộng tử ngươi của đảo ám ảnh quân tình sục sôi mọi người nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện ở trong loại chờ đợi này hội tụ thành dũng khí của bọn họ mọi người kiên định hạ quyết tâm thể sống chết bảo vệ đảo ám ảnh tiểu viện trong chấn nhào dịch phong không nhanh không chậm ăn xong bát cương tiếp đó để bát cơm xuống bàn sau đó hắn một hơi uống cạn sạch rượu trong chén rồi mới chậm rãi đứng dậy in yêu làm phiên người rửa chén nói xong dịch phong thông thả nhìn về phía bầu trời hắn nhìn tôn ma ảnh ngập trời kia trong thần sắc không nhìn ra được bất cứ ba động gì chỉ thấy hắn chậm rãi cất bước đi ra khỏi tiểu viện vân yêu yêu gật đầu một cái đưa mắt nhìn dịch phong rời đi nàng nhìn thấy mặt trăng máu vỡ nát nhìn thấy hồng nguyệt trí tốt xuất hiện cảm nhận được uy áp giống như tai họa kia của hồng nguyệt trí tôn cũng nghe thấy hồng nguyệt trí tôn đang tìm kiếm dịch phong vân yêu yêu có thể cảm nhận được sự cường đại của hồng nguyệt trí tôn loại cường đại này khiến trong lòng nàng cũng sinh ra sự bất lực nàng nhìn bóng lưng của Diệp phong vì vậy tất cả sợ hãi cũng đều tan thành mây khói bây giờ điều nàng cần làm cũng chỉ là dựa theo dặn dò của Diệp phong đi rửa chén bát một khắc sao Diệp phong biến mất ở chấn nhỏ xuất hiện bên trên vòng trời tối tăm trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh khác nhìn hắn có vẻ như chậm chạp đập không mấy bước nhưng lại là kéo ngắn mặt đất chỉ mấy bước đi đến trước mặt hồng nguyệt trí tôn mọi người của đảo ám ảnh thấy thế lập tức vô cùng kích động, mau xem. Thân ảnh kia là tiên sinh, quả nhiên là tiên sinh, tiên sinh thật sự trở về rồi, tiên sinh chắc chắn có khả năng chiến thắng Hồng Nguyệt Chí Tôn kia. Tinh thần mọi người phấn chấn, rất nhiều người kích động đến nước mắt chảy ngang, quả nhiên, tiên sinh trở về rồi, hắn như một đạo lưu quang, hoàn toàn trái ngược sông lên chân trời tăm tối, hắn giống như ánh nắng mặt trời chói trang, sẽ mở chân trời tăm tối, sẽ mở sự mù mịt trong lòng mọi người, vô số sinh linh của mảnh thế giới này nhìn thấy Dịch Phong, lần lượt bắt đầu suy đoán lẽ nào đạo thân ảnh này chính là dịch phong trong miệng hồng người trí tôn nói tới thần lớn bọn họ cũng không biết dịch phong là ai đúng từ thời điểm dịch phong bay lên trong đầu mọi người ma âm không ngừng vang vọng tan biến không thấy bóng dáng các loại sinh linh không còn bị hủy hoại giống như là đang được sức mạnh nào đó che chở điều này khiến chúng sinh tuyệt vọng giống như là người chết chìm bắt được tấm gỗ nổi lần lượt đưa ánh mắt kính sợ nhìn về phía dịch phong là cao thủ của chúng ta hắn là ai là thần linh nhân gian của chúng ta sao nhất thời vô số người của mảnh thế giới này thành kính lễ bái với dịch phong thậm chí còn có vô số người phủ phục quỳ lại mong chờ dịch phong có thể bảo vệ bọn họ bảo vệ mảnh đất trời này trong nháy mắt dịch phong đã đi đến trước mặt hồng nguyệt trí tôn hồng nguyệt trí tôn thân mặc một bộ áo khoác lưu kim màu đen khuôn mặt lạnh lùng cả người tản mát ra uy áp và huyết khí vô cùng đáng sợ hắn ta đúng thật là một đối thủ không thể khinh thường hồng nguyệt trí tôn nhìn dịch phong đang đứng ngang bằng mình lộ ra vẻ mỉm cười thong dong của người chiến thắng rốt cuộc một ngày này cũng đã đến cuối cùng hắn ta cũng dung nhập vào phương thế giới này. Dưới cái nhìn của Hồng Nguyệt Chí Tôn, hắn ta đã vô địch toàn bộ tinh không. Đối với đối thủ cũ dịch phong này, hắn ta vẫn ông sự tôn trọng nhất định. Đây là tử địch cùng chung Chí hướng với hắn ta. Dịch phong là một người có thể khiến hắn ta cảm thấy tinh không bởi vì không có đối thủ mà tịch mịch. Chẳng qua, chu quy mảnh tinh không này sẽ còn lại một cường giả trí cao. Cường giả trí cao này chỉ có thể là Hồng Nguyệt Chí Tôn hắn ta. Hồng Nguyệt Chí Tôn đánh giá dịch phong, mỉm cười nói. Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng nỡ đi ra rồi. Không ngờ được, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một chiêu. Diệp Phong lẳng lặng nhìn hắn ta, không hề lên tiếng. Ồ, âm thanh lạnh giá của Hồng Nguyệt Trí Tôn tiếp tục chấn động truyền ra ngoài. Ngươi mưu toàn thu hoạch tâm thế giới và bản nguyên thế giới. Mượn cái này để tăng lên đẳng cấp thế giới của ngươi chống lại ta. Nhưng tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là ổn phí công phu, tự rước nhục vào người mà thôi. Tuy ngươi khiến cho đồ nhi của mình lấy được tâm thế giới của Lam Tinh, nhưng mà bản nguyên thế giới của Lam Tinh đã sớm biến mất kết quả chẳng qua là giỏ trúc mức nước công dã tràng mười vạn năm trước ngươi sắp xếp tinh không chế tạo trận pháp vọng tưởng thai nhén bản nguyên thế giới nhưng không hề thành công nực cười là bây giờ ngươi lại vọng tưởng lợi dụng đảo ám ảnh nho nhỏ này bắt trước lam tinh dựng dục ra bản nguyên thế giới những điều này chẳng qua chỉ là ảo mộng không thiết thực mà thôi hôm nay ta sẽ tận tay phá diệt ảo ảnh trong mơ của ngươi bây giờ ngươi không cảm thấy bản thân mình vô cùng cực cười sao ha 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 ha, ha. hồng nguyệt trí tôn ngông cùng cười to những năm gần đây, tất cả kế hoạch của Dịch Phong đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Hắn ta nhìn cho cười của Dịch Phong, và lúc này không kìm được hưởng thụ thắng lợi, hưởng thụ hứng thú đùa nghịch cường địch Dịch Phong này trong lòng bàn tay. Nhưng từ đầu đến cuối Dịch Phong vẫn luôn yên lặng không nói gì, chỉ hết sức bình tĩnh nhìn Hồng Nguyệt Chí Tôn. Hắn lặng lặng nghe Hồng Nguyệt Chí Tôn nói. Hồng Nguyệt Chí Tôn thấy Dịch Phong không nói một lời, cả mặt hắn ta lộ ra vẻ buồn cười. Hắn ta căn bản không thể nói cái gì với một người bày một bàn cờ tất cả đều thua. Ngược lại, Hắn ta cực kỳ hưởng thụ dịch phong như vậy. Bây giờ thân thể của ta đã lợi dụng trăng máu dung nhập phương thế giới này, cũng đã luyện hóa nó. Bây giờ ta chỉ cần dùng một ý niệm là có thể hoàn toàn khiến phương thế giới này nhận ta làm chủ, mà ta sẽ là chủ nhân hoàn toàn mới của phương thế giới này. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh của thế giới này đều là sâu kiến, sống chết của bọn họ chỉ trong một ý niệm của ta. Toàn bộ sinh linh đều phải trở thành dinh dưỡng nâng đẳng cấp thế giới của ta, bao gồm cả ngươi, dịch phong. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được lời nói của Hồng Nguyệt Chí Tôn. Hắn ta giống như pháp tắc của thế giới này, giống như như pháp âm thanh truyền vào tai mọi người, khiến bọn họ lạnh run, chủ nhân của thế giới, luyện hóa thế giới. Loại từ ngữ này lọt vào trong tai bọn họ, bọ, quả thực khiến cho người ta giật nảy mình, thậm chí là đổi mới quan niệm của bọn họ, vô số người lâm vào hoảng sợ và sự sợ hãi to lớn, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ đều chỉ là sâu kiến, thế giới mà bọn họ nhận thức, lại có thể là thứ bị người khác luyện hóa bọn họ giống như gà tây được nuôi dưỡng ở nông trường. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người ta giết, thậm chí Hồng Nguyệt Chí Tôn kia còn muốn biến bọn họ thành chất dinh dưỡng. Tâm thanh của Hồng Nguyệt Chí Tôn vẫn như trước chấn động ở toàn bộ tinh không, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi muốn dùng tâm của thế giới và bản nguyên thế giới tăng lên đẳng cấp bên ngoài của thế giới của chính bản thân ngươi. Thật ra cũng không phải là chưa từng nghĩ đến luyện hóa phương thế giới này, vì thế ngươi mới đưa bản thân dung hợp với thế giới này, trở thành một phần tử của phương thế giới này nhưng chỉ dựa vào ngươi dung nhập phương thế giới này thì có tác dụng gì không có thủ đoạn đặc thù ngươi không thể nào luyện hóa đến vĩnh kiếp trí tôn để lại trong phương thế giới này dù sao phương thế giới mà hắn để lại này đối với chúng ta mà nói là thế giới hoàn thiện đẳng cấp cao mà ta và ngươi khác nhau từ sau lần trước lưỡng bại câu thương với ngươi ta đã dốc hết tâm sức chế tạo tâm chăn máu chính là vì để có thể luyện hóa phương thế giới này cả mặt hồng nguyệt trí tô lộ vẻ kiêu ngạo điên cuồng khiêu khích dịch phong hắn ta cảm thấy dịch phong thật là ngây thơ chỉ dung nhập vào phương thế giới này nhưng lại không luyện hóa. Loại hành động này không có gì để nghi ngờ chắc chắn là vô cùng ngu xuẩn buồn cười. Bây giờ, chính là thời khắc ta công thành, mà ngươi dịch phong. Cho dù ngươi và ta cùng là trí tôn, nhưng ngươi dung nhập vào phương thế giới này, thì chính là một phần tử của phương thế giới này. Ta thân là chủ nhân, một ý niệm là có thể khiến cho ngươi tan thành mây khói. Ha ha ha, tiếng cười lạnh của Hồng Nguyệt trí tôn truyền khắp toàn bộ đất trời. Mọi người như rơi vào hầm băng, nghe đến cả đầu tê dần, không rét mà run. Bên trong lời nói của Hồng Nguyệt Trí Tôn, cho dù trong đó có rất nhiều tin tức, nhưng nhiều người cũng không hiểu rõ, nhưng bọn họ có thể nhìn ra được, sinh linh của mảnh giới này đều sắp trở thành tế phẩm của Hồng Nguyệt Trí Tôn, sẽ trở thành đồ chơi mà chỉ cần một ý niệm của hắn ta là có thể tiêu diệt. Mọi người trên đảo ám ảnh nghe vậy, đều là mặt trầm như nước, nói như thế, vậy là tiên sinh cũng sẽ thua sao. Trong nháy mắt tâm tình buồn nản dâng lên ở trong lòng mọi người đảo ám ảnh, bọn họ chỉ cảm thấy hy vọng vất vả lắm mới dấy lên, đang chậm rãi biến mất hầu như không còn nhưng bọn họ không hề cúi đầu bọn họ vẫn ngạo nghĩ đứng đó bọn họ muốn cùng với đảo ám ảnh cùng với dịch phong tiên sinh cùng sống cùng chết vận mệnh bất công bọn họ sẽ chống lại vận mệnh thiên đạo bất công bọn họ sẽ chống lại thiên đạo cho dù chỉ là châu chấu đá xe cho dù lực lượng của bọn họ chỉ là hạt cát trong sa mạc chẳng qua chỉ là cảm khái chịu chết mà thôi bọn họ không sợ mà đúng lúc này tiếng cười lạnh của hồng nguyệt trí tôn im bặt mà dừng cả mặt hắn ta lộ vẻ mỉa mai lạnh lẽo lên tiếng diệp phong tất cả đến đây kết thúc rồi ánh mắt của hắn ta sáng rực nhìn diệp phong sau này hắn ta sẽ bễ nghĩa thiên hạ thương sinh một đạo pháp âm thanh hùng vĩ truyền khắp tứ hải bát hoang bắt đầu luyện hóa vô số sinh linh kinh hãi đến sợ mất mật thanh âm này giống như thiên uy cuồn cuộn khiến người ta chấn động cả hồn phách tất cả đều kết thúc rồi toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết chớp mắt loại tinh mịch này đã biến thành tiếng kêu gào thảm thiết cầu sinh là bản năng của toàn bộ sinh linh nhưng bọn họ lại cái gì cũng đều không làm được chỉ có thể tuyệt vọng mà bất lực chờ đợi cái chết của bản thân mình chỉ có thể bi thảm kêu rên đúng lúc mảnh thế giới này hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng một tiếng gầm thét tuyệt vọng lại là vang vọng bầu trời chỉ thấy hồng người trí tôn chừng lớn hai mắt hai mắt hắn ta mở to như muốn rách ra gắt lao nhìn chằm chằm diệt phong tại sao lại như vậy làm sao có thể vì sao ta lại không luyện hóa được mảnh thế giới này rốt cuộc ngươi đã làm cái gì từ đầu đến cuối hương mặt dịch phong không một vượn sóng cuối cùng cũng có biểu cả hắn lộ ra một bộ biểu cảm giống như nhìn thấy kẻ ngu khư khích cuối cùng trong miệng cũng nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu làm sao ta biết được ta chỉ là dung hợp vào mảnh thế giới này mà không phải là luyện hóa oanh nghe vậy hồng hồng nguyệt trí tôn giống như gặp phải huyền lôi của cửu thiên điên cuồng tấn công trong đầu hắn ta kịch liệt vang vọng cả người run rẩy kịch liệt giống như đang chịu đựng thiên uy vô cùng đáng sợ ngươi 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 đây là có ý gì Hồng Ngư trí tôn gào thét, Diệp Phong chắp tay, bình tĩnh nhìn hắn ta, đồng thời thanh âm bình tĩnh cũng truyền khắp toàn bộ thế giới. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn nhớ đến vĩnh kiếp trí tôn của phương thế giới này. Ngươi cho rằng tất cả mọi thứ của phương thế giới này cũng có thể tùy ý sáng tạo, tùy ý biến mất, không tồn tại một chút nhân từ nào. Nhưng mà trong mắt của ta, mỗi một sinh linh bọn họ đều là thân thể độc lập, mỗi một người bọn họ đều là tiểu thế giới độc lập. Lúc trước thế giới của ta diễn biến ra bị sụp đổ là vĩnh kiếp trí tôn ở phương thế giới này để lại ý niệm kéo ta lại, hắn để cho ta trở thành một phần tử của thế giới của hắn, giúp ta vượt qua một kiếp. tuy thế bên trong phương thế giới này có người nhà của ta, có bằng hữu của ta. Cho dù đã qua vô số năm tháng, rất nhiều bọn họ đã biến mất không thấy tung tích, nhưng nơi này cũng là nơi ta từng sinh sống, là cố hương của ta. Ta đồng ý với vĩnh kiếp trí tôn sẽ bảo vệ thật tốt phương thế giới này của hắn. Vậy thì ta nhất định sẽ làm được. Vừa rồi ngươi nói chúng ta khác biệt đây cũng là chỗ khác biệt của chúng ta cả mặt hồng nguyệt trí tôn lộ ra không thể tin hắn ta vẫn luôn thử nghiệm luyện hóa mảnh đất trời này nhưng mảnh thế giới này lại không hề bị lai động đừng uổng phí sức lực nữa đã sớm biết ngươi lòng lang dạ thú vì thế những năm này ta mới khổ tâm sắp xếp là một đối thủ ta sẽ để cho ngươi chết rõ ràng không thể nào chuyện này không thể nào cả mặt hồng nguyệt trí tôn lộ vẻ điên cuồng không ngừng thử nghiệm luyện hóa diệt phong chỉ đứng nhìn hắn ta yên lặng nói ra sắp xếp nhiều năm nay của bản thân mình để có thể che giấu ánh mắt tất cả không cho ngươi phát giác ra kế hoạch của ta một mặt ta xóa đi một bộ phận sức mạnh pháp tắc của ba thân ẩn vào thế gian lần lượt luyện hóa phương thế giới này còn mặt kia ta lại phái các đồ đệ đi bố phía tìm kiếm tâm của thế giới cùng với bản nguyên thế giới để lừa dối ngươi khiến cho ngươi cho rằng ta muốn tăng lên đẳng cấp thế giới của bản thân tạo thành giả tạo đối kháng với ngươi để cho ngươi buông lỏng cảnh giác dịch phong khẽ cười một tiếng ta mà ngươi quả nhiên bị lừa rồi trong đáy lòng hồng nguyệt trí tôn có vạn lần không tin hắn ta cảm thấy bản thân đã sớm khám phá ra được tất cả kế hoạch của dịch phong đáng ra nên là hắn ta đùa bỡn dịch phong ở trong lòng bàn tay nhưng ý tứ những lời nói này của dịch phong chính là người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay không phải dịch phong mà là bản thân hồng nguyệt trí tôn hắn ta làm sao có thể cho cười này sao có thể là chính bản thân hắn hồng nguyệt trí tôn cuồng loạn gào lên không thể nào tuyệt đối không thể nào nếu như ngươi căn bản chưa từng nghĩ đến việc tăng lên đẳng cấp thế giới của mình Vậy thì 10 vạn năm trước, ta phái người phá hủy trận pháp ngươi bố trí ở trong tinh không muốn thay nhánh bản nguyên thế giới, vì sao người của ngươi lại liều mạng ngăn cản chứ?" Dịch Phong cười lạnh nói, "Ta không làm như vậy, thì làm sao ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng được, bởi vì không thể nói. Nếu như ngươi biết được mục đích của ta, từ bảo kế hoạch mặt trăng máu tự thân xuất mã đến đây dốc sức phá hoại, ta đúng là không có cách nào thành công luyện hóa, vì thế tất cả những điều ta làm, chính là vì lẫn lộ tầm mắt của ngươi." "Không, không, không thể nào!" ngươi đây là đang lừa gạt bản tôn tâm thái của hồng nguyệt trí tôn trực tiếp sụp đổ nổ tung diệp phong đứng nhìn vị đối thủ cũ trước mặt này cười lạnh trực tiếp giết hắn ta thì quá có lợi cho hắn ta rồi còn phải chu tâm nữa ngươi biết tại sao ta muốn để cho hồng nguyệt ngươi dung hợp vào phương thế giới này không không đợi hồng nguyệt trí tôn đáp lại diệp phong lại lần nữa lên tiếng bởi vì dù sao ngươi cũng cùng là trí tôn với ta nếu như ngươi không có quan hệ gì với phương thế giới này cho dù ta có trở thành chủ nhân của phương thế giới này nếu như ngươi muốn chạy ta cũng không thể khẳng định có thể diệt cỏ tận gốc nhưng đúng như phía trước ngươi nói ta chỉ cần thành công luyện hóa phương thế giới này cho dù ngươi là trí tôn ngươi cũng chỉ là một phần tử ở trong thế giới này mà ta được coi là chủ nhân của thế giới một cái ý niệm là có thể khiến ngươi biến mất hồng nguyệt trí tôn nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nếu như những lời dịch phong nói đều là thật vậy thì phương thế giới này đã là của dịch phong vậy thì hồng nguyệt trí tôn chẳng phải chỉ là một tôm tét nhãi nhất thôi sao thế mà hắn ta lại ngu sẩn đến mức dung nhập vào thế giới của dịch phong còn cảm thấy bản thân mình nắm chắc thắng lợi trong tay thực ra là chấp cánh cũng khó thoát vô số hối hận và không cam lòng bùng nổ ở trong lòng hồng nguyệt trí tôn cả người hắn ta giống như điên dại ngửa mặt nhìn lên trời thê lương bất lực gào thét dịch phong lẳng lặng nhìn vị đối thủ cũ này nhìn dáng vẻ hắn ta bất lực cuồng nộ chỉ cảm thấy một hồi cảm giác buôn bã lạ lùng cùng thổn thức hắn từ tốn nói đã nhiều năm như vậy tất cả mọi chuyện đều nên kết thúc ở đây rồi biến mất đi không hồng nguyệt trí tôn thê lương gào thét diệt phong căn bản không quan tâm đến hồng nguyệt trí tôn hắn chỉ là tâm niệm vừa động một cỗ sức mạnh quy tắc mà hồng nguyệt trí tôn không cách nào kháng cự được đa mãnh liệt đấu đá với hắn ta phảng phất như muốn trực tiếp bóp chết hắn ta chỉ thấy bên trong sự gào thét và không cam lòng của hồng nguyệt trí tôn thân hình hắn ta run rẩy kịch liệt thật giống như là nến tàn trong gió hồng nguyệt trí tôn đau đớn vặn vạo kêu khóc hắn ta muốn dốc hết toàn lực có khả năng đi chống lại nhưng lại không làm được nên chuyện gì sức mạnh pháp tắc cao hơn tu vi của bà thân hắn ta đây là trật tự của phương thế giới này không cho phép hắn phản kháng xung quanh người hắn ta chuyển đến đau nhức kịch liệt vô cùng đáng sợ khiến cho hắn ta đau đến không muốn sống trong đầu của hắn ta dâng lên tuyệt vọng sắp gặp cái chết khiến cho hắn ta vô cùng hối hận không chỉ là tuyệt vọng không cam lòng khuất nhục phẫn hạt đi thương đủ loại tâm tình và đau đớn bao trùm hắn ta thân hình của hắn ta bắt đầu bất lực hướng về phía sụp đổ từng bước từng bước biến mất hắn tang lào thét khàn cả giọng giữa đất trời hồng người trí tôn giống như mảnh giấy tiên bị áp xúc nhào nặn cuối cùng bị quy tắc bóp vỡ nát hồng người trí tôn ngang dọc thế gian trong vô số năm cứ như thế bị biến thành cho bụi biến thành cho tàn hư vô biến mất ở trong vùng thế giới này cùng lúc đó toàn bộ những mọi tộc xâm lược kia cũng theo đó mà biến thành bột mịn mây đen bao phủ ở mảnh thế giới này chậm rãi tư tán ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy chậm rãi xuất hiện ánh sáng rực rỡ xé tan bóng tối lại lần nữa phủ xuống trong vùng thế giới này ánh sang khẽ vuốt ve mặt đất núi non dòng sông khẽ vuốt ve khuôn mặt người tuyệt vọng loại ấm áp đã lâu không thấy này khiến toàn bộ sinh linh lại lần nữa phơi phơi sức sống vào sinh cơ cỏ cây bắt đầu sinh trưởng băng hạ cũng bắt đầu tan chảy toàn bộ sinh linh nội tâm mù mịt cũng bởi vì đó mà được quét sạch không còn dấu vết thay vào đó là sự vui mừng sống sót sau chảm họa các nơi trên mảnh thế giới này truyền ra tiếng hoan hô như sóng biển đây là chúc mừng đã lâu không thấy đây là thắng lợi thuộc về mảnh thế giới này vô số người ôm chặt lấy nhau bọn họ vui để phát khóc tích động chuyển hóa thành nước mắt chuyển vào mặt đất chuyển vào dòng sông chuyển vào biển lớn bầu trời chất hiện dị tượng mưa phùn giả xích cùng tồn tại với ánh sáng mặt trời Từ hải thái bình từng đạo cầu vòng trùng điệp trăm vạn dặm mang đến điểm lành cho mảnh thế giới này diệp phong đứng ngạo mễ trên không trung nhìn mọi người trên khắp thế giới hắn nắm nhìn một màn này chia sẻ sự vui sướng với vô số sinh linh khuôn mặt hắn giãn ra nụ cười ấm áp như gió mùa xuân những năm này mọi người đều vất vả diệp phong ta sẽ dựa theo lời hứa dốc hết sức khả năng của mình bảo vệ một phương thế giới này mọi người nghe thấy lời đấy lại lần nữa bộc phát ra từng trận giao học vô số sinh linh của mảnh thế giới này quỳ xuống lễ bái với diệp phong vô số sinh linh đang hoan hô nhảy nhót giờ khác này diệp phong đối với bọn họ mà nói chính là thần thủ hộ của thế giới này trong mắt mọi người cũng dương dương cuối cùng bọn họ cũng giành được thắng lợi nhưng cái giá của thắng lợi này quả thực quá mức trảm trọng vô số các cao thủ chống lại ngoại tộc xâm lấn đã chết đi không có cách nào chia sẻ niềm vui thắng lợi cùng bọn họ những người này có người nhà của bọn họ có bằng hữu của bọn họ có đạo lữ của bọn họ cũng có hậu bối của bọn họ diệp phong nhìn mọi người của phương thế giới này mỉm cười vất nhẹ tay áo một cỗ năng lượng tinh thần rót vào trong cơ thể của tất cả mọi người loại bảo những bận giữ tai họa ngầm trên người họ trong những năm trải qua bóng tối tác chiến này để lại tiếp đó chính là một đạo cột sáng màu vàng to lớn cột sáng trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới vô số người chết bởi vì chống lại mọi tộc, lại lần nữa ngưng kết xuất hiện, bọn họ phục sinh cuộc sống mới. Mọi người thấy thế, mở to hai mắt vui mừng đến phát khóc, trước mặt xuất hiện những người quen, không phải ảo giác, cũng không phải hư ảnh, mà là con người có máu có thịt sống sờ sờ. Bọn họ điên cuồng xông về người thân bạn bè được phục sinh, muốn ông chặt lấy bọn họ, bọn họ sợ hãi những điều này chỉ là ảo mộng, lần này, bọn họ sẽ không bao giờ buông tay. Vô số người được phục sinh đầu tiên là một trận mơ hồ, nhưng rất nhanh, người thân bạn bè đến bên cạnh bọn họ nói tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước bọn họ đắm chìm trong niềm vui sung sướng an lành thân tích cải tử hoàn sinh dẹp yên bi thương trong đáy lóng mọi người giờ khác này bọn họ chỉ muốn tận tình chúc mừng cuộc sống mới một ngày này không chỉ cải tử hoàn sinh cuộc đời mới cho người khác mà còn là cuộc sống mới đối với mảnh thế giới này đúng như trước đây đã từng nói diệp phong chính là chủ nhân của phương thế giới này thân tích cải tử hoàn sinh chính là bởi vì hắn có thể sáng tạo ra lần nữa có thể tùy tiện sử dụng pháp tác Diệt Phong có thể say truyền thời không để cho những người đã chết đi lại lần nữa trở về mảnh đất trời này. Bọn họ cũng không phải là nhân tộc Diệt Phong mới sáng tạo mà là Diệt Phong lợi dụng pháp tắc hồi tưởng thời không lại lần nữa kéo bọn họ quay trở về với mảnh thế giới này. Tao đến tương lai đều là ánh sáng, toàn bộ thế giới hoan hô vẫn còn đang tiếp tục kéo dài, tất cả đều ấm áp an lành, vui vẻ phồn vinh, toàn bộ tinh cầu khôi phục lại sự an bình thường ngày. Tuy Diệt Phong đã phục sinh rất nhiều người cũng diệt trừ được khối u ác tính hồng nguyệt trí tôn nhưng trải qua nhiều năm đại chiến như vậy mỗi tinh cầu sớm đã là tàn tạ khắp nơi phía sau đại chiến những cơn đau vẫn còn đang tiếp diễn đủ loại kiến trúc phương tiện đồng ruộng đều bị hủy ở thời gian này rất nhiều nhân tộc gặp tai họa vẫn còn chưa có chỗ ở cố định bụng ăn không no nhưng mà tắc bách trong thời gian dài cũng không khiến thân nội bộ của mọi người lục đục ngược lại khiến cho bọn họ học được cách hai bên giúp đỡ lẫn nhau khiến cho bọn họ tăng cường sự tín nhiệm đối với người chung quanh loài người bắt đầu trợ giúp lẫn nhau, bắt đầu có tổ chức, có kế hoạch xây dựng lại quê hương. Từ đó, loài người tiến vào thời điểm đoàn kết trước nay chưa từng có, ở trong hành động xây dựng, hay khẩn ngày qua ngày này, cuộc sống của mọi người bắt đầu từng bước đi vào quỹ đạo, không ngừng phát triển, đảo ám ảnh. Một tòa nhà cao tầng mới được xây dựng, trong phòng họp của nhà cao tầng, Diệp Phong ngồi ở trên vị trí đầu tiên, biểu cảm của hắn ôn hòa nhìn mọi người ở trước mắt, Vân Yêu Yêu vẫn trước sau như một đứng ở sau lưng Diệp Phong giống như một tiểu thư ký xứng chức vậy lục thanh sơn lỗ đạt sinh thanh hoan tướng diệp bác vào rất nhiều người tất cả vẫn luôn cung kính đứng ở hai bên phòng học. bọn họ giống như binh sĩ chờ đợi lệnh kiểm duyệt của thủ trưởng kê đứng thẳng tác trong mắt tràn ngập vẻ kinh sợ tất cả đều không dám nhìn thẳng dịch phong trước đó bọn họ vẫn luôn không biết rõ rốt cuộc dịch phong là tu vi gì là thân phận gì bây giờ cuối cùng cũng biết rồi nhưng chính bởi vì bọn họ biết thân phận và tu vi của dịch phong thời điểm gặp lại dịch phong bọn họ đều đã không còn tùy ý như ngày trước thay vào đó là vẻ sùng kính và khiêm tốn cung kính đối với dịch phong điều này khiến cho dịch phong có chút quá không quen thuộc hắn cũng không bày ra tư thế gì chỉ khiêm tốn mỉm cười treo cái nhìn của dịch phong những người này giống với vân yêu yêu đều là bạn cũ của hắn lão thanh gần đây thế nào rồi có phát hiện ra được địa điểm câu tốt nào không lời nói của dịch phong khiến cho thanh hoan tướng được sủng mà sợ có tiên sinh ta còn làm một phần bản đồ đánh dấu vị trí của mấy bầy cá lên đó Vậy thì tốt quá. Lần sau dẫn ta cùng đi. Vâng, tiên sinh. Tiếp đó, Dịch Phong nhìn về phía Lục Thanh Sơn. Hắn ân cần hỏi han bây giờ Thanh Sơn môn của ngươi phát triển như thế nào rồi? Làm phiền tiên sinh lo lắng. Lần đây Thanh Sơn môn nhận rất nhiều đệ tử, đã bắt đầu kế hoạch mở rộng rồi. Dịch Phong nghe vậy hài lòng gật đầu, đợi mọi người mọi người bận xong dịp này. Chúng ta làm chút đồ ăn uống mấy ly. Mọi người nhao nhao bắt đầu phụ họa. Mọi người không ngờ được thời gian trùng phùng. Tiên sinh lại hỏi loại vấn đề này. Dịch Phong bình dị gần gũi, dường như khiến cho mọi người quay trở lại ngày trước, tham cái bầu không khí trong phòng học đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bắt đầu trở nên thoải mái, không còn câu nệ giống như lúc trước. Dịch Phong cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Đến lúc đó hai người Lục Thanh Sơn và Ngô Vĩnh Hồng các ngươi, cũng đừng ngửa đường tiêu chảy nữa, mọi người nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tất cả đều có chút buồn cười. Bầu không khí so với lúc trước càng thoải mái hơn không ít, giống như thoáng cái đã kéo mọi người quay trở về thời gian ở thành Bình Giang." Dịch Phong nhìn về phía Lỗ Đạt Sinh, trêu học nói: "Còn có lỗ đạt sinh, tuy ngươi đã đi ra được chính đạo của mình, nhưng mà cũng không cần phải lúc nào cũng đều gánh hai thùng phân trên người mình, quá ảnh hưởng đến chất lượng bầu không khí." Lỗ Đạt Sinh bị Dịch Phong nói cho khuôn mặt đỏ rực. Mọi người cười vang, cũng bắt đầu từng câu từng câu trêu chọc Lỗ Đạt Sinh, Lỗ Đạt Sinh cũng không bực tức, ngược lại, thật thà cười to lên, cũng không ngờ được. Thế mà tiên sinh còn có thể gọi tên của hắn, mà ở trong bầu không khí này, mọi người cũng dần dần buông lỏng bắt đầu cười cười nói nói bọn họ đều cảm nhận được diệp phong vẫn là vị tiên sinh bình dị vân hũi ngày trước diệp phong cười nhẹ một tiếng cho dù bây giờ hắn không phải là hắn trước đây nhưng hắn cũng thật sự vô cùng hoài niệm thời gian ở chung với mọi người ngày trước nói chuyện phiếm như thế kéo dài đến hơn nửa canh giờ mọi người mới lần lượt từng người lui ra công việc xây dựng lại vẫn còn đang tiếp tục không cho phép bọn họ lười biếng trong gian phòng vân yêu yêu vẫn đứng sau lưng diệp phong ôm lấy hộp kiếm trong tay không hề nhúc nhích Diệp Phong ra hiệu cho Vân Yêu Yêu ngồi xuống. Vân Yêu Yêu nhu thuận ngồi ở bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong dịu dàng nói. Yêu yêu. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên đi gặp bạn cũ của ngươi một lần, thăm một chút hậu bối của ngươi. Đi thả lỏng một chút, không cần cả ngày đi theo ta. Khuôn mặt Vân Yêu Yêu lộ vẻ do dự. Diệp Phong lại lần nữa lên tiếng khuyên nhủ. Đi đi, nếu như có chuyện cần ngươi xử lý, ta sẽ gọi ngươi đến. Vân Yêu Yêu nghe vậy, cũng không do dự nữa. Nàng đứng dậy, Câu nệ nói với Dịch Phong một câu, chủ nhân có bất cứ mệnh lệnh nào, cứ cho ta biết là được, đi theo sau lưng Dịch Phong. Hình như đã trở thành thói quen của cửu thiên kiếm cơ, đột nhiên rời khỏi bên cạnh Dịch Phong, tuy nói có chút không quen, nhưng nàng cũng đúng là nên đi thăm một chút những người bạn cũ và hậu bối kia. Dịch Phong ôn hoàng gật đầu chào hỏi với nàng, hai người đơn độc ở chung đã lâu, sớm đã có ăn ý. Rất nhiều lời đều có thể ngồng hiểu lẫn nhau, đợi đến sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng học, Dịch Phong lạnh nhạt nói, đi ra đi hưu một thanh trường kiếm bất ngờ từ trong hư không bay ra ngoài nó đứng thẳng lơ lửng ở trước mặt dịch phong phát ra tiếng người đinh khi chủ có nhiệm vụ mới dịch phong nghe vậy tức giận trận mắt nhìn trường kiếm một chút muốn dĩ thanh kiếm này là kiếm bản mệnh của dịch phong lúc trước những sắp xếp dịch phong bày ra lúc trước bước đầu tiên chính là để cho thanh kiếm thành hóa thân thành hệ thống đi theo hắn đảm nhiệm tác dụng ghi nhớ và chuông báo vì để trong quá trình bản thân phong ấn và thời khắc mấu chốt nhất nhờ dịch phong nên đi làm cái gì đừng thấy hồng nguyệt trí tôn bị một ý niệm của dịch phong tiêu diệt nhưng mà ở trong vô số năm tranh đấu này cũng là nguy cơ từ phía không cần biết cuối cùng hệ thống đối với hắn có tác dụng bao nhiêu nhưng mà lúc trước phòng người chu đáo là nhất định cần thiết bây giờ hồng nguyệt trí tôn đã chết hệ thống cũng trở về bản thể của dịch phong vì thế thanh kiếm này cũng đã hoàn thành sứ mệnh kia của nó tuy nói chỉ là một thanh kiếm nhưng thanh kiếm này đã đi theo dịch phong vạn năm dịch phong đối với nó cũng có tình cảm rất sâu đối với người bản cũ này Dịch Phong vẫn là hết sức cảm kích, những năm này vất cả cho ngươi rồi, muốn đi chơi thì đi chơi đi. Nhưng nhớ kỹ, đừng gây rắc rối. Trường kiếm bắt đầu lao động kịch liệt, phát ra tiếng đinh 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 giòn vang, nó giống như đứa trẻ vậy, biểu hiện vô cùng cao hứng đồng thời nhảy nhót lên, hưu, thong cái trường kiếm chui vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Dịch Phong chuyển động ghế ngồi, giống như cha già vậy, mỉm cười nhìn ra cửa sổ sắc mặt đất, nhìn về phương xa, trong lòng không khỏi vô cùng tò mò. Cho đến bây giờ ba tên kia còn chưa từng xuất hiện, cũng không biết ba người bọn họ đi làm cái gì rồi. Hắn tâm niệm vừa động, chớp mắt thần niệm đã bao phủ toàn bộ thế giới, nhưng mà, Dịch Phong cũng không phát hiện tung tích của ba người này. Nói cách khác, lúc này ba người họ cũng không có mặt ở trong thế giới của Dịch Phong. Dịch Phong có chút trầm mặc lắc đầu, âm trầm cảm thán nói: "Ai, có trời mới biết được ba tên này lại đi làm cái gì rồi. Dịch Phong không quản bọn họ, ngược lại dựa vào thực lực của ba người này, đi đến chỗ nào cũng đều có thể bình yên vô sự." tiếp đó sắc mặt của hắn chậm rãi thay đổi trở nên nghiêm túc diệp phong như có điều gì chi nghĩ đứng dậy bây giờ hắn cũng có một chút chuyện cần tự mình đi xử lý từ sau khi hắn luyện hóa phương thế giới này tất cả nhân tộc hy sinh hắn đều có thể phục sinh bọn họ nhưng đối với người qua đời trước khi luyện hóa phương thế giới này thì hắn lại bất lực tuy thế có một vài người là thật sự qua đời nhất là người vạn năm trước vì để lừa gạt hồng nguyệt trí tôn một trận chiến khốc liệt kia ở trong tinh không trong trận chiến ấy có rất nhiều người đi theo dịch phong đều hy sinh trong một trận chiến kia một số nhỏ hoặc là trọng thương sắp chết sống tạm ở một góc nào đó trong thế gian có những người để lại dòng dõi đời sau của mình có những người không để lại cái gì không cần biết như thế nào dịch phong đều cảm thấy bản thân mình có nghĩa vụ đi làm cái gì đó cho bọn họ tiềm long hoàng triều hoa thành nơi này ba mặt bị nước bao quanh tường thanh cũ kỹ cao vút trùng điệp mấy chục dặm bao quanh hoa thành phồn hoa vào bên trong hoa thành giàu có chiếm diện tích mấy vạn dạo nơi này thủy lợi thuận lợi khí hậu hợp lòng người là một nơi thập kết hàng của thương nhân mậu dịch mai thanh dụng tốt vạn mẫu đường sông mòn mều bồi đắp lục thủy thanh sơn nhìn ra bên ngoài có xanh từng bãi giống như sóng biển thuận theo gió thổi cuồn cuộn bốn phương đường phố rộng lớn thông suốt dẫn về phía ngọn núi ở phía xa như hàng lông mày kết nối dãy núi trùng điệp một hàng thương đội đang đi ở trên đường phố rộng lớn đón gió xuân tăng ánh nắng đi về phía phương hướng hoa thành thương đội tổng cộng có 10 chiếc xe ngựa trong đó có 9 chiếc xe ngựa kéo đều là hàng hóa vận chuyển chuyến này, hàng hóa nặng trĩu, trục bánh xe áp lên đường đi. Để lại dấu vết bánh xe thật dài, mai trừ sau phu thiên xe ngựa, ngoài ra còn có mấy người tu sĩ cường tráng hông đao pháp đao, cưỡi tấn mã béo mập thể tráng, bảo vệ chung quanh thương đội, chiếc xe ngựa có người đi ở giữa thương đội, do hai con ngựa toàn thân đen kỳ kéo xe, bên trên thân xe do gỗ lim đen chế tạo thành, giường cột chạm trổ, hoa cỏ đều mạ một tầng vàng mỏng, có thuốc xa hoa cửa sổ xe ngựa và phía trước bị lộ mỏng màu lam nhạt che chắn từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua lộ mỏng chiếu vào bên trong chỉ cần là bách tính hoa thành nhìn thấy đội xe này nhất định có thể nhận ra đây chính là xe kéo của tư đồ gia hoa thành tư đồ gia ở hoa thành là một gia tộc nhỏ nhưng cũng được coi là phú hộ ở hoa thành người phụ trách vận chuyển hàng hóa lần này là tam tiểu thư tư đồ gia tư đồ thanh nghi ánh nắng xuyên thấu qua lộ mỏng chiếu lên trên khuôn mặt trứng mỗng thanh tú tinh xảo đẹp đẽ của tư đồ thanh nghi kìm nén mấy phần kiều diễm trên vẻ đẹp của nàng từ đầu Thanh Y nhìn có vẻ chỉ mới 16, 17 tuổi, nhưng từ nhỏ đã rất có đầu óc thông minh. Thời khắc này nàng mặc một bộ váy mỏng màu vàng, trên đầu vài một cây bít chân, bôi tóc được kéo lên đật cao, dưới chán chân trơn bóng, đầu mày ngài, lực làm phấn trang điểm. Thần trang điểm thành thục này cũng không có chút nào không hài hòa, ngược lại càng tôn thêm vẻ kiều nộng của nàng. Nàng giống như một đáo hoa cúc nhỏ đang nở rộ, xinh đẹp và tươi sáng. Thiếu niên đuổi theo chiếc xe ngựa này có tuổi tác tương tự nàng, khuôn mặt thiếu niên tuấn lãng, ngũ quan như khắc mọc Cổ đồng làn da trắng tăng thêm mấy phần khí dương cương của võ giả, trang phục màu đen trên người thể hiện ra dáng người trắng kiện cao ngất của hắn. Thiếu niên đặt trường kiếm ở bên người, ánh mắt dáng rực nhìn con đường phía trước. Nam tử trung niên bị vệ dẫn đầu phía trước siết chặt dây cương, hắn ta nâng nắm quyền tay phải lên cao, ra hiệu cho đội xe dừng lại. Trước khi trời tối thì có thể ở lại Hoa Thành. Đoạn đường này khổ cực cho các vị rồi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Được. Đám hộ vệ lần lượt mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ nhảy xuống tẫn mát. Bộ dây cương ở trên cành cây một bên đường, tiếp đó móc lưng khô, túi nước ở sau ra. Trường thức cảnh đẹp ngày xuân, người trung niên dẫn đội đi đến bên cạnh xe ngựa, cùng kính nói. Tam tiểu thư, một đường trong trành khổ cực, tiểu thư có muốn xuống xe đi bộ một chút không? Trong xe ngựa truyền đếm âm thanh như tiếng trung bạc, không có gì đáng ngại, vất vả cho tào lĩnh đội. Ngươi đi nhìn ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng, tiểu thư, sau khi tào lĩnh đội nhìn bốn phía chung quanh, cũng nhảy xuống ngựa, môi xuống cùng với những người hộ vệ khác, tào lĩnh đội mặt vẫn luôn nghiêm túc, biểu cảm đã hơi thả lòng hơn một chút, ánh sáng ấm áp, tam tiểu thư đối nhân xử thế khiêm tốn, chuyến đi này cũng vô cùng thuận lợi, tâm tình của tào lĩnh đội cũng sáng tỏ thông suốt, đi theo các huynh đệ bàn luận buổi tối nên đi chỗ nào ăn mừng, trên xe ngựa, thiếu nữ trẻ tuổi đưa tay ngọc sóc độ mỏng lên, để mặt cho gió xuân ấm áp thổi vào trong xe, một cỗ hương thiếu nữ lượn lờ bay đến, khiến cho tâm thần những thiếu niên đi phía trước thanh thản giọng nói của thiếu nữ kia như chuông bạc trầm trầm nay đến trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm thương thắn vết thương lần trước của ngươi đã tốt lên chưa đợi trở lại hoa thành ta sẽ cầu phụ thân cho ngươi một chút thuốc để tránh để lại mầm bệnh thiếu niên tên là thương thắng cả mặt sang sàng mỉm cười vỗ vỗ ngực tự tin nói tam tiểu thư ta là tu sĩ một chút vết thương nhỏ ấy không tính là gì đa tạ tam tiểu thư quan tâm thiếu nữ cao mày lại mang theo giận dữ nhưng lại dịu dàng nói ngươi đó những cái khác đều tốt, chỉ là thích cậy mạnh, chính bởi vì ngươi là người tu luyện, cho nên mới càng cần giữ gìn thân thể, nếu như để lại mầm bệnh, sẽ ảnh hưởng đến sau này ngươi thăng cấp." Thư Thắng lộ mộ ra một chút cuốn bách, hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Ta thật sự khỏi rồi, không tin ta luyện kiếm một lần cho tiểu thư xem một chút, không được, ngươi ăn phận một chút cho ta." Tư Đồ Thanh nghi nũng nịu mắng, Thư Thắng mộ ra một nụ cười chất phát, trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi, một lúc lâu sau. Đội xe lại xuất phát lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn xong tâm tình của mọi người đều là vô cùng thoải mái giống như gặp được gió mùa xuân lúc này bên cạnh đường lớn xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng nhìn thấy đội xe đi đến trước mặt nam tử áo trắng đứng ở bên cạnh chấp tay nhẹ nhàng nói quấy rầy các vị xem ra chắc là mọi người đi đến hoa thành đúng không không biết có thể kết bạn cùng đi không to lĩnh đội đánh giá nam tử mặc đồ trắng từ đầu đến chân này ao trắng khí chất nhao nhã phiêu giật nhẹ nhàng nhìn giống như một vị quân tử khiêm tốn nhưng cũng giống như một vị trích tiên. Tào lĩnh đội cảm thấy có lẽ nam tử này cũng không phải người ác gì, nhưng hắn ta cũng không lập tức đồng ý. Vị đạo hữu này, đợi ta đi xin ý kiến tiểu thư nhà ta một chút, nam tử áo trắng khẽ vốt cằm, duy trì nụ cười đúng mực. Đội xe cũng không bởi vì người nam tử áo trắng mà đứng lại, rất nhanh xe ngựa của tam tiểu thư đã đến bên cạnh nam tử. Tào lĩnh đội đứng tại chỗ, đợi đến khi xe ngựa đến gần thì xin chỉ thị của tam tiểu thư. Từ đầu thanh y nhe xong kéo rèm lộ mỏng ở cửa sổ xe ra, Đánh giá người nam tử áo trắng một hồi, thấy hắn khí độ siêu nhân thì gật đầu đồng ý, đạo hữu cũng là đi hoa thành. Đúng thế, vậy thì ngươi hãy ngồi trước xe ngựa này của ta, Thương Thắng, mau nhường chỗ một chút cho vị đại ca ca này. Được, đại ca ca ngài ngồi ở bên cạnh ta. Thương Thắng để trường kiếm từ bên phải sang bên trái, còn bản thân mình nắm dây cương xe dịch sang phía sườn bên trái, nam tử áo trắng gật đầu cảm tạ, đội ngũ cộc 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 bước đi về phía trước, nhìn thấy vị đại ca ca này thân thủ bất phàm, Thương Thắng chủ động nói chuyện, đại ca ca. Ta tên là Thương Thắng, trong xe là tư đồ tiểu thư, ngài tên là gì? Dịch Phong. Dịch Phong đại ca. Ta tên là tư đồ thanh nghi, tư đồ thanh nghi vén rèm lên, vẻ đẹp thanh tú động lòng người nói. Sau đó gật đầu chào hỏi Dịch Phong, Dịch Phong cũng khẽ gật đầu, đáp lễ lại. Thương Thắng tò mò nói. Ta thấy Dịch Phong đại ca dáng người mạnh mẽ, không biết tu vi như thế nào, không biết ngài đi hoa thành là có chuyện gì vậy, ta chẳng qua là đi khắp nơi du lịch mà thôi, con tu vi không đáng để nhắc đến ngược lại là ngươi tại sao tuổi còn trẻ mà lại đi theo thương đội rồi oa wow. thật hâm mộ huynh có thể đi du lịch tứ phương như thế mà ta lại chỉ có thể dựa vào việc vận chuyển hàng kiếm chút bạc mua chút ít tài nguyên tu luyện có điều đợi ta tu vi đủ cao ta cũng nhất định phải như huynh vậy đi du lịch khắp nơi đây là giấc mộng của ta diệt phong mỉm cười nói có ước mơ thì nên cố gắng đi thực hiện ngươi cho rằng tu vi phải đạt đến cấp độ nào mới đủ để thực hiện ước mơ của ngươi thương thắng không chút nghĩ ngợi nói muốn đạt đến cường giả võ linh trong hoa thành có một vị đại nhân vật hắn chính là cao thủ võ linh một quyền có thể đánh xuyên một tòa núi lớn tu vi có thể nói là vô cùng đáng sợ đời ta trở thành cường giả võ linh ta cũng muốn như dịch phong đại ca đi du lịch khắp nơi đi ra khỏi mảnh khu vực này nhìn một chút thiên địa càng rộng lớn hơn trong xe ngựa truyền đến tiếng cười như trung bạc của tư đồ thanh nghi dịch phong đại ca thương thắng chỉ thích cậy mạnh huynh đừng để ý thương thắng ngượng ngùng gãi đầu cũng không tức giận. Chỉ nhẹ nhàng nói, tam tiểu thư, ngươi đừng trêu chọc ta, Diệp Phong thu hết những hành động này vào trong mắt, lộ ra một nụ cười bình hòa, có chi át làm nên, đạt được sự tán thành của Diệp Phong, đầu tiên thương thắng là một trận kinh hỉ, sau đó lại có chút hơi buồn bã vô cớ, lúc này, thương thắng thoáng nhìn một vốc cây đàn hương ở bên cạnh con đường, hắn cấp bách ghi ngựa, nhét dây cương vào trong tay Diệp Phong. Vội vàng nói, Diệp Phong đại ca, ta đi một chút rồi sẽ trở lại, mọi người chờ ta một chút dịch phong không hiểu ánh mắt nhìn theo phương hướng thương thắng rời đi đột nhiên xe ngựa dừng lại tư đồ thanh nghi cũng cáo màn cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài chỉ thấy trương thắng xông về phía một cây đại thụ tiện tay ngắt mấy chạc cây rồi hào hứng trở về trong mắt mang theo ánh sáng tư đồ thanh nghi lộ ra một nụ cười khó mài nhận ra buôn rèn xuống tư thắng trở về xe ngựa tiếp tục đi về phía trước thương thắng vô cùng ngượng ngùng nói với dịch phong dịch phong đại ca làm phiền huynh đánh xe ngựa giúp ta một chút ta rất nhanh là có thể làm xong rồi nói xong thương thắng tự mình lấy những cành cây non mình vừa mới ngắt ra ngươi đây là đang làm gì dịch phong khó hiểu nói khuôn mặt thương thắng âm trầm trở nên đỏ ứng xấu hổ thấp giọng nói thân tiểu thư thích nhất mùi vị của đàn hương ta muốn làm tặng cho nàng một cái vòng đội đầu bằng gỗ đàn hương nói đến tư đồ thanh y trong mắt thương thắng lóe ra sự vui vẻ thấy trong mắt thương thắng có ánh sáng diệp phong cười nói xem ra quan hệ của ngươi và tư đồ tiểu thư rất tốt không 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 đều là tam tiểu thư đang chiếu cố ta vốn dĩ thực lực của ta không đủ để vận chuyển hàng cho tư đồ ra may mà có tư đồ tiểu thư chiếu cố tương đội mới có thể dẫn theo ta để cho ta kiếm chút bạc thương năng tiếp tục đan cảnh đàn hương ở trong tay mặt mang ý cười thấp giọng nói tam tiểu thư đối với ta rất tốt ta cũng muốn báo đáp ân tình của nàng dịch phong thấy thế thấp giọng cười nói ngươi là yêu thích người ta trước mắt mặt thương thắng đỏ bừng đến tận tay lập tức phủ nhận nói dịch phong đại ca huynh đừng nói lung tung ta là vô cùng cảm kích tam tiểu thư ta chỉ là có ơn tất bảo thương thắng càng nói âm thanh càng nhỏ sức lực cũng càng yếu chỉ sợ bị tư đồ thanh nghi ở trong xe nghe được nam tử hán thì phải dám yêu dám hận không cần bó chân bó tay trái tim thương thắng đập bột bột im lặng không nói lời nào giống như đang suy tư lời của dịch phong nói làm sao mà thương thắng không muốn đối mặt với trái tim của mình chứ đúng lúc này đột nhiên xe ngựa phía trước dừng lại một nhóm tu sĩ cầm đao bất ngờ từ trên không thung lướt đến bao bọc vây quanh toàn bộ đội xe tiếng tấn mã hí vạch phá bầu trời tên tặc cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo tay hắn ta cầm một thanh phát đao thét lên tức thời thì đừng có chống cự chúng ta vì tiền tài mà đến không muốn tạo nhiều sắc nhiệt nhưng nếu như các ngươi là muốn chống lại vậy thì cũng đừng trách đao dưới tay chúng ta vô tình Tao lĩnh đội nhảy xuống tấn mã nhìn lại quát to địch tập kích chúng huynh đệ nhanh chóng đề phòng mọi người nhao nhao gì ngựa nhảy xuống dưới lưng ngựa rút phát đao chuẩn bị nên đón địch thương thắng ôm vòng cành đàn hương còn chưa đan xong nhất vào trong ngực đặt kỹ giống như chân bảo hắn cầm lấy trường kiếm quay đầu trấn an đối với tư đồ thanh nghi đang kinh hoàng ở trong xe tam tiểu thư đừng sợ đợi ta chém những tên tạc này dịch phong đại ca làm phiền huynh chăm sóc tam tiểu thư một chút thương thắng ngươi cẩn thận một chút tư đồ thanh nghi kéo màn lộ mỏng ra mặt nhỏ hơi trắng bệch sợ hãi nhìn thương thắng diệp phong mặt không gợn sóng chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu vẫn như trước xếp bằng ở trên xe ngựa thương thắng nhảy xuống xe ngựa quét mắt nhìn nhóm giặc cỏ này làm ra tư thế cảnh giới tào lĩnh đội quát lên đối với thủ lĩnh đạo tặc các vị chúng ta chính là người của tư đồ gia xin các ngươi tạo thuận lợi nhường đường một chút tào lĩnh đội tính toán dùng danh vọng của tư đồ gia dạ lùi tặc nhân nếu như có thể không động đao binh đuổi được tặc nhân đó là tốt nhất thực sự không được thì hắn cũng không e ngại trận chiến một với đám cướp này thủ lĩnh đạo tặc cười lạnh nói a à, chúng ta chính là chờ thương đội của tư đồ gia các ngươi vốn dĩ những huynh đệ này của chúng ta đều là tán tu bốn biển là nha, sao có thể sợ các ngươi? Tức thời để lại hàng hóa, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng, vốn dĩ những tán tu này là gây án rồi chạy trốn. Vì thế bọn họ căn bản không sợ những người gọi là gia tộc này. Bọn họ chính là tìm hiểu nhiều ngày ở trong thành, biết được tư đồ ra có hàng hóa muốn vận chuyển, vì vậy cố ý canh giữ ở nơi này. Nhìn trên xe ngựa chữ nặng hàng hóa, tất cả nhóm tán tu chạy trốn này đều vô cùng hương phấn. Lão đại, đừng có nói nhảm với bọn họ nữa, giết sạch bọn họ là được một đám không biết tốt xấu, không sai. Chơi chết bọn họ những hàng hóa này đều là của chúng ta, tàu lĩnh đội vận chuyển hàng hóa nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Tàu lĩnh đội đã biết đối phương có chuẩn bị, mục tiêu chính là thương đội của bọn họ, dưới loại tình huống này. Tàu lĩnh đội cũng chỉ có thể ra tay, tàu lĩnh đội hét lớn một tiếng, các huynh đệ. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của tư đầu ra, dễ. Tàu lĩnh đội không hề nói thêm cái gì, trực tiếp chém một đao về phía thủ lĩnh đạo tạc, thương thắng rút trường kiếm bất ngờ lao lên chém về phía cường đạo phanh 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 âm thanh tiếng binh khí va chạm kích thích lóe ra từng tia lửa không ngừng vang lên bên tai nhất thời hai bên đánh đến khó phân thắng bại thương thắng giơ kiếm chém một nhát bị cường đạo đối diện đón đỡ được mà cường đạo dùng sức khẽ đẩy sống đao thương thắng bị kinh lực cường hãn chấn cho lùi lại mấy bước tiếp đó đột nhiên cường đạo bùng nổ lang không chém xuống một đao một trận đao mang đánh xuống thẳng tắp chém về phía thương thắng nhịp bước thương thắng nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tránh thoát bịt một tiếng đao cương rơi xuống đất mà đất bị đập ra một hồ to sau khi giao thủ ngắn ngủi thương thắng đã nhìn ra tu vi của cửa đạo trước mắt cao hơn bản thân mình dưới loại tình huống này hắn nhất định cần phải tránh né mũi nhọn lợi dụng nhịp bước linh hoạt của bản thân đối địch với hắn ta lại là sau mấy hiệp nữa cường đạo thấy tiểu tử này nhanh nhẹn giống như con cá chạch diễu cợt nói ngươi cho rằng chạy nhanh thì không cần chết đứa trẻ ngươi còn quá non nớt dứt lời cường đạo lại lẫn nữa vùng đao chém về phía thương thắng thương thắng híp mắt cắn răng đưa tay lật ngược trường kiếm vụt phục phụt trường đao của cường đạo xẹt qua lưỡi kiếm của thương thắng phát ra từng tiếng âm hưởng ma sát của binh khí tư đầu thanh nhi thông qua lộ mỏng xuyên thấu nhìn thấy thân hình thương thắng lùi lại hai tay nàng nắm chặt trong lòng vô cùng lo lắng đúng lúc này sau khi thương thắng ngăn cản một kích của đối phương huy kiếm phát động phản kích hung ác giống như muốn báo mối thù khiêu khích vừa rồi cường đạo mỉm cười nhất đao đón đỡ loại tấn công này có thêm một trăm lần cũng không thương tổn được đến hắn một chút nào. Lúc này, Diệp Phong đưa tay bật ra, hành động khó mà nhận ra. Một viên đá vô cùng nhỏ bé dưới mặt đất vô thanh vô thức đâm xuyên qua vai phải của cường đạo. Một khắc sao? Đột nhiên động tác nhấc đao đón đỡ của đạo tặc ngừng lại. Trong lòng của hắn nhất lên sóng gió to lớn, trong chớp mắt tự tin phía trước không còn sót lại một chút gì. Cường đạo chỉ cảm thấy vai phải một trận chết lặng, toàn bộ cánh tay phải đã không cách nào khống chế được. Con ngươi của đạo tặc nhanh chóng co lại một thanh cường đao ở trong con mắt hắn khuyết đại vô hạn cũng không kịp đưa ra chút phản ứng nào hư 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 trường kiếm thương thắng phá gió mà đến kế công nhanh chóng xì một tiếng trong nháy mắt trường kiếm chém xuống đầu cường đạo đôi mắt cường đạo mở trường đến muốn lòi ra ngoài một bộ dáng vẻ khó có thể tin đầu người đã lan xuống dưới đất thi thể không đầu của hắn ta phun mạnh ra máu tươi giống như một suối phun hình người thương thắng cười lạnh một tiếng không có suy nghĩ nhiều lập tức cầm kiếm xong lên phía trước cùng chiến đấu với đồng đội đánh giết cường đạo rõ ràng đám cường đạo này đã đánh giá thấp thực lực và số lượng hộ vệ của tư đồ gia chưa đến thời gian nửa nén hương đám cường đạo lần lượt bị hộ vệ của tư đồ gia chém ở dưới đao trong tư đồ gia cũng có mấy người hộ vệ bị thương nhưng may mắn không có người tử vong sau khi băng qua đơn giản một chút thương thắng quay trở về trên xanh ngựa chiến đấu vừa rồi khiến hắn bị nứt lòng bàn tay tay phải cũng quấn băng gạc thương thắng đặt trường kiếm ở bên trái lấy ở trong mực ra cảnh đàn hương còn chưa đan xong cũng mượn việc này để làm bình tĩnh lại tâm thần có chút bối rối trong xe ngựa lộ ra một khuôn mặt chiếm ngỗng tuyệt mỹ tư đồ thanh y ân cần hỏi han thương thắn ngươi không sao chứ có bị thương không ta không sao chỉ là tiểu mao tặc không đáng nhắc đến tư đồ thanh y yên lòng nhếch miệng lên lộ ra nụ cười vui vẻ sau khi chỉnh đốn đơn giản thương đội lại lần nữa tiến về phía trước diệp phong đại ca vừa rồi một kiếm kia của ta huynh nhìn thấy rồi có phải là không tệ đúng không tương thắng khoe khoang nói Diệp Phong gật đầu, tán thưởng nói. Ở tuổi này của ngươi, có thể có được tu vi như vậy. Đúng là cũng coi như vô cùng lợi hại. Thương Thắng lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền sán lạn, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn dần dần thu lại, thay vào đó là tinh thần chán nản. Ai? Bây giờ ta mới chỉ là cảnh giới võ sư tầng 6, khoảng cách đến võ linh cảnh còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, chỉ sợ đời này của ta cũng không thể đạt được đến võ linh cảnh, không có cách nào có được phong quang vô lượng giống như vị đại nhân vật bên trong hoa thành kia cũng không cách nào được giống như huynh nhìn nắm kiến thức một chút năng sông rộng lớn Dịch phong an ủi thương thắn bây giờ tuổi ngươi còn nhỏ đạt đến võ linh cảnh đó là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó ngươi nhất định có thể vượt qua bị đại nhân vật bên trong hoa thành kia chắc chắn sẽ nhìn thấy được núi biển hùng vĩ và có một hoài bão cả đời thương thắng nhất mét cười nói Dịch phong đại ca cảm ơn huynh có điều huynh cũng không cần an ủi ta thật ra ta biết mình đời này cũng khó có khả năng tu luyện được đến võ linh cảnh đây chỉ là một ảo tượng mỹ lệ mà thôi dù sao nói đến đây hắn nhìn một chút về xe ngựa ở phía sau giống như là sợ người ở phía sau nghe được nhẹ giọng nói ta đến 30 tuổi thì sẽ chết diệp phong nghe vậy không khỏi một trận đau xót hắn theo bản năng đưa tay khẽ vuốt sau dãy thương thắng giống như là trấn an một đứa trẻ diệp phong nhìn dãy núi ở phía xa ánh mắt thâm thúy mà xa xăm trong đầu chậm rãi hiện lên một đoạn hình ảnh đó là một mảnh tinh không một nam tử đứng sừng sững trên đỉnh hư không ngạo nghễ nhìn chằm chằm ngoại tộc giữ tận ở đối diện kia người nam tử này cũng họ thương khuôn mặt của hắn và thương thắng có chút tương tự chỉ là càng nhiều thêm một chút bá khí do năm tháng lắng đọng ra nam tử phẫn nộ gầm thét lên với ngoại tộc đừng mơ làm ô nhiễm chúng ta cũng càng đừng mơ tưởng phá hoại đại kế của chủ thượng nếu không ta sẽ để cho các ngươi tan thành mây khói nam tử khí thế như hồng trong lúc đưa tay có sức mạnh vạn quân giống như có thể phá vỡ tất cả sau khi hắn ác chiến vài trăm hiệp với ngoại tộc đánh đến tinh không vỡ nát đánh cho hư không vạn vẹo những nơi đi qua đều hóa thành cho bụi cuối cùng nam tử dùng sức mạnh đại đạo phong tỏa ngoại tộc cuối cùng chiếm hết lợi thế thân thể to lớn của ngoại tộc kia cố gắng dãy ruộng vẫn đang làm hành động chó cùng rứt rộng nam tử vắng sức phong ấn ngoại tộc tiêu hao quá lớn lại cộng thêm trên người đã bị những vết thương hung ác làm người ta nhìn thấy sợ hãi khiến hắn thất thần trong chốc lát ngắn ngủi đúng lúc này ngoại tộc nắm lấy cơ hội chỉ thấy một đạo hồng quang khó mà nhận ra từ mi tâm ngoại tộc bắn ra ngoài nam tử bất ngờ không kịp đề phòng đạo hồng quang này chui vào trong người một cỗ đau đớn giống như khoan tim khiến cả người tam tử run rẩy kịch liệt nhưng hắn vẫn gắt gao khống chế ngoại tộc khuôn mặt ngoại tộc dữ tợn phát ra tiếng cười vô cùng quỷ dị ha 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 ngươi đã trúng độc nguyên rùa của ta nguyên rùa này sẽ đời đời kiếp kiếp đi trong huyết mạch của ngươi truyền thừa xuống con cháu của ngươi chỉ cần tròn 30 tuổi nhất định sẽ chết ngoại tộc cảnh cáo nói ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra lời nguyên này chỉ có ta mới có thể giải trừ nắm tử cắn lên lưỡi một giọt tinh huyết bị hắn bước ra ngoài một khác sao khi thế của nam tử liên tục tăng lên hắn căn bản không hề bị lay động ánh mắt vô cùng kiên định dùng sức nắm chặt tay muốn bóp cho ngoại tộc âm độc tàn nhẫn này tan thành mây khói ngoại tộc thấy thế lào ầm lên lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy đời đời kiếp kiếp nhà ngươi bị lời nguyền rủa tra tấn sao tá vùng vẫy dãy chết nam tử kiệt ngạo cười một tiếng lập tức dùng sức nắm quyền xì 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 ngoại tộc bị bóp nát từng tức từng tức một cuối cùng biến thành cho bụi phiêu tán trong tinh không. Sau đó, nam tử vác trường kiếm, không chút do so dự gia nhập chiến trường khác, bóng lưng cô dũng mà thẳng tắp. Dịch Phong từ trong hồi ức suy nghĩ lại, nhìn Thương Thắng ở bên cạnh một chút, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ chiều mến, tiếp đó vỗ đầu vai của Thương Thắng, tiên định nói: "Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể, chỉ cần cố gắng, vạn sự đại thành." "Cảm ơn Dịch Phong đại ca, ta sẽ cố gắng." Thương Thắng nhìn một chút Dịch Phong đại ca, từ trong mắt Dịch Phong hắn nhìn thấy vẻ mong chờ và công nhận của Dịch Phong đối với mình. Hắn biết, Dịch Phong đại ca nói chuyện hành động đều là phát ra từ nội tâm, Thương Thắng cảm thấy trong lòng ấm áp, từ sau khi cha mẹ mất, rất lâu rồi Thương Thắng đã không cảm nhận được loại quan tâm như thế này của trưởng bối. Mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, vì sao Dịch Phong biết được bản thân mình 30 tuổi sẽ chết nhưng lại không có chút rung động nào. Nhưng những điều này đã không quan trọng, Dịch Phong đại ca nói đúng, bản thân mình chỉ cần cố gắng, tất cả sẽ có hy vọng. Tâm tình dịch phong sáng suốt hơn rất nhiều, rất nhanh hắn đã đan cảnh đàn hương trong tay thành vòng, đàn hương u nhiên khiến tâm tình của hắn càng thoải mái hơn. Tam tiểu thư, ta bện cho người một cái vòng đội đầu, ngươi nhìn một chút xem có thích không? Thương Thắng thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra chút không tự tin. Tư Đầu Thanh Y vén rèn lên, cả mặt mừng rỡ nhận lấy vòng đội đầu bằng đàn hương, nói một tiếng yếu ớt như mũi kêu, cảm ơn. Nghe thấy tiếng cảm ơn của Tư Đầu Thanh Y, trái tim nhỏ của Thương Thắng nhảy bịch bịch, sau đó hắn thuận tay nhận lấy dây cương trên tay dịch phong dịch phong đại ca cảm ơn để ta đánh xe ngựa huy nghỉ ngơi cho tốt một lát dịch phong mỉm cười gật đầu trong xe ngựa tư đồ thanh nghi cầm lấy vòng đội đầu bằng đá hương cẩn thận ngắm nghĩa vốt ve hương vị và cảm xúc cành cây truyền đến khiến nàng cảm thấy dễ chịu nụ cười trên mặt càng là không thể che giấu phảng phất giống như ánh nắng rực rỡ mới lên xinh đẹp động lòng người nàng đưa vòng đàn hương đội lên trên đầu của mình độ rộng lớn nhỏ vừa thích hợp nàng không kìm được cảm thấy thương thắng vô cùng chi kỷ thương thắng không chỉ nhớ đến nàng thích đàn hương còn đan vòng đội đầu bằng đàn hương độ rộng lớn nhỏ vừa thích hợp tư đồ thanh ghi biết những cảnh đàn hương này là lúc trước thương thắng dừng xe để đi hái nàng nhìn hết tất cả ở trong mắt bao gồm cả lòng bàn tay phải thương thắng bị thương cảm nhận được phần tình nghĩa này bất chi bất xác trên mặt tư đồ thanh ghi lộ ra ý cười không qua bao lâu đội xe đã đến hoa thành trên đường đi phố dài rộng ràng nộn nhịp nhà lầu san sát nối tiếp nhau trong thành một mảnh vui vẻ phồn vinh, huyên náo phồn hoa. Đội xe đi đến một trang viên xa hoa chỉ dừng lại, trên cửa trang viên xa hoa trên tấm biển bằng gỗ khổ lớn, trên tấm biển khắc ba chữ lớn phủ tư đầu bằng vàng. Mọi người lần lượt xuống ngựa, bắt đầu kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị đưa từng cái vào cho phủ. Dịch Phong cũng đi theo xuống xe ngựa, tiên tĩnh chờ ở một bên, thương Thắng cẩn thận lấy ra lấy gỗ đỡ Tam tiểu thư tư đầu thanh nghi xuống xe ngựa. Hai người dùng ánh mắt bị dịn chia tay, trước khi vào cửa phủ, tư đồ thanh nghi mặc bộ váy vàng lẻ lưỡi với thương thắng, vô cùng xinh đẹp đáng yêu, thương thắng chỉ là cả mặt không biết làm sao gãi gãi đầu, nhìn tam tiểu thư đội vòng đàn hương do chính tay mình đăng, trong lòng thương thắng vui mừng, hắn cứ như thế đứng ngây ngốc đưa mắt nhìn tư đồ thanh y đi vào trong phủ, cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất, diệp phong đi lên phía trước, vỗ vỗ đầu vai thương thắng, cười nói, ngươi đây là muốn trông mòn con mắt hả? thoáng một cái, thương thắng đỏ mặt đến tận bên tai, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bừng bừng, diệp phong đại ca, huynh đừng có nói bậy, sau khi tỉnh táo lại thương Thắng hỏi sau đây dịch phong đại ca muốn đi nơi nào ta muốn ở lại hoa thành một thời gian ngắn nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây nơi đó của ngươi có xương phòng không có thể để cho ta ở một đoạn thời gian không thương thắng vui mừng nói được nhà ta vừa vặn trống một gian xương phòng hoan nghênh dịch phong đại ca huynh muốn ở bao lâu cũng được có điều huynh chờ ta một chút ta di chuyển những hàng hóa này vào trong phủ sau đó dẫn huynh đi nhà ta không vội ta là một người rảnh rỗi ngươi làm việc của ngươi trước, ta ở đây chờ ngươi. Ồ, Thương Thắng vô cùng vui vẻ, hắn rất có hảo cảm đối với Dịch Phong, dù sao, ngươi có thể chuyên chú lắng nghe hắn khoe khoang lại không có vẻ khinh bỉ, ngoại trừ Tam tiểu thư ra, hắn thật sự còn chưa gặp được người nào khác, hơn nữa, dọc con đường này, Dịch Phong đại ca đều đang khích lệ hắn, khiến cho hắn xây dựng lại lòng tin, nhà của Thương Thắng là do cha mẹ để lại, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, sư phòng của cha mẹ vẫn để trống, tuy trống không nhưng thương thắng vẫn như trước sẽ thường xuyên dọn dẹp gian phòng kia cũng coi như là một loại tưởng niệm vì thế dịch phong nói một chút hắn đã lập tức vui vẻ đồng ý đợi đến khi mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng thương thắng cũng làm xong công việc trong tay hắn bước chân nhẹ nhàng đi về phía dịch phong sau khi đến gần hắn kinh ngạc phát hiện thế mà trong tay dịch phong có rất nhiều đồ ăn và thịt dịch phong đại ca đây là chủ nghệ của ta cũng không tệ làm cho ngươi một chút đồ ăn cũng không thể ở không nhà ngươi đúng không thương thắng cười nói. Dịch Phong đại ca, huynh là khách nhân. Sao có thể để huynh mua đồ ăn nấu ăn? Nà! Dịch Phong trực tiếp cắt ngang thương thắng. Đi thôi, trở về rồi nói sao? Thành tay, một căn nhà nhỏ. Trong nhà có một tiểu viện, một gian phòng bếp nhỏ và hai gian xương phòng. Bên cạnh núi giả ở trong viện có một cái bàn đá. Trong viện còn trồng không ít hoa cỏ. Toàn bộ tiểu viện cũng coi là sạch sẽ chỉnh tề, ngay ngắn gọn ràng. Thương Thắng cầm đồ ăn và thi dịch phong mua bỏ vào phòng bếp, sau đó dẫn dịch phong đi đến gian xương phòng kia của cha mẹ Xương phòng bày biện vô cùng đỡ giạt Một cái bàn trà Một bàn trang điểm Một cái giường Dịch phong đại ca Nhà ta chỉ có một mình ta Căn xương phòng này nguyên bản là của cha mẹ ta Huynh ở trong gian phòng này Muốn ở bao lâu cũng được Dịch phong mỉm cười sờ lên đầu thương tháng Cảm ơn tiểu tử Ngươi đi nhỉ một lát đi Ta đi nấu ăn Dịch phong đại ca Để ta giúp Huynh Thủ nghệ của ta cũng không tệ Không cần ngươi đi xử lý một chút miệng vết thương của ngươi đợi nấu xong cơm ăn là được rồi cái này đi đi không sao thương thắng ừ một tiếng đi trở về phòng diệp phong đốt lò nhạt sao thái thịt phảng phất giống như trở lại cuộc sống củi dạo dầu muối yên bình lúc ban đầu kia nhớ lại rất nhiều chuyện xưa hắn không kìm nổi cảm thấy trong lòng buồn bã vô cớ sau khi thở dài một tiếng hắn bắt đầu thể hiện trù nghệ của mình nghe được âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra thương thắng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng an bình ngay trước hắn ở trong phòng chờ ăn cơm, vẫn còn là khi mẫu thân còn sống, nhớ lại phần an bình này, thế mà bất tri bất giác thương thắng đã ngủ mất. Sau một lúc lâu, trong viện truyền đến tiếng gọi của dịch phong, tiểu tử, đi ra ăn cơm. Đến đây, thương thắng lộ ra nụ cười mỉm, chậm rãi đi đến bên phía bàn đá. Tuy là người tu luyện đã có thể không cần ăn cơm, nhưng một bàn món ngon sắc hương vị đều đủ cả này, vẫn là khiến thương thắng thèm ăn đến nhỏ rãi. Ta bắt đầu ăn đây. Thương thắng lấy cơm cho dịch phong đại ca con ba thân mình ăn từng miếng từng miếng một trương thắng cả mặt kinh hỉ trong miệng ăn cơm và đồ ăn nói mơ hồ không rõ ăn ngon quá dịch phong đại ca chủ nghệ của huynh so với mẹ ta còn giỏi hơn không đúng trung nghệ của huynh so với túi tiên cư đứng đầu hoa thành còn giỏi hơn ăn từ từ đứng có gấp dịch phong cười cũng cùng với thương thắng ăn sau khi phụ thân ta chết mẫu thân cũng bởi vì tai nạn mà đi mất sau này đến tận bây giờ ta cũng chưa từng được ăn một bữa cơm ngon nhất là món ngon như vậy tôi tiên cư là trước đây cha ta dẫn ta đi đây chính là món ngon nhất trong ký ức của ta ngươi nói vô tâm như người nghe có ý diệt phong phảng phất như bị nắm chặt trái tim tự nhiên sinh ra chua xót nếu như ngươi đã thích ăn vậy thì đoạn thời gian này mỗi ngày ta đều làm cho ngươi trong mắt thương thắng lộ ra vui vẻ thật sao diệt phong đại ca nếu như quá khó cũng không cần phải làm ta có thể ít cốc không cần ăn không khó thân thể gân cốt của ngươi vẫn còn có chút đơn bạc vẫn luôn không ăn cũng không tốt đối với tu luyện của ngươi. Ồ ồ, vậy thì cảm tạ dịch phong đại ca. Trăng sáng trên không, dài từng ánh trăng màu bạc xuống mặt đất, diệp phong cảm khái, ở trong lòng, người ngày nay không gặp được ánh trăng ngày xưa, ánh trăng này cũng từng chiếu vào cổ nhân. Dịch phong không ngừng nhắc nhiều thương thắng ăn từ từ, nhưng thương thắng càng ăn lại càng vui vẻ. Mãi đến khi ăn sạch toàn bộ thức ăn vào cơm, hắn ợ một cái, hình như vẫn còn chưa thỏa mãn, khẩu vị không tệ. Ngày mai ta mua thêm nhiều đồ ăn một chút. Dịch Phong đại ca, đúng thật là ăn quá hoang. Thương Thắng ngượng ngùng lãi vãi đầu. Trong đêm, Dịch Phong nằm trên giường gỗ, dùng cánh tay hối đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. An nhiên thiếp đi. Ò ó ó, một hồi âm thanh gà vé xé rách đem dài, ánh nắng mặt trời dạng đông miễn cưỡng lang lên. Lười biếng móc đầu dậy, Thương Thắng trở mình ngồi dậy, là giấy mỗi ngày, hắn sẽ rời giường đi luyện kiếm. Đây là tu dưỡng của bản thân một tu sĩ, có cách. Thương Thắng cầm trường kiếm trong tay đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy một thân áo trắng đã ngồi trên ghế đá. Diệp Phong đại ca, huynh cũng dậy quá sớm đi. Hay là vốn dĩ huynh không có ngủ. Thương Thắng biết, tu sĩ phẩm cấp cao có thể không cần đi ngủ. Diệp Phong mỉm cười nói, nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị luyện kiếm sao? Ồ, vậy ngươi luyện mấy chiêu cho ta xem một chút. Được. Thương Thắng vẫn là có chút tự tin đối với kiếm thuật của mình. Đây chính là ngày trước phụ thân dạy cho hắn. đặc điểm của kiếm thuật chính là nhẹ nhàng nhanh nhạy, tiêu sái phiêu giật chỉ thấy thương thắng vung vẩy trường kiếm kiếm như phượng bay dáng người nhẹ nhàng nánh điểm nâng đâm chém say quách đều lại phương pháp tấn công hắn luyện toàn bộ một lần tiếp đó thương thắng phi thân vọt lên mùa ra đủ loại chiêu thức ở trên không trung thương 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 dưới sự huy động của hắn trường kiếm phát ra từng tiếng cong ong ong cùng với âm thanh xé gió luyện xong một bộ kiếm chiêu thương thắng có chút tự hào hỏi diệp phong đại ca kim pháp của ta cũng không tệ lắm đúng không? dịch Phong hãy gật đầu nói. Cơ sở rất vững chắc, chỉ là độ lưu loát có khiếm khuyết, thương thắng nghe vậy, lập tức hào hứng. dịch Phong đại ca, huynh cũng hiểu kiếm pháp sao? Ồ, hiểu một chút, thời điểm ngươi vung kiếm không thể nắm chui kiếm quá chặt, như thế sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt khi rút kiếm, thời điểm đâm tới phát lực, ngươi cầm trầm khí tức xuống, phát lực từ bước chân, thông qua khớp nối truyền khí lực đến trên mũi kiếm. Ngươi thử lại lần nữa đi, đầu tiên thương thắng ngẫm nghĩ một chút tỉnh nghỉ lĩnh hội lời nói của dịch phong sau đó hắn như đã hiểu ra dựa theo chỉ điểm của dịch phong quả nhiên đã tăng lên rất nhiều thương thắng vô cùng ngạc nhiên nói dịch phong đại ca huynh cũng quá lợi hại rồi chỉ là chỉ điểm sơ sơ ta lại có thể tăng lên nhiều như vậy huynh là tu vi gì vậy lẽ nào huynh là cường giả võ linh dịch phong mỉm cười nhẹ nhàng nói có biết một hai thôi mộ tính của ngươi rất cao cơ sở vững chắc không tệ thương thắng cười đến so với ánh nắng mặt trời còn rực rỡ hơn hắn tiếp tục luyện kiếm diệp phong rất tận tình chỉ điểm một màn này phảng phất giống như quay trở về khi còn bé khi đó phụ thân của thương thắng vẫn còn sống ông cũng chỉ điểm như thế cho hắn nhưng nghiêm khắc hơn rất nhiều thời gian một ngày này cứ trôi qua như vậy tiên bình mà tốt đẹp mỗi ngày diệp phong đều sẽ nấu ăn cho thương thắng hướng dẫn hắn luyện kiếm thương thắng thì là càng ngày càng ỉ lại diệp phong phảng phất như diệp phong chính là một vị trưởng bối của hắn trưởng bối giống như phụ thân vậy cứ như vậy thời gian đã qua hơn nửa tháng sáng sớm ngày hôm đó thương thắng vẫn như trước dậy sớm luyện kiếm dịch phong vẫn như ngày đầu ngồi bên cạnh bàn đá tự mình uống trà dùng mắt trần cũng có thể thấy được thương thắng cường tráng hơn rất nhiều kiếm pháp của hắn cũng theo đó mà tăng lên ngày này thương thắng đi vủ tư đồ lĩnh tiền sau khi trở về thì có chút dấu dĩ không vui sau khi ăn cơm chưa xong hắn đi về trong phòng đóng cửa không ra ngoài dịch phong cũng không nhiều lời cái gì sau khi đến đêm Diệp Phong nghe được tiếng vang động ngoài sân, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà. Ngồi ở bên người thương thắng, hai người mỗi người đều nhìn tinh hải minh mông, rồi cứ trầm mặc như thế ngồi vậy hồi lâu. Ngay trước thương thắng thích để tất cả mọi thứ ở trong lòng, hắn cảm thấy bản thân mình không có chỗ nương tự. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy ở bên cạnh có người đại ca như huynh nhi cha như Diệp Phong, tự nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc muốn thổ lộ ra hết. Diệp Phong đại ca, hôm nay ta đi đến bên phủ tư đồ, nghe được một tin tức, thương thắng buồn bã nói, tin tức gì bọn họ nói từ đồ lão ra muốn đưa tam tiểu thư đi xe mắt trong lòng thương thắng quặn đau, vô cùng khó chịu ngươi thích từ đồ tiểu thư sao thương thắng yên lặng thật lâu cuối cùng vẫn là tuân theo tâm ý gật đầu một cái biểu cảm tinh thần xa sút còn nhớ lời nói lúc ta ở trên xe ngựa nói với ngươi không nam tử hắn thì phải dáng yêu dám hận không cần phải bó chân bó tay cuộc đời chỉ có một lần đừng để cho bản thân mình để lại tiếc muối nếu như đã thích từ đồ tiểu thư vậy thì ngươi nên dũng cảm nói cho nàng Ngươi thích nàng, đừng nên để đến cuối cùng mới hối tiếc không kịp." Thương thắng thở dài một cái, "Ai, Diệp Phong đại ca, đầu tiên không nói ta chỉ sống đến 30 tuổi, chỉ riêng thân phận bây giờ của ta cũng không xứng với tư đồ tiểu thư, chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới, nàng là sao ở trên bầu trời, mà ta lại chỉ là một con kiến ở dưới mặt đất, nàng làm sao có thể thích ta chứ?" "Ngươi không thử một chút thì làm sao biết được kết quả như thế nào? Vạn nhất tư đồ tiểu thư thích ngươi thì sao?" vạn nhất tư đồ tiểu thư là đang chờ ngươi mở miệng thì sao đây dịch phong dừng một chút ôn nhu nói không nên xem thường bản thân mình ngươi không kém bất kỳ ai cũng đừng nên để lại tiếc nuối sinh mệnh như một ngôi sao băng tuy ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều điều tốt đẹp có thể truy tìm thương thắng nhìn tinh hà cuồn cuộn nhìn từng ngôi sao băng lướt qua tinh không kia trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một chút ba động trở nên do dự hắn sợ hãi không cho được tư đồ thanh nghi cuộc sống càng tốt hơn phong phú hơn, cũng sợ không thể cùng với người mình yêu nắm tay đến cuối đời, ngược lại tăng thêm bi thương cho người yêu. Lời nói của Dịch Phong vang vọng ở bên tai của hắn, trong lúc bất tri bất giác lại lần nữa dấy lên nhiệt tình, quét sạch tinh thần xa sút lúc trước, "Cảm ơn Dịch Phong đại ca." Đúng vào lúc này, cửa sân tiểu viện gõ vang lên, "Đông đông đông." "Thương Thắng, ngươi có nhà không?" Thương Thắng nghe vậy, trong lòng run lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Đi đi." Dịch Phong sờ lên đầu tiểu tử này, mỉm cười nói, Thương Thắng lập tức nhảy xuống khỏi nắp nhè, đi mở cửa sân. Tam tiểu thư, tại sao ngươi lại đến đây? Thương Thắng kinh ngạc nói. Ta ta muốn ngươi cùng với ta ra ngoài đi dạo một chút. Tư đồ thanh ghi có chút thẹn thùng. Ồ ồ, chỉ thấy tư đồ thanh ghi cả người mặc một bộ váy xanh, sợi tóc như thác nước kia rũ xuống. Bên trên khuôn mặt trứng ngỗng đỏ hồng lên, kiêu diễm giống như một đóa u lan trong cốc. Tiểu thư muốn đi đâu? Ta muốn. âm thanh hai người dần dần đi xa. Dịch phong vui vẻ nhìn bóng lưng hai người rời đi tiếp sau đó lại lần nữa khoan thai nhìn về phía trời cao đêm khuya trăng sáng sao thưa tiếng côn trùng kêu từng hồi thương thắng cao hứng bừng bừng đi vào trong viện hắn vui vẻ xông đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống diệp phong đại ca ta trở về rồi cái kia cái kia diệp phong rót chén trà cho hắn cười nói hãy nào ta ta và tư đồ tiểu thư ở bên nhau rồi tương thắng khó nén nổi kích động và thích thú ở trong lòng mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ ồ ngươi tỏ tình với tư đồ tiểu thư rồi thương thắng cả mặt ngượng ngùng hắn lắc đầu đỏ mặt nói là tam tiểu thư tỏ tình với ta trước ta đúng là vô cùng bất ngờ nhưng sau khi nàng thổ lộ ta cũng thổ lộ với nàng dù sao loại chuyện này cũng nên là nam tử chủ động mới đúng dịch phong nghe vậy có chút bất ngờ nhưng hai người ở bên nhau cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao lúc trước hắn cũng đã nhìn ra tư đồ tiểu thư cũng thích thương thắng dịch phong cười nói xem đi ta nói mà ngươi không kém bất kỳ ai chỉ ít ở trong lòng tư đồ tiểu thư thì cho rằng là như thế thương thắng ngật đầu như dã tỏi thật ra hắn cũng cảm nhận được tình cảm yêu thích của tư đồ thanh y nhưng trước đây hắn quá mức tự ti cảm thấy bản thân mình không xứng với tiểu thư tư đồ ra vì thế không dám suy nghĩ đến phương hướng kia sau khi được dịch phong khuyên bảo lòng tự tin của hắn lại tăng lên không ít có điều thương thắng biết hắn phải càng cố gắng nhiều thêm mới được loại niềm vui bất ngờ này khiến cho trong lòng thương thắng rất lâu sau cũng khó mà bình tĩnh trở lại chính bản thân hắn cũng không chú ý đến trên mặt mình vẫn luôn mang tha lụ cười ngây ngô bây giờ trong lòng hắn đều mập tràn hình ảnh của tư đồ thanh y tình yêu đương nhiên tốt đẹp nhưng tu luyện cũng quan trọng như thế muốn có thể ở bên cạnh tư đồ tiểu thư lâu dài ngươi phải không ngừng nâng cao bản thân như thế mới có thể bảo vệ được nàng tốt hơn bảo vệ được ngươi nhà nhỏ của các ngươi dịch phong nghiêm mặt nói ồ cảm ơn dịch phong đại ca đã chỉ điểm ta sẽ cố gắng tu hành nhiều hơn chân trừ một lát dịch phong có chút thạnh thùng tiếp tục nói dịch phong đại ca huynh có thể cho ta mượn chút tiền có được không? Ta muốn mua cái gì đó tặng cho Thanh Y. Diệp Phong lấy ra một cái nhẫn đựng vật đặt ở trước mặt Thương Thắng. Cái này cảm ơn Diệp Phong đại ca. Thương Thắng vô cùng thích thú. Hắn nhận lấy nhẫn đựng vật, tra xét một hồi, một khắc sau. Thương Thắng choáng váng, trong nhẫn đựng vật có hơn tiền vàng. Đây chính là một khoản rất lớn. Thương Thắng lớn như vậy rồi, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cho dù là tư đồ ra, tay rằng một lần cũng không bỏ ra nổi số lượng tiền lớn như thế. Diệp Phong đại ca, đây đây cũng quá nhiều rồi tay của Thương Thắng cũng đang run rẩy trong giọng nói khó nén nổi kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tiên tâm tiêu thoải mái, yêu đương sao có thể thiếu tiền được chứ? Những vật tầm thường này đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, không được chối tử. Trong lòng Thương Thắng vẫn như trước cảm thấy khiếp sợ, xem ra Diệp Phong đại ca không chỉ tu vi cao thâm, còn rất hào phóng. Hắn là thật sự không ngờ được Diệp Phong đại ca đến ở nhiều trong nhà mình, mỗi ngày nấu cơm cho mình, dạy mình kiếm pháp, thế mà lại là một đại nhân vật cao thâm khó lường cảm kích trong lòng thương thắng lộ rõ trên mặt hắn không ngừng cảm ơn vô cùng cảm kích trong cuộc sống sau này mỗi ngày thương thắng đều tức dậy rời giường trước khi la giấy khắc khổ luyện kiếm sau khi luyện xong kiếm hắn sẽ tắm rửa ăn mặc một chút đi tìm thanh nghi của hắn hắn hẹn họ yêu đương loại cuộc sống này khiến cho thương thắng cảm thấy vô cùng phong phú và thỏa mãn diệp phong nhìn nụ cười trên mặt thương thắng càng ngày càng nhiều hắn cũng hết sức vui mừng đấu chuyển tinh di nhật nguyệt tuần hoàn thay thế bất chi bất giác đã đến đầu hạ ngày này thương thắng vẫn như trước dọn dẹp một chút sau đó cao hứng bừng bừng đi ra ngoài hẹn hò nhưng lúc trở lại diệp phong lại thấy ở khóe miệng hắn có máu thân tình buồn nàng thương thắng không nói câu nào hắn chỉ đỏ mắt vô cùng phẫn nộ liều mạng vung kiếm phảng phất như muốn chặt đứt phẫn hận và không cam lòng ở trong lòng diệp phong đi lên phía trước ấn tay thương thắng xuống hỏi tiểu tử xảy ra chuyện gì rồi thương thắng vô cùng ủy khuất hắn nhìn dịch phong ở trước mặt như huynh nhi cha vành mắt đỏ lên nói hết tích tụ ở trong lòng ra Di phong đại ca chuyện của ta và thanh nghi bị tư đồ lão ra biết được bọn họ nói ta là cô nhi không thân phận không địa vị thậm chí cũng không bỏ ra nổi một phần dính lễ nói ta không xứng với thanh nghi thương thắng nói xong nước mắt tràn mi chảy ra ngoài khuất nhục bi thương ủy khuất không cam lòng đủ loại tâm tình tràn ngập trong đầu của hắn bọn họ nói ta không xứng với thanh nghi đánh ta bị thương cưỡng ép đánh đuổi ta ra khỏi tư đồ ra Dịch Phong nghe vậy, trong lòng có ngọn lửa tức giận dấy lên mãnh liệt, ai nói ngươi không có thân phận, không có địa vị, ai nói ngươi không xứng với tư đồ gia của bọn họ, hồ sự này ta giúp người giành lấy, lau khô nước mắt. Đi theo ta. Dịch Phong chắp tay sau lưng, đi về phía ngoài cửa viện, Tương Thắng cũng lau khô nước mắt, đi theo sau lưng Dịch Phong đại ca. Loại cảm giác này giống như quay trở về khi hắn còn bé. Hắn bị đứa trẻ lớn nhà hàng xóm bắt nạt, mà phụ thân cũng sẽ như thế dẫn theo hắn đi đến cửa nhà người ta tìm đối phương lý luận cuối cùng thương thắng hắn cũng có chỗ dựa không bao lâu sau thương thắng đi theo dịch phong đại ca đến cửa ra vào của phủ tư đồ cửa ra vào tư đồ phủ dịch phong không nói hai lời dẫn theo thương thắng đi xông vào trong một đám hỷ vệ của phủ tư đồ đang muốn đi lên phía trước ngăn cản lại phát hiện bọn họ giống như bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách ở bên ngoài hoàn toàn không có cách nào đến gần được hai người thương thắng mọi người đều vô cùng hoảng sợ chưa đến trong chốc lát Diệp Phong và Thương Thắng đã đi đến trong đại sảnh phủ tư đồ. Đại sảnh là kiểu trang trí trang nhã xa xưa, tất cả bàn ghế đều là hoa cúc lấy chế tạo thành, hai mặt trái phải trong sảnh còn treo tranh thủy mọc mai lan trúc cúc, nơi này đàn hương lượn lờ, cây xanh hoa cỏ đan xen vào nhau, có chút thanh u. Phía bên trên vị gia chủ tư đồ ra là tư đồ Thái Lễ đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt của ông ta sáng rực nhìn người đi đến. Từ trên cao nhìn xuống chất vấn, ngươi là người nào? Mạnh mẽ xông vào tư đồ ra ta không biết có chuyện gì. Diệp Phong một thân áo trắng như tuyết, Hắn chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ ở trong sảnh, "Ta là người nhà của Thương Thắng, đến đây cầu hôn tiểu thư Tư Đồ Thanh Nghi cho Thương Thắng." Ngữ khí dịch phong lãnh đạm, lại lùng nhìn Tư Đồ thái lễ tự cao tự đại. Thương Thắng nghe thấy lời nói của Tư Đồ đại ca, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm động, loại cảm giác có người làm chỗ dựa này, hắn đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được, cảm động và không cam lòng hóa thành nước mắt, vòng quanh ở vành mắt của hắn, nhưng hắn cố nén tâm tình. Thương Thắng chỉ hậm hực nhìn về phía Tư Đồ thái lễ, lâm vào trong bất an thương thắng không cam lòng gia chủ tư đồ gia nhục nhã hắn chà đạp hắn thậm chí sai người đánh hắn bị thương nhưng đồng thời hắn cũng muốn có được sự đồng ý của tư đồ thái lễ để cho tư đồ thái lễ đồng ý giả con vái tư đồ thanh y cho mình loại ý nghĩa cực kỳ mâu thuẫn này cũng là trạng thái chân thật nhất của rất nhiều con rể lần đầu tiên gặp cha vợ hắn không biết dịch phong đại ca sẽ làm như thế nào hắn sợ hãi dịch phong đại ca náo đến quá mức sẽ vạc phải sự vây công của tư đồ gia hắn càng sợ tư đồ thái lễ sẽ bởi vì thế mà mang hận hắn Vậy thì hắn muốn cùng với Thanh Nghi ở bên nhau, sẽ càng khó hơn lên trời, đây là loại tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng hôm nay, Thương Thắng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, Tư Đồ Thái Lễ nhìn về phía Dịch Phong, cười lạnh nói: "Đến cầu hôn, ngươi có sinh lễ gì mà dám xông vào tư đồ ra ta cầu hôn? Ngươi cầu nổi hôn sự này không? Tiểu tử này xứng được với con gái của ta sao?" Tư Đồ Thái Lễ rất coi trọng người con gái này, làm cha làm mẹ, ông ta không thể nhìn con gái giả cho loại tiểu tử nghèo không cha không mẹ này phu thê nhào hèn trăm chuyện buồn mã tư đồ thái lễ lớn tuổi như vậy trải qua nhiều năm mưa gió đương nhiên hiểu rất rõ đạo lý này tuy nói tư đồ Gia cũng ngươi được thương thắng và tư đồ thanh nghi nhưng tư đồ thái lễ không muốn có một người ở dề vô dụng ông ta chỉ cảm thấy tư đồ thanh nghi chỉ là nhất thời nóng não lâm vào cạm bẫy yêu đương ông ta cũng không trách con vái của mình dù sao tư đồ thanh nghi còn nhỏ dễ bị lời nói ngon nói ngọt mề hoặc nhưng thương thắng có thể dỗ con gái của hắn như thế nhưng không lừa gạt được tư đồ thái lễ ông ta tư đồ thái lễ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn con gái của mình nhảy vào cái hố lửa thương thắng này con rể của mình nhất định phải là một người có bản lĩnh thật sự đủ để bảo vệ người con gái này của mình đúng vào lúc này tư đồ thanh ghi mặc một bộ váy mỏng màu vàng nghe tin chạy đến nàng liếc nhìn dịch phong đại ca và thương thắng đứng ở trong sảnh rồi chạy về phía trước năn nghỉ phụ thân đừng là khó hai người bọn họ lúc này tư đồ thái lễ càng kinh ngạc thêm mấy phần ông ta nhìn thấy một đám thị vệ giống như là bị ngăn ở ngoài phòng khách không có cách nào vào trong nhưng công lái của mình lại có thể không bị ngăn trở gì mà chạy vào, ông ta đưa tay ra hiệu tư đồ Thanh nhi đừng nói nữa. Cả mặt nghiêm túc nhìn về phía Dịch Phong, mà Dịch Phong không có biểu cảm gì, đối với lời nói cay nhiệt của tư đồ Thái Lễ, trong lòng hắn cũng không sinh ra một cợn sóng. Hắn chỉ yên lặng lấy mười mấy viên đan dược ở trong nhẫn đựng vật ra. Dịch Phong vung tay áo lên, đan dược rơi vào bên trên bàn bên cạnh tư đồ Thái Lễ, Dịch Phong lạnh lùng hỏi, "Mười viên đan dược này đủ chưa?" Tư đồ Thái Lễ nhìn về phía đan dược, trực tiếp trợn tròn mắt loại đan dược này cho đến bây giờ ông ta chưa từng nghe nói đến càng chưa từng thấy khoa dựa vào tu vi của ông ta tất nhiên có thể thông qua chất lượng và mùi hương đan nồng đậm kia của đan dược để đánh giá ra được đây là mười viên đại đan cực phẩm cho dù là thương nhân thế gia tư đồ thái lễ làm sao có thể không biết loại đan dược này chân quý như thế nào tư đồ thái lễ căn bản là không ngờ được thế mà người đến lại xa xỉ như thế trong lúc nhất thời ông ta cũng không biết nên làm gì để đáp lại mười viên đan dược không đủ diệp phong thấy tư đồ thái lễ không nói tiếng nào Sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp vung ra người thanh binh khí, đinh linh bàng lang, những binh khí này giống như là sắc vụn vậy, bị dịch phong ném đến trước người Tư Đồ Thái Lễ, trong lòng Tư Đồ Thái Lễ chấn động mạnh, con ngươi run rẩy kịch liệt, đúng thật là kinh sợ vì những binh khí này, chỉ riêng khí tức của những binh khí này đã khiến cho trong lòng Tư Đồ Thái Lễ vô cùng chấn động, ngươi có thể lấy ra loại binh khí và đan dược này, làm sao có thể là vật trong ao, rõ ràng, vị nam tử áo trắng trước mắt này không phải là người mà Tư Đồ ra bọn họ có thể chọc vào tư đồ thanh ghi cũng là đôi mắt đẹp mở trường nàng không ngờ được vị dịch phong đại ca tiện đường đi theo này lại có nội tình như thế dịch phong đã nhìn ra vị tư đồ gia chủ này là bị đan dược và binh khí chấn động đến nhưng hắn cũng không dừng lại tư đồ gia chủ không nói lời nào xem ra là cho rằng còn chưa đủ chỉ thấy dịch phong tiện tay lại vung ra 10 bản công pháp phẩm cấp cao cấp bây giờ đủ chưa ta có tư cách cầu hôn không nếu như còn cảm thấy chưa đủ cũng không sao ta còn có xính lễ muốn dâng lên dứt lời dịch phong trực tiếp lấy ra một đống bảo bối lớn hắn lấy ra từng kiện từng kiện đập xuống đất đập cho trong sảnh không ngừng phát ra âm thanh bang bang vang vọng những bảo vật này đập cho tư đồ thái lễ liên tiếp gặp phải thiên lôi bùng nổ không ngừng đập cho tất cả mọi người ở bên ngoài đại sảnh tư đồ ra trận mát há mùng tư đồ thanh hy nhìn đến choáng váng đến thương thắng cũng đều nhìn đến ngây người hắn không ngờ được thế mà dịch phong đại ca lại ngang tảng như thế mặc dù hắn biết dịch phong đại ca rất có thực lực nhưng thương thắng cảm thấy lúc trước mình vẫn là quá xem thường dịch phong đại ca Dịch phong nhìn dáng vẻ đờ đẫn kia của tư đồ thái lễ hắn lạnh lùng nói đừng có dùng loại nhận thức ngạo mạn và nông cạn kia của ngươi để tùy ý đánh giá người khác tư đồ ra nho nhỏ cả ngươi có là cái thứ gì nếu như muốn nói đến xứng đôi nói môn đăng hộ đối tư đồ ra các ngươi từ trên xuống dưới toàn bộ cộng lại cũng không xứng bằng một đầu ngón tay của thương thắng thương thắng nghe đến nước mắt nóng vòng quanh hắn là dạng gì trong lòng bản thân hắn hiểu rõ nhất hắn chưa từng ngờ được Dịch Phong đại ca lại coi trọng hắn như vậy. Dưới sự ảnh hưởng của Dịch Phong, sống lưng của hắn cũng không khỏi đứng thẳng lên. Tư đồ Thái Lễ bị bức cho cả mặt đỏ rực. Tông ta sao có thể không nhìn ra Dịch Phong có lai lịch rất lớn. Chuyện này không có gì để nghi ngờ. Đây chính là muốn đến cửa dùng những vật này ba ba đánh vào mặt của ông ta. Đây đâu phải là đến cửa cầu hôn. Đây rõ ràng là đến cửa để nhục nhã tư đồ gia chủ là ông ta. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi là thật tâm thật lòng đến cửa cầu hôn, vậy thì ngươi không nên lấy thế đành người càng không nên hạ thấp tư đồ ra chúng ta như vậy dịch phong nghe thế không vui không buồn lấy thế đành người không phải là ta mà là tư đồ ra các ngươi ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi muốn hục ta cũng không phải là đang hạ thấp tư đồ ra các ngươi ta chẳng qua là trần thuật sự thật mà thôi thương thắng ở một bên vô cùng thấp thỏm hắn chưa bao giờ nhìn thấy tư đồ lão ra cao cao tại thượng có sắc mặt khó coi như vậy nhưng trong lòng thương thắng lại vô cùng cảm động Diệp Phong đại ca là nhìn thấy hắn chịu ủy khuất, không nói hai lời đã đến tư đồ ra, vì hắn lấy lạ công đạo. Tư đồ thái lễ cũng cả mặt tái nhợt trắng bật như tờ giấy, ông ta chỉ cảm thấy tích tụ trong lồng ngực càng ngày càng sâu. Cho dù là người đứng đầu một gia tộc, nhưng hôm nay đà kích mà ông ta phải chịu, so với ngày trước cộng ngục tất cả còn nhiều hơn nhiều. Sắc mặt ông ta lạnh giá, trầm giọng nói, những vật này của đạo hữu đúng là khiến cho ta cực kỳ động lòng, nhưng vẫn là mời đạo hữu cầm những vật này về đi, Tư đồ thái lễ nhìn con gái như hoa như ngọc ở bên cạnh một chút, ông ta thản nhiên nói. Đối với ta mà nói, những vật này chẳng qua đều là chút ít vật ngoài thân mà thôi. Tuy tư đồ gia ta không lọt vào được mắt xanh của đạo hữu, nhưng vàng bạc tài bảo chúng ta cũng có, cũng đủ để thanh ghi được sống cuộc sống tốt, là một người phụ thân, ta có nghĩa vụ khiến cho con vái của mình hạnh phúc, thanh chi phải giả cho một người có thể chăm sóc nó, bảo vệ nó, so sánh với những vật ngoài thân này, ta càng xem trọng là nhân phẩm và thực lực bản thân của đối phương tư đồ thái lễ nhìn chằm chằm thương thắng ta cũng không phải là dốc sức xem thường tiểu tử này nhưng chuyện này liên quan đến trung thân đại sự của thanh y thương thắng hắn ít nhất cũng phải chứng minh được bản thân mình có giá trị để cho thanh y gửi giám mới đúng dịch phong nghe vậy mặt không gợn sóng nhưng trong lòng đã có chút coi trọng đối với tư đồ thái lễ dịch phong nén ra những bảo vật này nói là có thể mua mấy tư đồ ra bọn họ cũng không hề quá đáng nhưng người này cũng không bởi vì bảo vật mà đồng đồng ý hôn sự của con gái nói rõ ông ta là thật sự quan tâm đến trung thân đại sự của con gái mình không thể không nói là một người phụ thân, tư đồ thái lễ vẫn là vô cùng xương chức. ngươi muốn thương thắng làm thế nào để chứng minh bản thân mình? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Tư đồ thái lễ nhìn về phía bên ngoài phòng, thông thả nói muốn bảo vệ được thanh nghi, Hàn ít nhất cũng phải nằm trong người người đứng đầu của thế hệ trẻ tư đồ gia ta. Diệp Phong bình tĩnh nhìn về phía thương thắng, hỏi có lòng tin không? Thương thắng siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định gật đầu có. Diệp Phong nhìn về phía tư đồ thái lễ vậy thì trực tiếp lên lôi đài thôi tôi đồ thanh ghi giơ hai tay lên nắm ở trước ngực cả mặt tràn đầu lo lắng lúc trước thương thắng đã bị thương lúc này lại phải lên lôi đài hơn nữa đối thủ của hắn còn là người người đứng đầu thế hệ trẻ trong gia tộc điều này đối với thương thắng mà nói quá không công bằng phụ than thương thắng vốn là bị thương người vị thiên kiêu đứng đầu gia tộc tuổi tác so với thương thắng đều lớn hơn hắn làm sao có thể đánh thắng được vì sao người nhất định phải làm khó thương thắng chứ tôi đồ thái lễ nhìn con gái của mình giọng nói vô cùng nghiêm túc nói. Thanh y, hôn nhân đại sự sao có thể là trò đùa. Nếu như hắn thật sự chứng minh được bản thân mình, vậy thì có thể nói rõ hắn có thể bảo vệ không. Vi phụ mới có thể đồng ý hôn sự này. Yên tâm giao con cho hắn. Nếu không, hai đứa chặt đứt cái suy nghĩ này đi. Tư đồ thanh y vẫn muốn cãi lại, nhưng lại bị thương thắng cắt ngang. Thanh y, tư đồ gia chủ nói đúng. Ta phải chứng minh được ta có thể bảo vệ nàng, tin tưởng ta. Nhưng mà tư đồ thanh y vẫn muốn lên tiếng nhưng thương thắng chỉ lộ ra nụ cười rực rỡ mà kiên định với nàng tư đồ thanh y thở dài một tiếng nàng biết bản thân mình không thể nào cãi lại được nên chỉ có thể tái nhợt bất lực tình huống hiện tại chỉ có thương thắng chiến thắng đối thủ nàng mới có thể ở bên cạnh thương thắng cũng may vừa rồi phụ thân đã nói chỉ cần thương thắng chứng minh được bản thân thì sẽ đồng ý mối hôn sự này tư đồ thanh y cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thương thắng có khả năng thắng được mọi người đi thẳng đến tường diễn võ của tư đồ ra tư đồ thái lễ biết dịch phong là sự tồn tại không thể chọc vào vì thế ông ta cũng không dám quá gây khó xử thương thắng ông ta lựa chọn người xếp hạng thứ 10 trong thế hệ trẻ tuổi trong tộc để hắn ta quyết thắng bại một trận với thương thắng tư đồ phủ cũng không lớn rất nhanh tin tức thương thắng sắp lên lôi đài truyền ra ngoài chốc phủ ngoại trừ hạ nhân ra thần lớn mọi người đều đến trường diễn võ vây xem nhất thời trong trường diễn võ tiếng nói nghị luận huyên náo lôi đài hình tròn đường kính rộng khoảng chừng trăm trượng lôi đài được làm từ tảng đá xanh dày cứng rắn trải thành dưới ánh mặt trời chiều nổi bật màu đỏ sậm như máu và màu xanh đậm trên lôi đài thương thắng cả người mặc trang phục màu đen đứng ở giữa sân khuôn mặt hắn tuấn lãng ngũ quan như khắc ngọc làn da đồng cỏ kia làm nổi bật khí dương cương của hắn mà đối lập với thương thắng là một vị thanh niên khuôn mặt trắng nõn hoàn toàn đối lập vóc dáng cường tráng cân xứng mặt người thanh niên như ngọc thoạt nhìn là một thiếu niên anh kiệt phong độ nhẹ nhàng đây là đường ca của tư đồ thanh nghi tư đồ phóng tư đồ phóng lạnh lùng nhìn chằm chằm thương thắng trước đây hắn ta từng gặp thương thắng biết hắn là một đứa cô nhi dựa vào việc áp tiêu cho tư đồ ra để duy trì cuộc sống loại người này muốn cưới đại tiểu thư tư đồ ra bọn họ quả thực đúng là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới võ sư tầng 6, nhất định muốn quyết phân thắng bại với ta sao ta là cảnh giới võ sư tầng 7, thương thắng kiên định gật đầu nói ta chắc chắn ta tư đồ phóng cười lạnh mỉm cười nói vậy nếu như ngươi thua cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu nếu như thương thắng ta thua không một câu oán hận dưới lôi đài mọi người nghị lợn ầm ĩ hôm nay thương thắng này mới bị đánh một trận bây giờ lại còn muốn vượt cấp chiến đấu quyết đấu với thiếu gia đúng thật là không biết sống chết mà tiểu tử này vì để có thể cưới được tiểu thư đúng là bất chấp tất cả ngược lại rất có quốc khí có quốc khí thì có tác dụng gì không có thực lực không phải chỉ có thể bị đuổi ra khỏi cửa thôi sao ai tại sao tiểu tử này lại thích treo cao chứ nếu như lần này hắn thua rằng sau này tư đồ ra cũng sẽ không để cho hắn một vị trí áp tiêu nữa Nghe con mới đẻ không sợ cọp chứ sao tư đồ thái lễ mồi dịch phong ngồi ở trên khán này. ông ta nghiêng đầu nhìn về phía dịch phong thấp giọng nói đạo hữu thương thắng có thương tích trong người hy vọng thắng được ít vỏi. nếu như ngươi không muốn hắn lại bị thương thêm bây giờ có thể dẫn hắn rời khỏi phủ tư đồ ta dịch phong cầm lấy tách trà nhấp nhẹ một ngụ hắn bình tĩnh tự nhiên nói ý tốt của các hạ ta xin nhận tỷ thí lôi đài bị thương cũng rất bình thường có điều thương thắng nhất định có thể thắng ngươi cũng yên tâm nếu như thua ta sẽ lập tức dẫn hắn rời đi tư đồ thái lễ nhắm hai mắt lại ông ta nói với dịch phong như vậy cũng không phải bởi vì ông ta lo lắng thương thắng bị thương lần nữa mà là lo lắng thương thắng thua dịch phong sẽ tiếp tục gây phiền phức nhưng dịch phong đã nói như vậy thế chỉ ông ta cũng không có cái gì đáng lo tư đồ thanh Nghi ngồi ở bên cạnh phụ thân nàng chăm chú nắm chặt váy mỏng màu vàng của mình đầu mày ngài kia giống như bị mây đen bao phủ lông mày của nàng nhíu chặt lại đến hít thở cũng có vẻ hơi nặng nề thương thắng nhìn về phía tư đồ thanh nghi yêu thương và kiên định trong mắt không hề che giấu chút nào tư đồ thanh nghi dùng khẩu hình nói một câu cẩn thận thương thắng khẽ gật đầu tiếp sau đó nhìn về phía dịch phong dịch phong khích lệ nói thương thắng tin tưởng bản thân ngươi nhất định có thể làm được thương thắng trịnh trọng gật đầu lập tức rút trường kiếm ở trong tay ra trong lòng hắn hiểu rõ cho dù đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân nhưng mà hắn cũng nhất định phải chứng minh được bản thân mình tỷ thí bắt đầu thuận theo tư đồ thái lễ ra lệnh một tiếng tư đồ phóng cầm phát đao trong tay trực tiếp tấn công về phía thương thắng tư đồ phóng nhìn có vẻ hào hoa phong nhã nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đối với tư đồ phóng mà nói cuộc tỷ thí này liên quan đến thể diện của tư đồ gia liên quan đến hôn sự của đường muội cho dù thương thắng không bằng hắn ta hắn ta cũng phải toàn lực ứng phó trong nháy mắt tư đồ phóng đã di chuyển đến trước mặt thương thắng đinh binh binh cả người hắn tản ra khí tức bất ngờ lân động phá đao chém về phía thương thắng thương thắng nhanh chóng cầm ngang kiếm phản ngược lại giảm bất lực hắn dùng thân phải linh hoạt kiếm y ưu tú để chống lại một chiêu này nhưng mỗi khi thương thắng cho rằng mình có thể phản kích nên đón hắn lại là đao phong càn nhanh càng mạnh hơn tiếng sắt thép và chạm vang vọng không rước trước mắt trên lôi đài bắn ra tia lửa tung té vốn dĩ thương thắng bị thương bị tư đầu phóng đánh cho liên tục lùi lại hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né tấn công căn bản là không cách nào tạo thành phản kích hữu hiệu. Tư đồ phóng vừa đánh vừa mỉm cười nói, Tờ tuổi này của ngươi, có thể tiếp được nhiều đao của ta như vậy, cũng xem là không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Muốn thắng ta, muốn cưới đường muội của ta. Nằm mơ giấc mộng mùa xuân của ngươi đi, hành động lần này của tư đồ phóng không có gì nghi ngờ chính là muốn đánh tan tâm lý của đối thủ trước, như vâm vâng muốn cưới tư đồ thanh hy của thương thắng, vô cùng kiên định. Cho dù phải cực lên tính mạng của mình vào đó, tương thắng cũng tuyệt đối không lùi bước, nhưng tình hình trước mắt vẫn là khiến cho thương thắng cảm thấy vô cùng không ổn đầu óc thương thắng nhanh chóng vận chuyển vừa ngăn cản tấn công lại vừa suy nghĩ bản thân mình nên làm gì để ứng nối nên làm gì để lấy yếu thắng mạnh tư đồ thái lễ nhìn thấy sự chênh lệch của đối phương không kìm nổi lắc đầu tâm của tư đồ thanh y giống như bị người khác nắm chặt hàng lông mày nhíu chặt tất cả mọi người ở dưới lôi đài đều không coi trọng thương thắng tương thắng căn bản không thể nào vượt cấp chiến đấu căn bản cũng không phải đối thủ của thiếu gia huống chi trên người hắn còn có vết thương thương thắng ngươi mau chóng suy nghĩ nhận thua đi cậy mạnh cũng chỉ sẽ mất cái mạng nhỏ ai đây không phải là biết rõ không thể mà vẫn làm sao quả nhiên người trẻ tuổi bây giờ quá sốc nổi những người có mặt ở đây không có bất kỳ ai coi trọng thương thắng cho dù là tư đồ thanh nghi cũng như vậy ngoại trừ dịch phong chỉ thấy dịch phong vẫn khí định thần nhàn cầm lấy tách trà tiếp đó là yên tĩnh nhìn cuộc đấu trên lôi đài ở đó đang hừng hực khí thế một công một thủ đinh binh binh thương thắng vẫn luôn đang tránh né và phòng ngự chỉ cần có cơ hội hắn cũng sẽ phát động phản kích có điều phản tích của hắn đều quá mức vội vàng và vô lực căn bản không có cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với tư đồ phóng mọi người đều cho rằng rất nhanh thương thắng sẽ thua nhưng điều bọn họ không ngờ được chính là thương thắng vẫn luôn đi vòng quanh ở ranh giới thu trận nhưng vẫn luôn cắn giang kiên trì trận chiến thông phòng của hai người từng bước lâm vào giai đoạn gay cấn đi đến một điểm giới hạn tư đồ phóng không ngừng tấn công nhưng lại không cách nào thật sự là thương tổn đến thương thắng thân pháp kiếm pháp đều là thượng thừa mà thương thắng không ngừng chống lại tránh né thế mà cũng đang tiêu hao đi khí lực của tư đầu phóng hình như phóng thiếu ra không chém được đến thương thắng đúng vậy lẽ nào thương thắng thật sự có thể lấy yếu thắng mạnh nếu như phóng thiếu gia cứ bị tiêu hao như thế bị người tu vi so với thiếu gia còn thấp hơn quả nhiên là mất hết thể diện mọi người ở dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ đứng ở trước mặt nhiều tộc nhân như vậy tư đầu phóng tu vi vốn đã tương đối cao nghe được nghị luận như vậy mắt thấy bản thân mình rất lâu cũng không xử lý được thương thắng hắn ta càng đánh càng nén giận trương thắng này giống như một con khỉ không ngừng tránh né tấn công dưới cái nhìn của tư đồ phóng đây căn bản không phải là một trận đọ sức giữa nam nhân trương thắng này căn bản chính là một tên hèn nhát thương thắn vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ quyết đấu với ta giống như một người nam nhân ai ngờ được sẽ chỉ như là chó nhà có tang chạy tán loạn bốn phía nếu đã như vậy thế thì cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn tư đồ phóng nói xong lập tức thúc động đao quyết đao ý cường hãn bao trùm lên bên trên phát đao tư đồ phóng là thật sự có sát tâm chân chính ngay từ đầu Tư đồ phóng cảm thấy tu vi của bản thân mình tương đối cao, vì thế chưa từng thật sự hạ sát thủ, nhưng thương thắng lại giống như là đang đùa khỉ vậy, chạy trốn bốn phía trên lôi đài, khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi trước mặt tộc nhân, vậy thì cũng đừng trách hắn ta không nể mặt mũi. Thương thắng nghe vậy, trong lòng kịch liệt run lên, lúc trước tấn công của tư đồ phóng đã khiến cho hắn gần như không thể chống đỡ được, trước mắt. Tư đồ phóng thật sự muốn ra tay độc ác, tay rằng tình huống kia sẽ có bước chuyển bất ngờ, thương thắng vừa nghĩ đến đây tấn công như cuồng phong gió bão của tư đồ phóng đã lập tức nghiêng trời lệch đất đánh đến tư đồ thanh y thấy thế trong lòng hoảng sợ đến cực điểm nàng gấp đến mức trực tiếp khóc lên nàng khẩn cầu phụ thân của mình để cho phụ thân bỏ qua cho thương thắng thương thắng dùng hết toàn lực chống lại tấn công trên người khó tránh khỏi bị đao khí cắt ra rất nhiều vết máu canh 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 phát đao không ngừng chém về phía trường kiếm để lại từng đạo vết nứt ở trên lưỡi kiếm mỗi đao của tư đồ phóng đều ẩn chứa đao khí mạnh mẽ loại đao khí này khiến cho thương thắng chịu rất nhiều đau khổ ánh mắt tư đồ phóng lạnh lẽo khoe miệng nhếch lên một độ cong lạnh giá sợi tóc hắn ta bay loạn trong gió cầm đao giống như một con thoi nhanh chóng điên cuồng chém về phía thương thắng trong lúc vội vàng tránh né thương thắng tiếc nhìn tư đồ thanh nhi đang cầu xin phụ thân của mình trong chớp nháng này thương thắng chỉ cảm thấy trong lòng không cang phẫn hận xấu hổ lại lần nữa dấy lên không được thương thắng hắn tuyệt đối không thể bại hắn muốn cưới cô nương mà mình yêu thích hắn muốn chăm sóc cô nương mình yêu thích một đời một kiếp giờ khắc này trong đầu hắn quanh quẩn lời nói và dạy bảo của thương thắng thương thắng cuộc đời chỉ có một lần đừng để cho bản thân mình để lại tiếc nuối thương thắng tin tưởng bản thân mình ngươi nhất định có thể làm được thương thắng trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác mới có thể làm được đến người kiếm hợp nhất từng cảnh tượng ở trong quá khứ hiện lên trong đầu thương thắng bất chi bất giác hắn nhắm hai mắt lại dựa vào cảm giác của mình đối kháng với tấn công dày đặc như mưa đây là tình huống như thế nào vậy vì sao thương thắng lại nhắm mắt lại lẽ nào thương thắng từ bỏ rồi không đúng hắn là đang đón đỡ đòn tấn công chuyện này cũng quá hoang đường rồi thế mà thương thắng lại dựa vào nhận biết đã né tránh tấn công của phóng thiếu gia mọi người nhao nhao lâm vào kinh ngạc chỉ có dịp phong dương khóe miệng lên đúng lúc này đột nhiên trên người thương thắng bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người cỗ khí thế này phong mang tất lộ giống như tràn đầy kiếm khí sắc bén không thể trốn nỡ đột nhiên trong lòng tư đầu phóng trầm xuống nhìn thấy trạng thái quỷ dị của thương thắng hắn ta quả quyết tiếp tục tăng cường tấn công lại là từng tiếng leng cang hiện trường tia lửa tung té, đao kiếm ngang dọc ánh sáng lạnh thấu xương một khắc sau trong cơ thể thương thắng phát ra một trận tiếng trầm đục oanh khí tức của hắn theo đó kéo lên một đoạn dài cái gì tư đồ gia chủ và mọi người của tư đồ gia nhao nhao không kìm được đứng lên bọn họ vô cùng khiếp sợ không thôi tất cả đều đang trợn mắt há mùng, đây thương thắng này vậy mà lại đột phá trong chiến đấu không sai cảnh giới của hắn đã ngang bằng với phong thiếu gia đều là cảnh giới võ sư tầng 7 thiên tài mà thương thắng là một thiên tài không chỉ có thể lấy yếu chống mạnh đỡ được mấy trăm chiêu còn có thể dựa vào nhận biết chiến đấu mà lại vẫn có thể lâm trận đột phá ở trong tuyệt cảnh biểu hiện của thương thắng không ngừng líu lưỡi mà tư đồ thái lễ thì nhìn chằm chằm thương thắng ở trên lôi đài lộ ra một bộ dáng vẻ vô cùng kinh ngạc ông ta có thể nhìn ra thương thắng không chỉ là lâm trận đột phá trên lôi đài chiến đấu vẫn kéo dài như trước thương thắng từ từ nhắm hai mắt lại đã từ lúc trước bị động nghênh địch biến thành địa vị ngang nhau cùng với tư đồ phóng hai người đánh đến có đi có về kiếm pháp huyền diệu kia khiến cho tư đồ phong trong lúc không kịp chuẩn bị nên bất ngờ trên người nhiều thêm mấy đạo vết thương của kiếm tư đồ phong nghiến giang miến lợi hắn ta mở chừng hai mắt vằn từng tia máu cô nén đau đớn bất ngờ chém về phía thương thắng mọi người vừa mới thở phào lập tức lại lần nữa lâm vào bên trong chấn kinh không đúng thương thắng không chỉ đột phá hắn còn giống như là đang tự mình lĩnh một kiếm chiêu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một khác sao tiếng nghị luận một chút bối rối giống như sóng biển đánh về phía lôi đài tư đầu phóng chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng khó nhọc nhưng lại không cách nào dùng đao khí thương tổn được đến thương thắng một chút nào sự khinh miệt lúc trước của hắn đối với thương thắng đã không còn sót lại chút nào thay vào đó là sợ hãi bây giờ trạng thái của thương thắng khiến cho hắn ta cảm nhận được áp lực lớn lao tiếng nghị luận giống như sóng biển cũng không hề ảnh hưởng đến thương thắng hắn đi vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu trong đầu thương thắng vô số kiếm chiêu bắt đầu tự mình nhảy múa tuy hắn không mở con ngươi ra nhưng tấn công của tư đầu phóng lại chiếu vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng mà mỗi một lần tấn công đến thương thắng đều có thể dùng đánh điểm nâng đâm chén say quét hóa giải những kiếm chiếu cơ sở lít này giống như hòa làm một thể cùng với hắn làng bản thân thương thắng thật sự giống như là một bảo kiếm sắc bé nhất trong lúc tâm niệm quay nhanh thương thắng theo bản năng dần chìm vào cảnh đẹp ở bên trong loại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu này thương thắng đánh cho tư đầu phóng liên tục bại lui xu thế suy sụp lúc trước hoàn toàn quét sạch sau đó chính là vạn tia kiếm ý ngang dọc dưới sự liên tiếp tấn công cuối cùng thương thắng cũng hiểu rõ hóa ra đây chính là người kiếm hợp nhất một khác sao đột nhiên thương thắng mở hai mắt ra trong con mắt của hắn giống như có kiếm quang hừng hực muốn tràn mi lao ra ngoài chỉ thấy thương thắng bất ngờ vọt lên trong tay cầm trường kiếm phi thân chém xuống trang phục màu đen kia của hắn phát ra âm thanh mãnh liệt vang vọng kiếm ý của hắn vạch phá bầu trời phát ra tiếng ong ong đít tai đàng một tiếng vang vọng giống như chuông đồng làm chấn động tâm thần của mọi người khiến sống lưng bọn họ phát lạnh trường đao của tư đầu phóng bị chém thành hai nửa đinh trường đao vỡ vụn rơi xuống bên thiên tảng đá xanh tư đầu phóng chỉ cảm thấy cổ mình truyền đến một trận lạnh buốt trong chớp mắt một cố ý lạnh lan tràn đến tứ chi của hắn ta khiến cho lông tơ của hắn ta dự đứng con ngươi kịch liệt co vào đây là cảm giác của cái chết lúc này trường kiếm tràn đầy vết nứt kia của thương thắng đang kề vào cổ của tư đầu phóng ánh mặt chiếu chiều phản chiếu trên trường kiếm phản xạ ra hồng mang khiến cho cả người tư đầu phóng không kìm được run rẩy lòng bàn tay của hắn ta lạnh bút tê dại máu tươi xuôi cho đoạn đao nhỏ xuống dưới đất trong nháy mắt hiện trường lặng ngắt như tờ lâm vào một bầu không khí yên tĩnh quỷ dị ngươi thu rồi thương thắng bình thản nói ra câu kia đánh vỡ sự yên lặng chết chóc ở trong trường diễn võ tiếng kinh ngạc huyên náo bao trùm đất trời đánh đến trường đao của tư đồ phóng ở trong tay trượt xuống dưới đất giờ khác này ý chí chiến đấu của hắn bị lạnh giá kia quét sạch không còn một chút nào thương thắng ngươi thắng rồi tư đồ phóng hữu khí vô lực nói tiếp đó tư đồ phóng quay người hiêu quạnh nhảy xuống lôi đài đi xa bóng lưng vô cùng hiêu quạnh tư đồ thanh y chảy ra dòng nước mắt nóng kích động nàng không quan tâm phụ thân ở bên cạnh hắn cũng không quan tâm ánh mắt của tộc nhân nàng mạnh mẽ đứng dậy nhau về phía thương thắng ôm trầm lấy thương thắng giúp vào trong ngực hắn nước mắt của tư đồ thanh y giống như là đập chứa nước mở nắp không ngừng rơi xuống tâm tình của nàng quá mức phức tạp cao hứng xúc động nhưng mà sợ ủy khuất, mỏi mệt, thoải mái, đủ loại tâm tình, toàn bộ tích tụ lại hóa thành dòng lệ nóng hổi mà óng ánh, róc rách rơi vào bên trên lực thương thắng, thương thắng buông lòng trừ kiếng, dùng hai tay ôm lấy tư đồ thanh thi người mà mình thích vào trong lòng, cô nương này, chính là người mà hắn muốn chăm sóc một đời một kiếp, chính là người mà hắn muốn dùng sinh mạng để bảo vệ. Hắn để mặc cho nước mắt của tư đồ thanh thi chảy xuôi qua miệng vết thương của mình, loại đau nhói này khiến hắn ghi nhớ kỹ giờ khắc này, tình cảnh này vào trong lòng, Tất cả mọi người đang đứng nhìn đôi bích nhân này, có người lên tiếng mạnh mẽ lên án. Có người bắt đầu chúc phúc, có người cảm động sâu sắc, có người âm trầm im lặng, âm trầm im lặng. Đương nhiên chính là tư đồ gia chủ, tư đồ thái lễ, mà dịch phong chỉ dương khóe miệng lên. Tất cả những điều này không khác nhiều với dự đoán từ trước của hắn. Nhớ năm đó những người đi theo dịch phong hắn, có người nào không phải cự phách một phương, có người nào không phải là cường giả trí cao trong tinh không. Huyết mạch bọn họ để lại, sao có thể là mầm mống phế vật chỉ là 10 vạn năm mà thôi. Huyết mạch cừu giả truyền thừa sao có thể bị mai một như vậy? Sao có thể bởi vì thế mà cắt đứt? Kim Lân sao có thể là vật trong ao, nạp một lần mua gió biến hóa thành rồng? Tiên tổ Thương Thắng từng là một con rồng khổng lồ, bây giờ, Thương Thắng cũng là cá vượt long môn. Tiếp đó, Diệp Phong bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Lễ, lạnh nhạt nói: "Thương Thắng đã chứng minh được bản thân mình, chung quy ngươi cũng sẽ không còn có ý kiến gì khác đúng không?" Tư Đồ Thái Lễ chậm rãi lật đầu một cái, tiếp sau đó thở dài một tiếng, sau đó ông ta đứng dậy đi thẳng lên trường diễn vỡ tư đồ thái lễ vừa đi vừa nói xin lễ không cần nữa mời đạo hữu thu về chỉ cần đạo hữu bảo đảm tiểu tử kia sẽ không thay lòng đổi dạ đối với con gái ta là được rồi lời nói của tư đồ thái lễ không nặng không nhẹ nhưng rơi vào trong đầu thương thắng và tư đồ thanh nghi lại giống như kinh lôi nổ vang trời cuối cùng bọn họ cũng dọn sạch hết trở lại cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau thương thắng đỡ lấy khuôn mặt đẹp của tư đồ thanh nghi lên hôn đẹp một cái lên đó lập tức khuôn mặt trứng ngỗng của tư đồ thanh y đỏ bừng lên giống như một quả đào mật chín đi thanh y chúng ta đi cảm ơn dịch phong đại ca tư đồ thanh y lau đi nước mắt kệ thùng gật đầu vâng theo hai người đi đến trước mặt dịch phong châm miệng một lời cảm ơn dịch phong đại ca đã thành toàn dịch phong mỉm cười ôn hòa nụ cười giống như gió xuân thổi hiu hiu giống như là ánh nắng ấm áp không cần cảm ơn ta may mà có bản thân các ngươi kiên trì cũng là dựa vào bản thân thương thắng có bản lĩnh thật sự cả mặt thương thắng lộ ra vẻ ngại ngùng may mà có diệp phong đại ca chỉ bảo ta luyện kiếm, xây dựng lòng tin cho ta. nếu không chỉ dựa vào chính ta, thì không thể nào đánh bại được cường địch giống như tư đồ phóng, càng không thể nào lâm trận đột phá lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. diệp phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo vai của thương thắng, dịu dàng nói, được, vẫn là ngươi củng cố tu vi trước, cận tiện ở cùng với người tình nhỏ của ngươi một chút. một màu đỏ tươi ở trên mặt tư đồ thanh y vừa mới rút đi, lại lần nữa nổi lên ta đi về nấu cho ngươi một chén canh ngà trước dịch phong cười nói tiếp đó tự mình rời đi đúng vào lúc này tư đồ thái lễ ngồi xếp bằng ở trong phòng mình trong đầu bất ngờ xuất hiện một đoạn truyền âm Xính lễ lúc trước còn đang ở trong sánh tự mình đi nhận thư gia muốn cầu hôn sao có thể thiếu mất xính lễ ra dáng lời nói của dịch phong bên trong vẻ bình thường mang theo uy nghiêm không cho phép chen vào đoạn truyền âm này giống như pháp âm khiến cho trái tim của tư đồ thái lễ run rẩy kịch liệt đồng thời ông ta nhìn tiếng cười nói vui cười trong viện làm cho vị làm cha này ngẩn người, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Giờ khắc này, ông ta mới xem như hoàn toàn đón nhận chuyện này, thời gian cứ như trải qua từng ngày, tiên tĩnh mà an lành. Sau khi tỉ thí cùng với tư đồ phóng, thương thắng dần dần có được sự công nhận của tất cả mọi người tư đồ ra, dù sao. Tuổi tác của tư đồ phóng so với thương thắng nhiều hơn mấy tuổi, trong khi tỉ thí, tất cả mọi người nhìn thấy thương thắng từ từ nhắm hai mắt, dựa vào nhận biết tránh né một màn tấn công, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy thương thắng lâm trận lĩnh ngộ phá cảnh lúc này mới phát hiện tuy thương thắng xuất thân đói rét nhưng là thiên tài kiếm đạo lợi hại không chỉ như vậy phía sau thương thắng còn có một thương thắng không có nhân tính bảo bối hắn đưa đến giống như là đang ném rác vậy nhiễm binh khí công pháp kia quả thực là rất có ích lợi đối với tư đồ gia thật ra chủ yếu nhất thái độ của gia chủ tư đồ thái lễ đối với thương thắng mặc dù tư đồ thái lễ không có nói thêm gì nhưng ông ta đã sắp xếp tục nhân xử lý hôn lễ của con gái và Thương Thắng, đây chính là hành động ủng hộ của bên trên, Tuy ngoài miệng không nói. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, Tư Đồ Thái Lễ rất hài lòng với người con rể này, Thương Thắng vẫn có lòng sợ hãi đối với Tư Đồ Thái Lễ, đây là áp lực tâm lý của người thân làm con rể, có loại cảm giác làm tặc, người ta người con gái vần mười mấy năm, Trước mắt đã bị cướp đi. Trong lòng người làm phụ thân như Tư Đồ Thái Lễ nhất định là không dễ chịu, nhưng không dễ chịu thì có cách gì đây? Trai khôn dựng vợ gái lớn giả chồng huống hồ thương thắng đúng là cực kỳ ưu tú ngày hôm đó tư đồ thanh y dẫn theo thương thắng đến kính trà cho phụ thân đó cũng không phải trà đổi giọng mà là hành lễ thông thường vì để cho hai nam nhân thân cận nhất rút ngắn khoảng cách phương thức chung sống giữa chửi bối và vãn mối nạc ở hình thức và lễ nghi thương thắng dưới sự giáo dục của tư đồ thanh y hắn tấn cung tất kính đối với cha vợ của mình hắn có chút ăn nói vụng về và căng thẳng nhưng cũng bình tĩnh nói ra từ ngữ khích lệ cha vợ ví dụ như khí độ sư nhiên uy phong lẫm liệt bất động như núi tư đồ thái lễ im lặng ngưng nghẹn ông ta thiếu chút nữa phun trà vào mặt tên ốt con này nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ của hắn ông ta lại không kìm được cảm thấy rất buồn cười nhớ năm đó thời điểm tư đồ thái lễ ở chung cùng với cha vợ mình so với thương thắng hiện tại cũng không khá hơn chút nào tư đồ thái lễ bỏ cốc trà xuống kiềm chế đủ loại tâm tình trong lòng ông ta từ tốn nói được rồi hai đứa đi chuẩn bị hôn sự đi thiếu cái gì đi tìm quản gia là được đúng rồi thương thắng hôm nay dịch phong tiên sinh có cùng con đến phủ không nếu như thương thắng đã trở thành người trong nhà lại biết rõ lai lịch của dịch phong bất phàng vì thế đương nhiên tư đồ thái lễ cũng sửa giọng cách xưng hô dịch phong đại ca đến rồi thương thắng đáp tư đồ thái lễ khẽ gật đầu nói ồ oh, ta vừa vặn có việc muốn thương lượng với dịch phong tiên sinh dứt lời phu thê trẻ dẫn đường phụ thân ba người đi qua hành lang trong viện đi tìm dịch phong trên đường đi các ngươi trong phủ tư đồ giang đành kết hoa bố trí trang trí vô cùng vui mừng trụ đứng, không cửa sổ đều được dán chữ hỉ đỏ thẫm, hàn lang, không cửa đều cho lên đèn lồng đỏ thẫm, bên trong toàn bộ phủ tư đồ tràn đầy bầu không khí vui mừng, trên mặt mọi người đều mang tha nụ cười sán lạn, trong tay đám trẻ con hoặc ít hoặc nhiều, đều cầm mấy viên kẹo, mấy đứa trẻ đuổi nhau đùa giỡn, bầu không khí sôi nổi, ngày bình thường, gia giáo của phủ tư đồ vô cùng nghiêm khắc, những đứa trẻ này cũng nhịn gần chết, bọn chúng xem như tìm được một cái lý do, có thể thoải mái vui đùa ở trong phủ nhưng khi nhìn thấy tư đồ thái lễ đi qua toàn bộ bọn chúng đều sẽ đứng ở một bên cuối đầu không dám lên tiếng, sợ bị gia chủ của trách. Tư đồ Thái Lễ chỉ là mặt không biểu cảm nhìn mấy đứa trẻ một chút, cũng không còn nói thêm cái gì. Nhưng túc và không giận tự uy là khí thế vốn có của người làm gia chủ như ông ta. Nhưng bây giờ có việc mừng đến, Tư đồ Thái Lễ cũng muốn để cho con cháu gia tộc buông lòng một chút, ăn mừng vui vẻ. Dù sao nội tâm bị đè ép kìm nén thật chặt cũng không phải chuyện tốt, khổ nhàn kết hợp với nghỉ ngơi mới có thể làm ít công to. Đợi sau khi gia chủ đi qua mấy đứa trẻ nhìn thấy gia chủ không cổ trách vừa mừng vừa sợ lại lần nữa quậy náo tiếng cười ha 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 vang lên gió nhảy khẽ vuốt ve vải màu đỏ từ trên xuống dưới phủ tư đồ đều một mảnh vui mừng a lành rất nhanh ba người tư đồ thái lễ đã tìm được dịch phong ở tiền viện dịch phong vẫn là mặc một bộ áo trắng hắn chỉ nhàn nhạt ngồi trên bàn đá uống trà thỉnh thoảng nhìn kỹ một chút bố trí trong phủ làm sao tư đồ thái lễ có thể không biết tuy dịch phong nhìn có vẻ bình tĩnh thoải mái nhưng trong lòng vô cùng để ý bố trí trong phủ chỉ là trên mặt giả bộ thờ ơ mà thôi. Từ đó có thể thấy được, địa vị của Thương Thắng ở trong lòng Dịch Phong rất nặng. Tư Đồ Thái Lễ đã nghe ngóng lai lịch của Dịch Phong qua con gái, khi biết Dịch Phong chỉ là cùng nhau đi nhờ xe ngựa nhà mình để đến Hoa Thành, sau đó lại ở trong nhà của Thương Thắng, Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy chuyện gặp ngẫu nhiên này có chút cố ý, loại chiêu cố của trưởng bối đối với vãn bối này, không giống đầu nước gặp nhau, mà càng giống là cố ý làm ra. Lúc trước theo như lời nói của Dịch Phong vào thời điểm cầu hôn, cũng khiến cho Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy có lẽ dịch phong quanh biết trưởng bối của thương thắng liên quan đến tất cả những điều này tư đồ thái lễ cảm thấy trong lòng mình biết là được rồi không có không thức thời đi hỏi thăm dịch phong ai mà không có một vài bí ẩn không muốn người khác biết hú chi dịch phong nhìn có vẻ vô cùng bất phàm tư đồ thái lễ chắp tay với dịch phong ngồi xuống bên cạnh dịch phong dịch phong khẽ gật đầu ra hiệu với ông ta phu thê trẻ đang muốn rời đi lại bị tư đồ thái lễ gọi lại hai đứa ở lại một chút vâng Đi thế phu thê trẻ rất cung kính đứng ở bên cạnh dịch tiên sinh có lẽ thân thế của thương thắng ngài cũng hiểu rất rõ hôn nhân đại sự từ xưa là mệnh lệnh của phụ mẫu lời của mai mối ta cả van coi ngài giống như trưởng bối của thương thắng để làm chứng hôn cho đôi trẻ này phu thê trẻ lần lượt vật đầu biểu thị tán thành đối với lời nói của tư đồ thái lễ thương thắng dùng ánh mắt mong chờ cả mặt khẩn cầu nhìn diệt phong diệt phong nhìn đôi phu thê trẻ một chút mà lộ ra nụ cười trong lòng vui mừng đương nhiên là không có vấn đề phu thê trẻ thương thắng vô cùng vui mừng treo như hai người nghĩ nếu như không có Dịch Phong đại ca, hai người bọn họ xác suất lớn là không cách nào ở bên nhau, càng không thể nào thành hôn. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích Dịch Phong, nhất là Thương Thắng. Dịch Phong đại ca không chỉ cho hắn tiền, chỉ điểm hắn, huyên bảo hắn, còn làm chỗ dựa cho hắn, mặc dù trong miệng Thương Thắng gọi Dịch Phong đại ca. Nhưng trong lòng Thương Thắng đã sớm coi Dịch Phong giống như phụ thân. Tư Đồ thái lễ mỉm cười liên tiếp gật đầu, tuy ý nghĩ của ông ta không đơn thuần, nhưng cũng là vì suy nghĩ cho đôi phu thê trẻ này, dù sao nếu như dịch phong làm người chứng hôn thì đại biểu sau này dịch phong sẽ chiêu của đôi phu thê trẻ này có loại đại lão không có nhân tình nào như dịch phong này làm chỗ dựa trong nghe mắt cảm giác trọng trách trên vai tư đồ thái lễ đã nhẹ đi rất nhiều phù tư đồ chuẩn bị hôn lễ có thể nói yêu cầu rất cao muốn mọi thứ hoàn hảo vì thế chu kỳ thời gian chuẩn bị hôn lễ có chút hơi dài trong khoảng thời gian này dịch phong vẫn giống như trước kia mỗi ngày khi trời trưa sáng hắn sẽ dậy thật sớm ngồi ở bên cạnh bàn đá trong tiểu viện hướng dẫn thương thắng luyện kiếm sau đó hắn sẽ đi chợ mua đồ ăn. Làm cho thương thắng một chút đồ ăn hắn thích ăn. Khác biệt chính là cơm trưa và cơm tối đều sẽ nhiều thêm một đôi bát đũa. Tư đồ Thanh Nghi chưa xuất ra. Mỗi ngày đều sẽ đến cửa ăn trực, tư đồ Thanh Nghi đối với chủ nệ của Dịch Phong đại ca, có thể nói là khen không rước miệng, gia thế của tư đồ gia nàng có đầu bếp chuyên dụng, nhưng vẻ ngoài của món ăn không bằng đồ ăn của Dịch Phong đại ca thì thôi đi. Về mặt khẩu vị, kiểu dáng còn thua kém rất lớn. Điều này khiến cho Tư Đồ Thanh Thi hơi có chút oán trách đối với đầu bếp của nhà mình, cũng bộc phát cảm thấy trùng nghệ của Dịch Phong đại ca kinh người, bởi vì có cái gọi là có qua có lại, sau khi biết Dịch Phong đại ca thích uống rượu, Tư Đồ Thanh Nhi càng là cầm theo rất nhiều rượu ngon của phủ Tư Đồ, trong đó không thiếu nữ nhi hồng mà phụ thân nàng chôn dưới lòng đất gần 20 năm, điều này khiến cho Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy một trận thịt đau, nhưng khi ông ta biết được là Dịch Phong muốn uống, hắn cũng không nói thêm cái gì, Tư Đồ Thái Lễ chỉ cảm thấy câu nói kia rất có đạo lý. Ngả con gái ra ngoài chính là bát nước hất đi đây là còn chưa rớt giá đã rút ngày không ngừng tặng đồ vào trong nhà thương thắng đây là một loại hạnh phúc bất đắc dĩ diệt phong cũng không khách khí nếu nhi hồng 20 năm này vào miệng rượu nhẹ mùi rượu thuần hậu dư vị kéo dài là rượu ngoan không thể có nhiều có lẽ không sánh được với rất nhiều rượu hắn đã uống nhưng nặng ở có mùi rượu ngon diệt phong đại ca thích là được rồi uống xong ta lại truyền cho huynh một chút được sau khi cơm nước no nề diệt phong nhìn về phía thương thắng ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến mấy ngày nữa sẽ trở lại thương thắn ngươi luyện kiếm cho thật tốt đừng bởi vì không có ta giám sát mà lười biếng yên tâm đi dịch phong đại ca nhưng hôn sự của chúng ta còn có người ngày. huynh đây là muốn đi nơi nào đến lúc đó kịp về không thương thắng lo nghĩ hỏi dịch phong cười cười ôn hòa nói yên tâm đi ta trở về kịp nói xong dịch phong đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì bước chân dừng lại nói đúng rồi thiếp mời đại hôn của hai người cho ta mấy bản tư đồ thanh chi lập tức cầm đến mấy tấm thiếp mời đã viết xong cung kính đưa cho diệp phong sau khi tạm biệt đơn giản diệp phong cầm theo rượu ngon mang đến dạo bước đi ra khỏi tiểu viện biến mất ở trên đường phố hoa thành bầu trời đầy sao chiếu sáng rực rỡ bọn chúng hợp thành tinh hà xa xôi ở nơi cuối cùng của tinh hà xa côi có một ngôi sao ảm đạm nó no ở trong tinh hà xa xôi giống như một hạt bụi rất không đáng chú ý dịch phong đứng ở trong hư không đứng ở trên viên tinh cầu này, cảm nhận sự căn cỗi của nó, cảm nhận dáng vẻ gian nua của nó. Tiếp đó, Dịch Phong chậm rãi dậm chân, đến gần viên tinh cầu này hơn. Đúng lúc Dịch Phong đang muốn đi vào viên tinh cầu này, một cố sức mạnh cường đại phả về phía mặt Dịch Phong, nó đang kháng cự người ngoài, chuẩn bị trục xuất tất cả người có ý định đi vào viên tinh cầu này. Một âm thanh giàn nuột thuận theo cỗ sức mạnh này truyền đến, đám người không liên quan, đừng vội tự tiện xông vào nơi này. Cút đi. Thanh âm giàn nuột này rất không khách khí, nhưng Dịch Phong không bởi vì đối phương vô lúc mà tức giận, Hàn Yên lặng đứng ở bên ngoài tinh cầu, cao giọng nói: "Ta Chu Du Tinh không đi qua nơi này, thấy đạo hữu lại loi một mình thật là cô độc, nên đến bái phòng kết giao, nếu như có điều gì quấy nhiễu, xin đừng trách." Sau một hồi lâu, âm thanh giả nô kia lại vang lên lần nữa. Lần này ngược lại không giống vẻ không khách khí giống như lúc trước, nhưng ngữ khí vẫn là rất nặng, vùng đất này nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, để tránh rước họa vào thân." Dịch Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hình như cũng không chuẩn bị nghe lời khuyên nhủ này, mà là trực tiếp xông vào trong đó. Hắn giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng đáp vào bên trên vùng đất cằn cỗi, đi đến bên cạnh lão giả vừa mới lên tiếng nói chuyện, chỉ thấy nơi ánh mắt hắn chiếu đến, đầy vết thương. Khắp nơi đều là đá nhỏ và hố sâu, nơi này trên mặt đất tràn đầy cát đá. Bụi đất màu đen, không có một tia màu xanh biết này, cũng không có chút sức sống nào đáng nói. Trên mặt đất ở phía xa, dùng mắt trần cũng có thể nhìn thấy còn có mấy đạo gió lốc cao đến mấy trăm trượng bọn chúng cuốn sạch nơi hoang vu ở trên tinh cầu tuy tính tàn phá bốn phía mảnh đất trời này cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy sao trời nhưng bụi đất thầu trời khiến cho bầu trời nhìn có vẻ giống như bị mây đen bao phủ lôi đình không ngừng lấp lóe nổ vang nhưng chưa từng có mưa rơi xuống thuận theo mặt đất khô cạn để nhìn có lẽ nơi này vô cùng hạn hán lão giả bên cạnh dịch phong ngồi xếp bằng trên mặt đất khô cạn dường như loại hạn hán này cũng ảnh hưởng đến ông ấy tóc tai ông ấy bù xù da bọc lấy xương rất giống một cây dương dạ khuyết thiếu mưa móc sắp khô héo cũng giống như đến tàn trong gió lập loay theo gió ở nơi này tao dài hơi tàn lão già nhìn thấy dịch phong không nghe lời chào hỏi của mình trực tiếp xông vào làm ông cảm thấy tức giận muốn lên tiếng quát lớn nhưng dịch phong lại dành trước một bước nói đạo hữu đến cũng đến rồi có nói thêm nữa thì có ý nghĩa gì chứ nói xong dịch phong lấy rượu ngon món ngon ra bày ở giữa hắn và lão già chẳng qua là quá nghiện rượu thiếu một người có thể uống rượu với nhau vừa đúng lúc đụng phải đạo hữu lẽ nào đạo hữu không muốn uống với ta mấy ly cánh mũi lão giả đánh động một cỗ hương vị rượu thịt bị hút vào bên trong phổi của hắn đây là mùi rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được hắn chỉ cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu nhúc nhích nước bọt bắt đầu bài tiết lão giả nuốt ngụm nước bọt ánh mắt lập tức sáng lên cả mặt lão giả lộ vẻ thèn thuồng nhưng đang cố gắng áp chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình lão giả đã không nhớ rõ bản thân mình đã ở đây bao lâu từ sau khi lão già đóng ở đây thì chưa từng ăn một chút cơm nào càng chưa từng thưởng thức qua rượu ngon nữa không có gì nghi ngờ rượu ngon thịt ngon này khiến cho lão già thèm nhào rãi bởi vì có cái gọi là thực sắc tính dã đây là thiên tính và bản năng của nhân tộc tuy lão già có thể không cần ăn cơm nhưng loại món ngon đưa đến cửa chân tù này ông không kịp chờ đợi đã muốn ăn như gió cuốn một hồi dù sao loại rượu thịt đưa đến cửa này có thể mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng sẽ không có lần nữa lão già liếc nhìn dịch phong cảm thấy tướng mạo của vị thanh niên này không tệ, ngươi vật vô hại, nên mới lên tiếng nói. Ngươi nói cũng đúng, đến cũng đến rồi, vậy thì lão phu sẽ cùng với ngươi uống hai ly, nhưng mà tiểu tử nhà ngươi cũng đừng chạy loạn, tinh cầu này có đồ vật đại hung, rứt lời, lão giả trực tiếp cầm vò rượu lên nuốt chừng uống cạn, hắc. Sảng khoái, tiếp đó lão giả tiện tay bẻ một cái đùi dê, tông bất ngờ cắn mấy cái, miệng đầy dầu bắt đầu nhai nuốt. Chéo kẹt kéo kẹt, lão giả luyến tức nuốt loại mỹ vị nguyên lành này vào, Ông muốn tinh tế nhai nát, nhấm nháp nước thịt ngon lành trong đó. "Nào tiểu hữu, tư phùng chính là duyên phận, lão phu cũng coi như chủ nhà." Mượn rượu của ngươi mời ngươi một ly, Dịch Phong cười cười, cầm một cái vào rượu lên đụng đụng cùng với lão già, tiếp đó hắn cũng rất sảng khoái uống, "Rượu ngon, rượu ngon, lão phu đã rất lâu rồi không được uống qua loại rượu ngon này, quả nhiên là sảng khoái mà." Ha ha ha. Lão già càng ăn càng sung sướng, càng uống càng thoải mái bầu không khí ngăn cách giữa hai người cũng không còn tăng vọt mà dần dần tan rã diệp phong ở bên cạnh vừa uống rượu cùng lão giả vừa nhìn chung quanh hoàn cảnh nheo nhao ẩm ướt thong thả hỏi ngược lại ta rất tò mò vì sao ngươi lại một mình đợi ở đây ông ộc ông ộc ta à, lão giả uống rượu vào miệng rồi nuốt thịt tiếp đó lão giả dùng chính ống tay áo lam lũ của bản thân lao đi mỡ đọng ở khóe miệng lão giả tùy tiện nói tiểu hữu chuyện không nên hỏi ngươi vẫn là đừng hỏi nữa đây không phải là bí mật mà ngươi có thể thám thính, lão phu không nói cũng là vì tốt cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng, tiếp đó hắn hỏi đánh cửa không? Ánh mắt lão giả sáng lên, sàng khoái nói được, mau tới làm hai ván. Diệp Phong đẩy rượu thịt sang một bên, Ung Dung lấy ra bàn cờ để xuống dưới đất, lão giả không kịp chờ đợi, nói ta lấy quân đây, ta đi trước. Ma, lão giả nhanh chóng đánh ra nước cờ đầu tiên, Cúc Dục nói tiểu hữu mau chóng hạ cờ tuy lão phu rất nhiều năm chưa từng đánh cờ với người khác nhưng mỗi ngày ta cũng sẽ ở trong lòng của mình đánh một ván hôm nay sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi thấy rõ ràng lão giả vô cùng tự tin đối với tài đánh cờ của mình đánh cờ với chính bản thân mình ở trong đầu đã thành phương thức giải trí duy nhất để lão giả tiêu hao thời gian diệp phong không nhanh không hậm đặt quân cờ màu trắng xuống hai người càng đánh càng nhanh hạ cờ như bay trên bàn cờ quân đen quân trắng càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc đúng lúc lão già cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay nụ cười đang từng bước từng bước mở rộng diệp phong lại tài tình hạ cờ xoay chuyển xu thế đang dần thua cuộc loại đánh cờ tinh diệu này khiến cho lão già cảm thất rất kinh ngạc lão già chỉ cảm thấy dịch phong là trong lúc nhất thời dự thủ ngẫu nhiên nhưng nụ cười của ông đã chậm rãi chu lại ván này không tính là ta sơ sót vốn dĩ ta đã sắp thắng rồi vận khí của ngươi không tệ diệp phong lấy lòng mỉm cười nói may mắn may mắn hắn lặp lại câu này rất nhiều lần mỗi một lần lão giả đều cho rằng bản thân mình phải thắng nhưng vào thời điểm cuối cùng có thể nào dịch phong vẫn có thể dựa vào một hai bước diệu kỳ ngăn cơn sóng dữ Truyền bại thành thắng điều này khiến lão giả thua đến tâm phục khẩu phục đồng thời lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lão giả cảm khái nói quả nhiên là sóng sau đầy sóng trước làn sóng này mạnh hơn làn sóng trước lão giả dùng mắt ấu vàng của ông quan sát dịch phong chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng ưu tú nhưng cũng vô cùng nội liễng bỗng nhiên một cỗ cảm giác khó hiểu từ sâu trong đáy lòng của ông lão bất ngờ sinh ra đột nhiên ông nhớ đến rất nhiều rất nhiều năm trước có một người lão già hết sức kính trọng cũng là như thế người trẻ tuổi trước mắt này cho ông một loại cảm giác như đã từng quen biết nhưng trí nhớ của hắn lại hết sức mơ hồ người kia vô cùng quan trọng nhưng lão già lại không nhớ rõ được khuôn mặt của người kia lão già che lấy đầu vắt hết óc nhớ lại ông cảm giác trong đầu của mình truyền đến từng trận đau nhức sau khi suy nghĩ rất lâu không có kết quả Ánh mắt của ông sáng rực nhìn về phía Dịch Phong, "Tiểu Hữu, tướng mạo, khí chất, cách ăn nói của ngươi đều khiến ta cảm thấy hết sức quen thuộc, có lẽ ngươi không phải là đơn thuần đi ngang qua nơi đây. Rốt cuộc ngươi là ai?" Dịch Phong mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão già, "Ngươi đi theo ta. Ta có chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi." Nói xong, Dịch Phong tự mình ở bên cạnh lão già lao lên, lão già vô cùng nghi hoặc, sau khi ông hơi suy nghĩ một chút, cũng đi theo lễ vật mà dịch phong nói đến khơi gợi lòng hiếu kỳ của ông muốn ông đi tìm hiểu hư thực hai người đi đến trong tinh không đứng sóng vai bọn họ đứng ở phía xa nhìn tinh cầu cằn cỗi kia no ở trong tinh hà lộ ra vẻ ảm đạm và nhỏ bé khóe miệng dịch phong mỉm cười tay vung lên tinh cầu cảm đạm cần cỗi kia lập tức thay đổi một bộ dáng khác chỉ thấy trên tinh cầu kia các bụi màu đen đều bị quét sạch không còn một dấu vết nào dường như là biến thành một tinh cầu trong suốt óng ánh như lưu ly trong lòng tinh cầu giam cầm một con ma lao màu đen to lớn hình thể ma long kia to lớn mở rộng ra thậm chí có thể cuốn tinh cầu này đến vài vòng nhưng mà lúc này ma long đã không có bất luận sức sống nào lão giả thấy thế lập tức vô cùng hoảng sợ thân thể vầy như que củi kia của lão giả không cầm được run rẩy bộ ngực da bọc xương kia phọc phồng kịch liệt lão giả lên miệng thở gấp nói ma long thế mà ma long kia lại chết rồi ngữ khí của lão giả tràn ngập chấn kinh và kích động bất luận lời nói gì cũng không thể biểu đạt được tâm tình hiện tại của ông lão già đóng giữ ở tinh cầu này vô số năm chính là vì để trấn áp ma long này vì trấn áp ma long ông đã rời khỏi người thân bằng hữu giống như ma long vậy bị lưu đày bị giam cầm ở trên tinh cầu này làm bạn với lão giả chỉ có bão cát vĩnh hằng và cô độc vô tận tình cảm của lão giả đã từng bước phai nhặt trí nhớ của ông đều đã từng bước mơ hồ tính mạng của ông cũng đang từng bước từng bước trôi đi nhưng từ đầu đến cuối lão giả đều chưa từng hoài nghi tín ngưỡng của bản thân mình bản thân lão giả chưa từng dao động quyết tâm đóng giữ ở nơi này lúc này Ma Long năm đó không cách nào sát chỉ có thể phong ấn thế mà lại đã chết. Điều này đại biểu cho, lão giả tự do rồi, ông không còn bị Ma Long trói buộc, không còn cần lẻ loi hiu quạnh ở nơi đây. Không biết thân bằng hào hữu của lão giả còn có mấy người khỏe mạnh, vô số tình cảm cứ giống như cây khô gặp được mùa xuân. Tiên lạng này mầm ở trong lòng lão giả, từng bước nở rộ, ánh mắt của lão giả sáng rực nhìn về phía dịch phong, tinh thần cũng khỏe mạnh hơn mấy phần. Lão giả sợ hãi than nói, xin hỏi rốt cuộc đạo hữu là ai, vì sao muốn ra tay giúp đỡ? ngữ khí của lão giả trở nên vô cùng khách khí và cung kính ông đã coi diệp phong giống như ân nhân của mình diệp phong bình tĩnh nhìn tinh cầu cần cỗi kia bây giờ đã trở thành tinh cầu trong suốt hắn nhẹ nhàng phất tay áo chớp mắt thứ ở giữa tinh cầu kia tan thành mây khói biến mất không còn tăng tích thậm chí ngay cả âm thanh cũng không truyền ra diệp phong cảm khái nói năm đó may mà còn có các ngươi chính là bởi vì các ngươi phấn đấu quên mình không tức khi sinh bản thân chống lại mọi tộc vô số năm tháng mới có thể nên đón thắng lợi cuối cùng Lão giả nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, lúc này tâm tình ông vừa mới bình tĩnh lại lần nữa nhấc lên sóng gió to lớn, những câu chuyện cũ đã phủ bụi ở trong đầu lão giả, giống như là hình ảnh phản chiếu lướt qua trước mắt lão giả, trí nhớ của ông chậm rãi quay trở về thức hải, lão giả cẩn thận quan sát dịch phong, kích động lên tiếng, âm thanh run rẩy nói: "Này, mày là?" Lão giả nhìn khuôn mặt như khắc kia của dịch phong, cố cảm giác quen thuộc đó bộc phát nồng động, toàn bộ ký ức đã phủ bụi của lão giả thức tỉnh, khuôn mặt của dịch phong và khuôn mặt ở sâu trong nội tâm lão giả chậm rãi chồng lên nhau trong chớp mắt lão giả đã nhớ lại tất cả lập tức nước mắt của lão giả chảy ngang khóc không thành tiếng ông quỳ dạp xuống hư không quỳ sát trước người dịch phong nước nở nói lý đạp bái kiến chủ thượng bái kiến chủ thượng lão nô không nhận ra chủ thượng xin chủ thượng đứng trách cứ từng cảnh tượng trước kia lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu lão giả lão giả các huynh đệ quyết tâm chiến đấu huyết chiến với ngoại tộc mọi người phong ấn ma long Lão già Sung Phong nhận việc ở lại nơi này đóng giữ, vô số năm tháng trôi qua, hình ảnh trước mắt từng bước từng bước lặp lại tuần hoàn, 10 vạn năm, một cái chớp mắt ấy, thế mà đã là người vạn năm, đại chiến kinh thiên động địa kia phảng phất như mới đang ở ngày hôm qua. Khuôn mặt của những người đồng bạn cùng với ông Dũng cảm huyết chiến giết địch vẫn còn trẻ tuổi, nhưng bây giờ, lão giả đã là người gần đất xa trời, mặt mũi nhăn nhau lý đạp không ngừng thổn thức, đồng thời cũng vô cùng phấn chấn, bởi vì lão giả nghe được vừa rồi chủ thượng nói đến thắng lợi đây chẳng phải là mục tiêu của bọn họ sao đây chẳng phải là thứ đã chống đỡ lấy lão giả giữ vững quyết tâm đóng giữ ở nơi này 10 vạn năm như một sao hoàng sa bách chiến mặc kim giáp không pha quân giặc cuối cùng không trả đóng giữ 10 vạn năm như một bây giờ nên đón chủ thượng đích thân đến điều này nói rõ chủ thượng cũng không hề quên ông điều này nói rõ chủ thượng công nhận hành động đóng giữ của ông kích động thích thú phiền muộn cảm động tưởng niệm đủ loại tâm tình hợp thành dòng nước ấm chăn lập trong khoang mũi và hốc mắt của lý đập cả người lão già không cầm được run rẩy nhẹ nhẹ lão già lệ rơi đầy mặt khóc ròng, tâm tình nên đón sự bùng nổ lớn nó giống như một toàn núi lửa bị đè nén 10 vạn năm cuối cùng cũng bùng nổ phun ra tích tụ đầy động vào ngày hôm nay trong lòng lão già mơ hồ bàng hoàng bất lực tất cả mọi thứ đều bị quét sạch không còn bóng dáng dịch phong bùi ngùi mãi không thôi xúc động trong đáy lòng cũng cuồn cuộn giống như sóng chiều có cảm kích kính trọng đối với lão tướng không cầu lợi này có ái náy đối với sự hy sinh của bọn họ, có kính nể đối với sự người vạn năm như một của Lý Đặc, có tức hận và hoài niệm đối với đồng bạn đã chết đi. Diệp Phong bình tĩnh lại suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng đỡ Lý Đạp dậy. Ôn nhiều nói. Những năm này, vất vả cho ngươi rồi, Lý Đạp dùng tay áo làm lũ, lau sạch mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ông cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, nói. Không vất vả, không vất cả, có thể, có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân. Những thứ này đều không tính là gì, đây đều là điều mà chúng ta nên làm dịch phong chỉnh ngay ngắn áo mũ cho lý đạp hắn mỉm cười nói bây giờ dị ma đã bị diệt tinh không ổn định lan vạn thế giới lớn mặc cho ngươi rong rủi đi tìm một chỗ thật đẹp nhìn ngươi lấy lại sức hưởng thụ cuộc sống này cho tốt việc phong vung tay lên tất cả bệnh tật và mệt mỏi trên người lý đạp đều tiêu tán biến mất sắc mặt của ông từ tái nhợt tiêu tụy chuyển thành đào hồng một cỗ sức sống nồng đậm lan tràn đến tứ chi bách hải của ông chỉ thấy tóc lão giả từ bạc chuyển thành đen trong ánh mắt phóc người khô gầy trở nên cường tráng, tràn lập sức sống, Lý Đạp biến trở lại hình dáng người trung niên vô cùng thích thú và kích động, tông cảm nhận được sức sống bàng bạc tràn đầy năng lượng ở trong cơ thể nên vô cùng vui mừng. Lão giả liên tục cảm tạ chủ thượng, nhưng đồng thời Lý Đạp nhìn tinh không vô tận, như lại lâm vào trong mê mang thật sâu, đóng giữa nơi này vạn năm, tông đã sớm quen thuộc với loại thời gian khô khan này. Cũng đã tạo thành thói quen vốn có. Mười vạn năm qua đi, ông không biết mảnh tinh không này đã phát sinh những biến hóa gì đột nhiên có được tự do khiến ông có chút không biết làm thế nào. Ngược lại ông không biết bây giờ bản thân mình nên đi con đường nào, chủ thượng ta lý đạo muốn nói lại thôi. Ông không biết bản thân mình nên đi nơi nào, ông nhớ đến năm đó từng thầy muốn thầy chết cũng đi theo chủ thượng, ông muốn đi cùng dịch phong. Nhưng lại không dám lên tiếng, sợ bị dịch phong từ chối. Dịch Phong nhìn Lý Đạp, cười nhẹ một tiếng, đưa ra một tấm thiếp mời màu đỏ, không còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ, đừng có đến muộn. Lý Đạp mở thiếp mời ra, nhìn thấy họ ở bên trên, lập tức trong lòng run lên, Lý Đạp xúc động nói. Chủ thượng, đây là hậu nhân của thương gia sao? Dịch Phong gật đầu, sau khi Lý Đạp có được câu trả lời khẳng định của chủ thượng, thì cảm xúc dâng trào, ông nhớ lại nói. Lúc trước khí thế của thương lão ca như hồng, bá đạo vạn cổ, con từng cứu tính mạng của ta. Hổ nỗi trời vét anh kiệt, về sau vì cứu đồng bạn mà bản thân rơi vào trong bẫy oan liệt hy sinh, không ngờ được thương lão ca còn có hậu nhân, thương lão ca còn có hậu nhân thật sự là quá tốt rồi. xem ra năm đó huyết mạch của những lão gia hỏa chúng ta vẫn còn ở đó. lý đạp vô cùng phấn chấn, dường như ông lại dấy lên được nhiệt tình. chủ thượng, ta nhất định sẽ đến đúng lúc. diệp phong mỉm cười gật đầu, nhìn tâm tình của lý đạp tăng vọt, trong lòng của hắn cũng dâng trào một dòng nước ấm. vậy thì ngươi đi thu dọn một chút, chuẩn bị cẩn thận rồi lên đường. nói xong, diệp phong dậm chân rời đi, chậm rãi biến mất ở trong hư không. lý đạp nhìn về phía thân ảnh của diệp phong rời đi cung kính cúi đầu thật sâu. Dưới bầu trời đang mưa nhỏ, tí tách tí tách rơi. Trong sơn cốc lờ mờ sương, phương xa có một đàn có trắng bay qua núi, hợp thành một bức tranh mỹ lệ tuyệt đẹp. Trong làn sương trắng có một sơn trang to lớn như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được hai chữ to tàng kiếm như rồng bay phượng múa ở bên trên. Sơn trang được bảo vệ nghiêm ngặt, thỉnh thoảng trong trang có người cầm kiếm phi lên, đạp không bay qua. Dưới chân sơn trang ngập quỳnh đường nhỏ, có một thân ảnh y phục trắng, tay hắn cầm dù giấy, ánh mắt dịu nhẹ, mở đầu nhìn sơn trang phía trước chân đập mặt đất nhưng lại không dính một chút cát bụi xuyên qua linh trạch nhưng lại không nhiễm một chút mưa bụi một bước của hắn bằng 10 trượng giống như trích tiên hạ phàng khi xuất hiện đã rơi theo thềm đá trước sơn môn chậm rãi từng bước đi lên chỉ sau chốc lát hắn đã đi đến trong sơn trang cho dù sơn trang đề phòng vô cùng nghiêm ngặt nhưng lại không có người nào phát hiện ra ở trong này nhiều thêm một thân ảnh áo trắng hắn một đường đi sâu vào đi ngang qua trường luyện võ hắn nhìn thấy vô số đệ tử của sơn trang đang luyện kiếm nhưng lại chưa từng dừng lại nửa bước đại điện sơn trang đang có cao nhân luận đạo hắn cũng không có mấy phần coi trọng những người này cuộc đời phủ du tất cả những chuyện xảy ra chung quanh phảng phất giống như không có bất kỳ liên quan gì đến hắn hắn giống như là không khí vô hình một sự tồn tại vô cùng chân thực nhưng lại làm kẻ khác nhì không thấu vô ảnh vô hình dường như thế gian này không có bất kỳ sự vật nào có thể dẫn đến sự quan tâm kích thích hứng thú của hắn hắn đi qua hành lang trong viện sau núi của sơn trang lối vào sau núi có một tấm bia đá đứng thẳng sừng sững trên tấm bia đá khác hai chữ lớn cấm địa đỏ tươi dưới hai chữ lớn màu đỏ có hàng chữ nhỏ trên đó viết người xâm phạm cấm địa sẽ chết phòng vệ sau núi so với sơn trang mà nói chỉ có hơn chứ không kém nhưng vẫn như trước không có người nào phát hiện thân ảnh áo trắng đến đây hắn nhàn nhã giống như đi bộ vậy tiên lặng đi qua trước mặt những người thủ vệ này đi đến bên cạnh vách đá ngàn trượng thẳng đứng trên vách đá dựng đứng có một bộ thi hài trắng toát nó bị một thanh lợi kiếm đính ở bên trên vách kiếm quang trong trẻo xương trắng toát cảnh tượng này so với non xanh nước biếc ở chung quanh hiển lệ ra vô cùng không hợp nhau người thanh niên áo trắng thu lại dù giấy lộ ra một khuôn mặt tấn lãng người đến chính là dịch phong dịch phong lăng không rậm chân bay lên đi đến bên cạnh chi hài lơ lửng ngồi xuống hắn nhìn bạch cốt âm y lộ ra một nụ cười ấm áp phảng phất giống như là lão hữu gặp nhau vậy dịch phong nhìn một chút non xanh nước biếc ở chung quanh vừa nói chuyện vừa lấy ra một bộ đồ uống trà hoàn cảnh nơi này cũng không tệ cũng coi như là tụng trung linh dục tú là một nơi động thiên phúc điện dịch phong bày hai ly bạch ngọc lơ lửng ở không trung tiếp đó hắn cầm ấm trà lên đổ nước trà màu vàng óng giống như hổ phách truyền vào trong hai chén bạch ngọc khói lợn lờ bốc lên dịch phong khẽ than nhẹ một tiếng ai có điều dựa vào tính tình của ngươi một mình đợi ở chỗ này lâu như vậy chắc chắn là rất tịch mịch đúng không rút lời ánh mắt dịch phong thuận thao nước trà trong chén truyền rời đến bên trên bài cốt âm u Hôm nay ta đến ôn lại chuyện cũ với ngươi, cũng để cho ngươi cùng với ta uống một chút trà, một trận luồng gió mát thổi qua, giống như đang đáp lại Dịch Phong. Dịch Phong cầm cốc trà lên một hơi uống cạn sạch, ấm áp thơm ngọt tràn vào vòng miệng của hắn, khiến hắn cảm thấy yên bình, càng yên bình thì lại càng nhớ đến trước kia, một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, bất ngờ xuất hiện ở trong đầu Dịch Phong, Dịch Phong phảng phất như lại thấy được, người thiếu nữ đã xinh đẹp thiên chân vô tật kia, giọng nói như chuông bạc của nàng phảng phất như lại vang lên lần nữa vang vọng ở bên tai dịch phong mà dịch phong lại nghe không rõ thiếu nữ đang thổ lộ hết tất cả tâm sự nào dòng nước trà ấm nóng được dịch phong nuốt xuống trong lòng lại dâng lên từ dòng nước ấm khắc nụ cười dịch phong từng bước biến mất ánh mắt của hắn trở thân thâm thúy xa sắng suy nghĩ cũng bị kéo trở lại cảnh tượng cực lâu trước đây đó là một tinh cầu khắp nơi tàn tạ sau trận đại chiến kịch liệt đó vân khí bầu trời bị bốc hơi vô số hố sâu lộ ra dưới ánh nắng mặt trời chói trang khắp nơi tràn lập khói lửa thi thể pháp khí đinh khí đủ loại mảnh vụn tan cốt tán lạc bốn phía ánh sáng mặt trời giống như máu chiếu xuống nhưng lại không khiến cho nơi này có một chút nào sự sống ngược lại khiến cho tinh cầu này càng lộ ra vẻ hoang vu và màu tanh của máu bọn họ vừa mới trải qua một trận ác chiến trên thân thể mỗi người đều để lại thương thế hoặc nặng hoặc nhẹ nhìn có vẻ vô cùng chật vật không chịu nổi nhưng trong đó lại có một thiếu nữ người mặc chiến giáp nàng đang núp ở sau lưng một tảng đá lớn ngôi sủng trên mặt đất soi vào vũng nước do máu đọng lại ở trước mặt chỉnh sửa lại vẻ ngoài và mái tóc của mình bên trong vũng máu khôn mặt của nàng vẫn như trước nhưng lại dính rất nhiều vết máu những vết máu này không biết là của bản thân nàng hay là của người khác thiếu nữ đã cảm thấy chết lặng với sự đau đớn lúc này nàng chỉ muốn trải nghiệm loại cảm giác trang điểm trước gương của người con lái cô hết sức giữ sự tinh xảo cho bản thân mình đây là tu dưỡng của bản thân một người thiếu nữ xinh đẹp cũng là một tâm nguyện của nàng sau khi trải qua đại chiến không có kết thúc thiếu nữ đúng là không thể nào còn có lòng tin rằng bản thân mình có thể sống nàng muốn dung mạo của bản thân càng mỹ lệ hơn một chút đây là sự quật cường cuối cùng của nàng sau khi chỉnh sửa trang điểm xong thiếu nữ đứng dậy vòng qua tảng đã lớn bất ngờ nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu trắng bông hoa nhỏ màu trắng đang đưa theo gió dưới sự củng cố của màu máu chung quanh lộ ra vô cùng thánh khiết mà mỹ lệ thiếu nữ vừa mới chỉnh sửa trang điểm xong lại nhìn thấy loại cảnh đẹp này trong nháy mắt tâm tình của nàng sáng suốt hơn nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào tấm áp giống như nắng ấm mùa đông nàng đi lên phía trước ngồi ở dưới mặt đất cẩn trọng mắt đóa hoa nhỏ màu trắng ngoan cường này thiếu nữ hít hà một cỗ mùi hương nhẹ nhàng nhạt tràn ngập sang mũi của nàng khiến cho tâm thành nàng thanh thản hơn đây là một loại cảm giác đã lâu không thấy thiếu nữ chỉ cảm thấy cả người thoải mái chỉ thấy trên mặt thiếu nữ hiện lên nét vui cười đẹp như hoa rồi cầm bông hoa nhỏ cài lên trên đầu của mình rồi lộ ra vẻ mỉm cười với những người khác một màn này đẹp đến vô cùng không chân thực nhưng bọn họ lại vô cùng chân quý sự tốt đẹp trước mắt này sư muội mới vừa chiến đấu xong muội đã bắt đầu trang điểm rồi quả nhiên vẫn là thích trương diện như vậy như thế mới phù hợp với tính cách của sư muội mọi người cười cười nói nói phảng phất như bọn họ cũng không phải là thân ở trong chiến trường thiếu nữ chống mạnh chừng đôi mắt đẹp lên lộ ra một bộ dáng vẻ khinh thường ba à, mấy người móng heo các huynh thì biết cái gì các huynh không phát hiện được sự tốt đẹp của những thứ này không biết thưởng thức đúng 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 côn trùng thấp bé không đáng lên tiếng chúng ta đều là những hàng tử thô kịch không thể đánh đồng với sư muội trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý nhưng vẫn là như trước là vẻ ngoài xinh đẹp ngạo kiều nàng rơi tầm mắt đi ánh mắt sáng lóng lánh hào quang nói bỏ đi các huynh biết là được rồi sau này chúng ta thắng lợi ta phải đi xem tất cả các cảnh đẹp của thế gian này muốn đi chơi tất cả những chỗ vui thú khắp thiên hạ phải đi ăn đủ loại món hoan ở mỗi tinh cầu còn phải mua rất nhiều châm ngọc phục sức xinh đẹp thiếu nữ tự nói một mình mọi người cũng thuận theo suy nghĩ này tưởng tượng bật cười to bất lờ trong mắt thiếu nữ âm trầm lấp lóe ánh sáng nàng nhìn về phía mọi người miễn cưỡng cười vui nói nhưng mà nếu như muội chết các huynh nhớ vài đưa cho cốt của muội vào biển lớn để cho muội nước chảy bờ trôi nhi khắp các cảnh đẹp ở bên bờ còn phải đưa cho cốt của muội dài khắp trong biển hoa nở rộ để cho muội trở thành chất dinh dưỡng của mặt đất nuôi dưỡng những bông hoa đẹp nở rộ không không chỉ như thế còn phải đưa cho cốt của muội dài khắp tinh hà để cho muội có thể thuận theo dòng chảy của tinh hà nhi khắp tinh không vạn trượng đi liền với mỗi một tấc của tinh không hóa thành phồn tinh trên trời nhưng vậy cũng coi như là không có tiếc nuối thân ảnh mệt mỏi của mọi người càng đi càng xa tiếng cười nói chờ đùa vang vọng của bọn họ cũng theo đó càng ngày càng mơ hồ dịch phong phát hiện dường như hốc mắt của bản thân mình cũng hơi mơ hồ đi có chút ướt át hắn cầm tách trà uống mút xuống đắng chát cuồn cuộn dần dần kéo suy nghĩ của mình về hiện tại trên vách đá này bên cạnh bộ xương trắng âm u đang có ba bông hoa trắng đang nở ba bông hoa trắng này giống như đúc với đóa hoa trắng nhỏ trên mái tóc của thiếu nữ trong ký ức chúng kiên cường mà thành khiết như lại có vẻ hơi cô độc và hiu quạnh diệp phong tiện tay ngắt lấy một bông cầm lên để gần chóp mũi hắn phảng phất như người thấy mùi thơm ngát của đóa hoa kia trong tay thiếu nữ cô mùi hương thanh u này khiến cho hắn giống như bị điện giận thất thần ngắn ngủi tay diệp phong vô thức lấy ra một bình rượu tự dắt tự uống lẩm bẩm mấy câu phảng phất như bộ xương trắng âm u ở bên cạnh cũng có sinh mệnh giống như vị thiếu nữ đáng yêu xinh xắn kia đang ngồi ở bên cạnh hắn, giống hệt như ngày trước, đang chuyên tâm nghe lời của hắn. Giờ khắc này, gió thổi mây rừng, thời gian giống như ngưng lưu chuyển, dường như quay về từng ngày trong quá khứ. Trước đây một vài năm, ta ở phương Nam nhìn thấy một hòn đảo, hòn đảo kia bốn mặt toàn biển, trời trong gió nhẹ, thảm cát bên bờ mềm mại giống như lông cừu vậy, biển ở nơi đó trong suốt không thấy đáy. Mặt biển ở đó gió êm sóng lặng, không chỉ có như vậy, người ở trên đảo đều đến từ một gia tộc rất có truyền thừa, bọn họ kể cho ta rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lịch sử. Hòn đảo đó không chỉ nhân văn, cảnh đẹp cũng rất tốt, các ăn ngon cũng là nhất tuyệt, có điều cũng có một vài món ăn hắc ám. Đúng rồi, bên đó còn có một loài đom đóm có vẻ ngoài giống như con ve. Những con đom đóm này sinh trưởng ở đảo phương Bắc, không trung phương Bắc quanh năm đều có cực quang. Những con đom đóm này giống như cực quang chiếu xuống trên đảo, chúng hấp thu gió biển ấm áp vạn năm, nghe tiếng sóng biển côn trùng kêu vang, nhìn thấy tinh huy bầu trời, hòn đảo này giống như một tiên cảnh, chỉ trên trời mới có cách hòn đảo này không xa ta còn nhìn thấy một mảnh lục địa mọc đủ các loại hoa tươi xinh đẹp thực ra đó cũng không phải lục địa mà là vỏ cứng của một con rùa biển to lớn phía trên có rất nhiều lời chim biển bươm bướm rừng đậu nơi đó bừng bừng sức sống sắc màu rực rỡ hương hoa nồng đậm đến mức trong biển bên ngoài cũng có thể ngửi được con rùa khổng lồ kia cũng thuận theo thời gian thay đổi mà di chuyển bốn phía bên trên đảo dù vẫn giữ được hoa có bốn mùa xanh tốt còn có ở trên phương bắc của tinh cầu kia có một nhóm thổ dân bọn họ dùng phương thức ăn nấm độc hết sức kỳ lạ. Bọn họ sẽ lấy nấm độc đầu tiên chết lên trên thân một loại cây cỏ, dựa vào cây cỏ tiêu trừ tính độc của cây nấm, sau đó dùng lá của cây ngỗ này ăn sống những những cây nấm kia, phía sau mùi vị chua cay đó, càng nhiều hơn chính là sảng khoái và thơm ngọt. Đúng rồi, hương vị kia quả thực rất tuyệt, lá cây và nấm đều rất cứng rắn, khó mà nhai nát, nấm vẫn luôn tảng ra mùi hương ngọt ngào, hương vị của lá cây giống như nước chanh chua thanh, đến cuối cùng, lá cây và nấm dính vào nhau, phảng phất như đang nhai bánh dày mới ra lò, giống như đang nhai áng mây mềm mại ở bên trên kia vậy trò chuyện một chút, sắc trời đã muộn, hoàng hôn thâm trầm, mưa nhỏ tí tách tí tách chẳng biết đã dừng từ lúc nào, ban đêm nơi này vô cùng tĩnh mịch. Diệp Phong cầm bầu rượu lên, tự mình uống, hắn cười nói, vừa rồi nói về những nơi này, chắc chắn là ngươi sẽ rất thích, thế nào, có muốn đi xem thử một chút không? rút lời, Diệp Phong một hơi uống cạn sạch bầu rượu, không trả lời, ta coi là ngươi đã chấp nhận rồi nhé nếu đã như thế vậy thì ngươi hãy đi ra ngoài xem thử đi diệp phong đứng dậy nhẹ nhàng điểm một cái lên trên hải cốt trong chớp mắt bộ xương trắng âm u hóa thành từng điểm sáng màu sắc rực rỡ phiêu tán ở trong trời cao nó giống như cầu vồng tươi đẹp nhưng vô cùng trói loạn nó cũng mờ mịt giống như cực quang nhưng lại tự do trong nháy mắt bầu trời ảm đạm được từng điểm tinh quang chiếu sáng phờ tinh thấu trở lại ẩn giấu ở sâu trong tinh không không thể tranh giành ánh sáng chói mắt trong từng điểm tinh mang lấp lóe khuôn mặt thiếu nữ phảng phất như xuất hiện ở đó nàng lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào loại nụ cười kia khiến cho người khác không khỏi si mê chìm đắm từng điểm tinh mang giống như hội tụ thành tinh mạc cực quang vậy bên trong tinh mạc hải đảo ở bên dưới cực quang kia thiếu nữ hóa thành tinh quang đao uyển chuyển nhảy múa cùng với đam nóng trên lưng con rùa khổng lồ đang di chuyển ở trong biển thiếu nữ hóa thành bương bướng đa rong chơi ở trong biển hoa ở tinh cầu phương bắc kia thiếu nữ hóa thành một con nai đang dạm nhấm lá cây và nấm bên trong tinh mạc thiếu nữ giống như tinh linh cực kỳ tự do ở trong vùng thế giới này nàng xinh đẹp linh động chiêu sang khắp nơi nàng thuần theo sông vào biển phiêu bạt bốn phía nàng đi vào tinh hải tòa thích nhìn vạn giới nàng tự do thích thú ở khắp mọi nơi dịch phong yên tĩnh lẳng lặng đứng lơ lửng trong không trung thưởng thức cảnh đẹp giờ phút này nhưng lại vô cớ buồn bã thiếu nữ không hề chết nàng chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại đa dạo chơi ở tinh không vạn giới dịch phong cảm thấy buồn bã nhưng cũng cảm giác được sự thoải mái và yên bình lúc này một đội đệ tử phụ trách tuần tra ở cấm địa trong sơn trang đi ngang qua nơi này bọn họ phát hiện dị tượng trên bầu trời đồng thời cũng phát hiện dịch phong đang lơ lửng trên không trung ngửa mặt lên ngắm sao trời người nào đệ tử tuần tra uy nghiêm hét lớn phải biết rằng đây chính là cấm địa trong tàng kiếm sơn trang kế mà lại đột nhiên có một người như thế xông vào nhất thời mọi người lao đến bao vây dịch phong ở giữa nhưng bọn họ cũng không dám hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ bởi vì rõ ràng bọn họ hoàn toàn nhì không thấu dịch phong thậm chí còn không cảm giác được một chút ba động nào ở trên người hắn. Có điều trong lúc âm trầm, bọn họ đã thông báo cho cao tầng ở tông môn. Đúng lúc này, một vị đệ tử tuần tra sắc mặt đại biến, hắn ta chỉ vào thanh trường kiếm trên vét đa kia, hoảng sợ nói với lĩnh đội, thế mà lại không thấy thi hài của tiên tổ nữa. Người lĩnh đội trung niên vô cùng hoảng sợ, ánh mắt của lĩnh đội sáng rực nhìn chằm chằm về phía Dịch Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Mong nói, ngươi đã dùng thủ thuật gì che mắt chúng ta khiến cho di hài của tiên tổ biến mất? sắc mặt của người lĩnh đội trung niên không hề tốt hắn ta vung tay về phía trước một cái tất cả đệ tử tuần tra còn lại đều tiến lên một bước rút binh khí ra tiên tổ là tín ngưỡng của bọn họ cho dù người đến có mạnh hơn nữa cho dù liều cả tính mạng cũng không thể để cho người khác khinh nhường đúng vào lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm bầu không khí vô cùng căng thẳng cao tầng của tàng kiếm sơn trang đã hóa thành vô số lưu quang cấp tốc chạy về phía bên này trong lúc nhất thời trên dưới sơn trang kiếm quang ngang dọc tiếng vang vọng kịch liệt chấn động chưa đến trong chốc lát cao thủ toàn tông đã đi đến nơi tuyệt bích này bọn họ trùng điệp bao vây dịch phong lại mà thủ lĩnh đội tần trai nhìn thấy cao tầng sơn tra đến lập tức vội vàng đi lên bẩm báo khởi bẩm trang chủ các vị trưởng lão di hài của tiên tổ biến mất không thấy đâu nữa cái gì mọi người nghe thấy vậy lập tức vô cùng hoảng sợ mọi người phóng tầm mắt nhìn đến quả nhiên vách đá trống rỗng di hài đã biến mất không thấy đâu nữa như lão giả tóc bạc người mặc áo khoác lưu kim đứng ở phía trước cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ lão giả đè xuống sự kinh hãi trong lòng giơ tay lên một cái ra hiệu cho đệ tử trong môn phái đừng hấp tấp hành động thiếu suy nghĩ lão giả đi lên phía trước một bước đi đến trước mặt cách dịch phong người trượng không biết các hạ là ai đến thăm sơn trang ta là có việc gì di hài của tiên tổ ta biến mất có liên quan đến các hạ không xin mời các hạ thật lòng giải thích ngữ khí của tông chủ tóc bạc không mặn không nhạt nhưng trong giọng nói lại mang thà nội ý đây chính là cấm địa sau núi của sơn trang bọn họ Sao có thể để cho người khác làm nhiễm bẩn hú chi dường như người này còn lấy đi di hài của tiên tổ đây chính là đại bất kính đối với tiên tổ ông ta là hậu nhân bất luận thế nào cũng không thể nhìn thấy sau khi tiên tổ chết có phải chuyện chuyện gì vô cùng nục nhã Diệp phong không nói một lời hắn không quan tâm đến người đến chỉ tự mình nhìn về phía tinh không sáng chói ở phương xa tông chủ tóc bạc thấy người đến hờ hững ông ta càng phẫn nộ liên tục lên tiếng chất vấn các hạ đúng là quá cuồng vọng mua thác ta thân là tông chủ về lý nên chăm sóc di hài của tiên tổ thật tốt nếu như ngươi vẫn không nói một lời, lá Phu sẽ liều cả tính mạng cũng sẽ lấy lại công đạo cho tiên tổ. Nhưng Ngô Thác vẫn không hề hành động thiếu suy nghĩ, Tông ta căn bản không nhìn thấu tu vi của Diệt Phong, biết thực lực của Diệt Phong sâu không lường được, nhưng việc này liên quan đến tiên tổ, vinh nhục của tông tộc, ở trước mặt mọi người trong tông tộc, ông ta nhất định cần phải thể hiện rõ thái độ. Ngô Thác nói xong, con cháu tông tộc ở bên người cũng lần lượt tức giận lên tiếng nói. Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng Diệt Phong cũng có hành động, hắn quay đầu nhìn Ngô Thác hờ hững nói ngươi là hậu nhân của ngu vi ngô thác nghe vậy trong lòng bất ngờ run rẩy thế mà người này lại loại thẳng tục danh của tiên tổ lẽ nào hắn quen biết tiên tổ ngô thác nhìn kỹ dịch phong lần nữa ông ta phát hiện bất luận bản thân mình cố gắng như thế nào cũng hoàn toàn không nhìn thấu được người ở trước mắt nhưng dáng vẻ của dịch phong lại mang đến cho ông ta một loại cảm giác cường đại quen thuộc người này lẽ nào là vị kia đột nhiên ngô thác nhớ đến một cảnh tượng đã chôn ở chỗ sâu nhất trong ký ức của ông ta đó là rất lâu rất lâu trước đây khi đó tiên tổ ngu vi của ngu thác vẫn còn sống trong phòng của ngu vi trong một bức chân dung trong chân dung kia chính là một thân ảnh áo trắng khuôn mặt người đó tuấn lãng nhìn có vẻ vô cùng sư nhiên rất trần giống như tiên nhân ngu thác còn nhớ tiên tổ vô cùng cung kính đối với vị thân ảnh áo trắng ở trong bức họa kia còn đặc biệt dặn dò người trong tông tộc vị áo trắng ở trong bức tranh chính là chủ thượng của bọn họ nếu có một ngày chủ thượng đến đây nhất định phải cung nghênh chủ thượng tân theo ý chí của chủ thượng bây giờ bức tranh kia vẫn còn treo ở sâu trong mật thất tàng kinh các trong sơn trang đó là trọng địa bảo khố trong tộc cho dù mu thác thân là tông chủ cũng rất ít khi đi vào sâu trong bảo khố trong đầu của mu thác bức họa kia giống như bắt đầu từng bước hiện rõ nam tử tuấn lãng trong bức tranh chậm rãi trùng khớp với dịch phong ở trước mắt cuối cùng biến thành cùng một người đôi mắt ngu thác mở trường trường cả người bắt đầu kịch liệt chấn động ông ta không ngờ được người trước mắt này thế mà lại thật sự là người ở trong chân dung ông ta càng không ngờ được chủ thượng mà tiên tổ nói đến thế mà lại đi đến tục địa của bọn họ nhất thời ngu Thác có chút bừng tỉnh tinh thần hô hấp của ông ta dồn dập trong ngực kịch liệt phập phồng lên xuống mọi người của tông tộc ở chung quanh nhìn thấy một màn này lần lượt nhíu mày tông chủ đây là làm sao vậy một khắc sao ngu Thác kích động quỳ giảm xuống mặt đấy trong mắt của ông ta bởi vì kích động mà vòng quanh lệ nóng thanh âm ông ta nghẹn ngào lên tiếng ngu Thác bái kiến chủ thượng đại nhân ngu Thác bái kiến chủ thượng đại nhân thuộc hạ không đón tiếp từ xa xin chủ thượng đại nhân đừng trách cứ mọi người ở trong tông tộc nghe vậy nhao nhao giống như bị xét đánh người phản ứng nhanh sau một khắc lập tức quỳ xuống dưới đất mà người phản ứng chậm nửa nhịp bị người đã quỳ xuống túm lấy keo quỳ dạp trên đất bọn họ đều nhớ đến lời gian dạy của tiên tổ nếu đến vị thần linh chủ thượng được tiên tổ tôn sùng kia trong lúc nhất thời mọi người vô cùng kích động ngày trước bọn họ đều chỉ cảm thấy vị chủ thượng này là nhân vật hư cấu của tiên tổ nhưng giờ phút này thế mà chủ thượng lại thật sự đứng ở trước mặt bọn họ điều này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng không chân thực đây là một loại cảm giác mộng tưởng chiếu vào hiện thực không hài hòa mà bất ngờ nhưng không có người nào có gan dám lên tiếng nghi vấn diệp phong nhẹ nhàng đưa tay lên đệ tử ngu ra lần lượt được một cỗ sức mạnh ngư hòa đỡ dậy một màn này khiến cho bọn họ chắc chắn tin tưởng không còn gì nghi ngờ trước mắt có sức mạnh như vậy nhất định chính là vị thần linh chủ thượng được tiên tổ tông sùng kia bọn họ đều là cường giả trong gia tộc nhưng chủ thượng chỉ cần hơi đưa tay vậy mà đã có thể nâng toàn bộ bọn họ đứng dậy có không ít người trong lòng chấn động rất nhiều người càng là trong lòng run sợ đầu cúi rạp xuống đất chỉ thấy dịch phong đứng nhìn mọi người ôn hòa cười nói không cần khách khí như vậy sở dĩ hôm nay ta đến đây chính là không đành lòng nhìn thấy ngu vi cả ngày bị đính ở trên tòa vách đá dựng đứng này hôm nay đến là để hoàn thành tâm nguyện của nàng mọi người nghe vậy trong lòng đều không khỏi có một dòng ấm áp chảy xuôi hóa ra chủ thượng là quan tâm đến ngu ra bọn họ mua thác tóc bạc bộc lộ rõ tuổi ra sức yếu ông ta cả mặt xấu hổ nói năm đó tiên tổ ngã xuống ở đây chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn đưa thi hài của người về nhưng thanh kiếm kia chúng ta căn bản không rút ra được chỉ trách năng lực chúng ta quá kém đến ngay cả chuyện để cho tiên tổ nhập thổ vi an cũng không làm được sau khi thủ đủ loại biện pháp bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể khiến cho cả tộc di chuyển định cư ở đây cũng coi như cố hết sức trách nhiệm của con cháu sau khi chuyển đến nơi này chúng ta đã biến sau núi tiệt bích này trở thành cấm địa chính là vì một ngày có thể rút ra được thanh kiếm kia để cho tiên tổ nhập thổ vi an chủ thượng là chúng ta quá vô năng, xin chủ thượng trách phạt, xin chủ thượng trách phạt. Mọi người trong tông tộc chăm miệng một lời, Dịch Phong nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói ôn hỏa lên tiếng, chuyện này không trách được các người. Những năm này các ngươi vất vả rồi, Ngu Vi đã được tự do, nàng sẽ dùng một loại phương thức khác, sinh tồn trong đất trời minh mông. Ngoài ra, thanh kiếm này là năm đó mọi tộc để lại, các ngươi không rút ra được là chuyện bình thường, không cần để ý, rút lời, Dịch Phong tiện tay phất ra một chiêu trong chớp mắt dì xét ở thanh trường kiếm kia chóc ra kiếm quang lấp lóe ánh sáng lạnh bức người trường kiếm rơi vào trong tay của dịch phong giống như là vừa mới đập đi xây lại vậy phong mang vô lượng rực rỡ hẳn lên dịch phong cầm trường kiếm giao đến trên tay ngu thác trường kiếm này ngươi nhận lấy đi hai tay ngu thác run rẩy nhận lấy trường kiếm tâm tình trong nội tâm cực kỳ phức tạp kiếm này có thể nói là tuyệt thế thần binh nội ổn uy năng vô hạn chủ thượng nói rút ra là rút ra nói tặng là tặng loại thực lực vào tác phong này có thể nói là vang dội cổ kim khó trách tiên tổ đã từng nhiều lần dặn do tộc nhân phải tuân theo ý chí của chủ thượng phải đất cung tất kính đối với chủ thượng đồng thời thanh kiếm này cũng là sự sỉ nhục đối với ngu tộc bọn họ nó đã đính tiên tổ ở trên vách đá vô số năm cũng là mà một cái gai dính ở trong lòng tộc nhân bây giờ chủ thượng đã giải thoát cho tiên tổ còn rút thanh lợi kiếm này ra rút cái vai sắc đã đâm vào trong lòng bọn họ bao lâu nay bóng ma trong lòng mọi người cũng theo đó mà biến mất không thấy bóng dáng mô thác và các tộc nhân vô cùng phấn chấn mọi người cúi đầu bái tạ thật sâu đối với dịch phong cảm tạ chủ thượng tiếng cảm ơn cuồn cuộn giống như sóng biển lúc này mô thác cung kính bước lên phía trước một bước thấp thỏm nói xin chủ thượng đừng rời đi rời bước đến bên trong tông môn nghỉ ngơi một chút không cần ta còn một vài chuyện các ngươi tu luyện thật tốt đừng cô phục vinh quang của ngũ gia dịch phong từ tổ nói mô thác đang muốn lên tiếng nói tiếp mọi người cũng định lên tiếng giữ dịch phong lại nhưng lại bất ngờ phát hiện Diệp Phong đã đi vào trong hư không, vô thanh vô thức biến mất tại chỗ chúng thuộc hạ cung tiễn chủ thượng. Mọi người thấy thế, không dám có lời gì khác. Chỉ có đầy mắt sùng kính, trong lòng bọn họ cũng biết, cái miếu nhỏ này, chủ thượng có thể đích thân đến đã là phúc phận lớn lao, làm sao bọn họ dám hy vọng xa vời có thể giữ chủ thượng lại. Mọi người lần lượt quỳ dạp xuống mặt đất cung tiễn Diệp Phong rời đi, rất lâu sau cũng chưa đứng dậy mấy ngày tiếp theo. Diệp Phong đi qua tinh hà xa xôi, đi đến trong phổn tinh từng ánh sao lấp lánh những tinh cầu này hoặc cằn cỗi khô bại hoặc sức sống giật rào hoặc văn minh đại hưng hoặc man hoang dã tính dịch phong đi qua núi non sông ngòi xuyên qua rừng xanh rậm rạp nguyên thủy thậm chí là đi vào đáy biển dung nham dấu chân của hắn trải rộng mấy chục tinh cầu đi qua mấy trăm thành trấn mấy ngàn sơ thôn đi cả đoạn đường này hắn nhìn thấy rất nhiều bạn bè cũ cũng nghe được rất nhiều câu chuyện trong quá khứ của bọn họ ở tinh hà phương nam có một tinh cầu không đáng chú ý Diệp Phong nhìn thấy tông sư luyện dược chuyên nghiên cứu độc dược trong đại chiến lúc trước, vì đại chiến, vì tông sư luyện dược này có thể nói là dùng hết khả năng, thậm chí là không tiếc lấy thân mình thử độc, điều này khiến cho vị tông sư đó trải qua vô số đau đớn và tra tấn dày vò. Cuối cùng vị tông sư này bởi vì trong cơ thể tích lũy quá nhiều độc tính, một thân tu vi không cách nào áp chế, biến thành thiên sát độc thể. Thiên sát độc thể được coi là tai tinh, người này sẽ liên tục không ngừng phóng ra độc tố mãnh liệt về phía chung quanh, khiến cho toàn bộ sinh vật diệt vong thiên sát độc thể tán phát ra khí độc sẽ càng ngày càng kịch liệt phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng rộng không có gì nghi ngờ loại thể chất tai tinh này có thể tạo thành sự hủy diệt cho một tinh cầu Tỷ tông sư này đã từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu bản thân nhưng cho dù là hắn ta tự sát độc tính trong cơ thể vẫn như trước khuếch tán ra ngoài thậm chí thiên sát độc thể sẽ không chế thể xác của hắn ta phát tán khí độc ra bốn phía như thế sẽ dẫn phát ra thảm họa độc tính càng đáng sợ hơn vì để không làm ảnh hưởng đến sinh linh trên tinh cầu này vị tông sư luyện dược đó chỉ có thể cố kìm nén vô số tra tấn phong ấn bản thân mình ở nơi sâu nhất trong đáy biển cho dù đã cố gắng giảm nguy hại đến mức thấp nhất nhưng vẫn khiến cho trong phạm vi vạn dạm của khu vực biển nó vẫn như trước không có bất kỳ sinh vật nào sinh tồn được ở trên một tinh cầu khác diệp phong nhìn thấy quyền thánh nam nó đây là một người si mê điên cuồng với quyền pháp Từ nhỏ quyền thánh đã luyện quyền tinh thông các loại quyền pháp hắn chưa từng sử dụng binh khí khi đối địch hoàn toàn dựa vào một đôi nắm đấm lý do không dùng binh khí là bởi vì song quyền của hắn có thể sánh ngang với thần binh cứng rắn nhất quyền thế đánh ra càng là có thể phá nát tất cả đập vẽ sông núi cho dù là nhân vật cường hãn như vậy nhưng ở trong trận đại chiến lúc trước đã mất đi hai tay song quyền đánh tự hào nhất của quyền thánh cho dù đã được hoạt cốt trùng sinh nhưng vẫn vô dụng như trước từ đó về sau quyền thánh ẩn ư ở trong một sơn thôn nhỏ bỏ hoang hoang tàn vắng vẻ không ngượng dậy nổi tờ trên một tinh cầu khác vốn dĩ sức sông bừng bừng Diệp Phong lại nhìn thấy hoang vu vô tận, không chỉ là hoang vu, nơi này càng là âm khí âm u, bạch cốt trắng xóa, bên trong đất đai màu đỏ thẫm, lúc nào cũng có thể nhìn thấy được tần chi dãy xương. Đủ loại binh khí, nơi này không có một chút sinh khí nào, so sánh với sự phồn vinh hương thịnh trước đây. Diệp Phong cảm thấy vô cùng thổn thức, hắn nhớ đến mảnh đất đen dưới chân mình vốn dĩ là tảng đá xanh. Nơi này vốn dĩ là một thành thị to lớn giàu có náo nhiệt, trường đường dài xe cộ tấp nập, muôn hình muôn vẻ người nối liền không dứt, Tư phẩm rực rỡ muôn màu có quá nhiều thứ khiến người ta nhìn không hết nhưng hôm nay nơi này lại chỉ còn vẻ hoang vu và chết chóc đi qua rất nhiều nơi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng diệp phong không ngừng kết thúc từng bi kịch một khiến cho mỗi tinh cầu lại lần nữa tỏa ra sức sống để cho những chiến hữu này trước có được cuộc sống mới đây là một trận hành trình cứu rỗi đối tượng cứu rỗi không chỉ là những con người vào tinh cầu rơi vào quẫn cảnh kia mà còn là nội tâm của dịch phong vốn dĩ tâm tình của dịch phong rất nặng nề sau khi từng nơi từng nơi trùng phùng đã thay đổi trở nên vui tươi, quá khứ không thể can thiệp, nhưng tương lai còn có thể thay đổi, để cho chuyện cũ và tiếc nuối theo gió trôi đi. Chân quý tương lai và thời gian càng sáng lạn hơn, đây là những gì Dịch Phong nói cho những người bạn cũ này, cũng là những điều Dịch Phong khuyên nhủ chính bản thân mình, thuật theo việc thiệp mời cưới trong tay được phát xong, tiếc nuối chữ nặng trong lòng Dịch Phong cũng được bỏ xuống, giờ khác này, hắn cảm giác gió nhẹ thổi qua mặt hình như càng ngưu hòa hơn, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất hình như càng ấm áp hơn dịch phong đã nhớ không rõ rốt cuộc là bao lâu lần trước hưởng thụ sự bình thản và an bình này hình như vẫn còn là ở trong thành bình giang mà hắn từng sống kia hô dịch phong thở ra một hơi thật ra hát ra tích tụ trong lòng giờ khác này hắn chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái cả người thoải mái hắn cất bước đi về phía trước nhanh chóng biến mất ở trong tinh hà hoa thành phủ tư đồ giang đèn kết hoa đen lông rực đỏ lộng lẫy lộ ra vẻ vui mừng tinh kỳ tươi đẹp đón gió nhiệt liệt bay lên trên dưới phủ tư đồ tràn lập tiếng cười nói trên khuôn mặt của mọi người đều khó mà che giấu ý cười cả bầu không khí sung sướng an lành diệp phong bước qua bậc cửa cửa chính nhàn nhã đi dạo bình thường đến trong phủ bắt đầu từ ngày hôm nay chính là đại hôn của thương thắng hắn muốn cuộc hôn lễ này hoàn hảo thập toàn thập mỹ tuy thế hắn vừa quay về đã bắt đầu kiểm tra bốn phía nhìn một chút xem có chỗ nào cần điều chỉnh đám hạ nhân của tư đồ gia vô cùng bận rộn bọn họ chưa từng thấy gia chủ tư đồ gia từng coi trọng chuyện này như chuyện này vì thế bọn họ cũng không dám có chút nào thất lễ những ngày dịch phong rời đi rất nhiều chuyện tư đồ thái lễ đều tự mình làm sự coi trọng của ông ta đối với hôn lễ của đôi phu thê trẻ từ chuyện này có thể thấy được chút ít dịch phong cả mặt mang nụ cười ấm áp chắp hai tay sau lưng đi qua hành lang trong viện tuy mọi người phí hết tâm tư bố trí nhưng ngàn người ngàn cách nhìn mỗi người đều có sự hoàn mỹ mà bản thân mình cảm thấy thế dịch phong cũng không hề ngoại lệ hắn cảm thấy chữ hỉ trong phủ quá ít thế là hắn sai quản gia đưa bút mực giấy nhiên đến cho mình đích thân nâng bút dùng chu sa viết chưa hỉ hắn múa bút thành văn mấy người nha hoàn đứng bên cạnh thì cầm lấy kéo vàng không ngừng cắt sánh điều này khiến cho rất nhiều tộc nhân của tư đồ ra vây xem bọn họ đều cảm thấy chữ của dịch phong rất đẹp sau khi viết xong chữ hỉ dịch phong dẫn theo mấy người nha hoàn đi các nơi gián thiếp